Tình hình như vậy, rõ ràng là đối phương đã đột phá bình cảnh đến chỗ mấu chốt, gặp phải tâm ma xâm lấn. Vạn nhất đối phương thất thủ ở tâm cảnh, tâm trí bị lạc mất, dưới sự khống chế của tâm ma có nhiều khả năng là sẽ đại khai sát giới ở phụ cận. Mà với tu vi kinh người của đối phương, bọn tu sĩ thấp, trung giai như họ tự nhiên không tài nào chống nổi, chỉ có thể biết điều bó tay chịu trói mà thôi. Loại chuyện này, trước kia đã phát sinh không chỉ một lần. Lão giả tóc trắng càng nghĩ càng sợ, hắn khẩn trương niên cuồng thúc giục pháp lực, muốn đứng dậy từ áp lực lớn này nhanh chóng mang theo tộc nhân bỏ trốn mất dạng nhưng thân thể hắn vừa mới nhích lên được một nửa hai chân lại run lên một lần nữa lại nửa quỳ trên mặt đất mặc dù hư ảnh cự viên ở phía xa kia thần chí có chút không ổn định nhưng linh áp phát ra không có dấu hiệu giảm bớt một gã tu sĩ nguyên anh như hắn căn bản không tài nào nhúc nhích linh lực trong cơ thể đã bị một áp lực lớn đè nén không cách nào điều động thậm chí ngay cả hướng tộc nhân báo động cũng không tài nào làm được trong lòng lão giả lúc này vô cùng sợ hãi. Cùng thời gian này, ở mật thất trong ngọn núi, Hàn Lập đang ngồi xếp bằng ở trong một pháp trận cỡ nhỏ kỳ lạ, thân thể không hề nhúc nhích, giống như là đã chết vậy. Một nguyên anh màu xanh cao chừng nửa thước đang lơ lửng ở phía trên cách đó vài thước, nhìn chằm chằm vào mộ góc pháp trận ngoài mật thất. Hai tay nguyên anh ôm một lưỡi tàn nhận ở gần đó có 72 thanh kiếm nhỏ màu xanh dài gần tất đem nó che kín nghiêm mật. Ở bên ngoài những thanh kiếm nhỏ này, có một thanh tiểu xích màu bạc, một cái đỉnh nhỏ màu xanh cùng với một thanh kiếm lớn màu đen đang vây quanh Nguyên Anh chuyển động không ngừng. Mà sở dĩ nói là quỷ dị, vì trên gương mặt Nguyên Anh có một con mắt phóng ra lam mang lập lè, một con mắt khác lại đỏ lòm như máu, lấy sống mũi chia làm đôi, là hai loại vẻ mặt hoàn toàn bất đồng. Một nửa thì da thịt trên mặt vặn vẹo dị thường, tràn đầy vẻ dữ tợn, một nửa khác thì như cười như không, trong mắt lại trong trẻo, lạnh lùng vô cùng. Phảng phất như trong thân thể Nguyên Anh có hai hàn lập bất đồng cùng tồn tại vậy phía dưới thân thể một tay bấm tay niệm thần chú, một tay nâng một lư hương thanh đồng, trong lư hương đang cắm nửa đoạn tàn hương đen thui, nhưng có vẻ như vẫn chưa bị đốt lên. Từ đỉnh mật thất có ngũ sắc linh văn từ từ hạ xuống, bất kể là rơi xuống thân thể hay là Nguyên Anh cũng đều lóe lên mà biến mất vô thanh vô tức. Nguyên Anh nhìn vào trong góc, ở đó có một đoàn hắc khí to bằng đầu người đang quay cuồng không ngừng, đồng thời phát ra tiếng kêu ô ô kỳ quái. Âm thanh này vừa mới lọt vào tai, ngay lập tức liền thấy thấp thỏm lo lâu, khó có thể bình tĩnh tâm thần, lại có một cảm giác khác thường là cực kỳ khát vọng đối với giết chóc. Một nửa khuôn mặt tỉnh táo kia của Nguyên Anh thì không sao, không vì tiếng kêu kỳ quái kia mà thay đổi. Một bộ phận mặt mũi khác thì dưới sự kích thích của tiếng kêu kỳ quái này, huyết quang trong mắt càng đậm lên, ý điên cuồng càng dâng cao, tia lý trí cuối cùng dường như cũng sắp mất đi. Làm mang trong mắt Nguyên Anh chợt lóe lên hàn quang, một tay nhấc lên, hướng thân thể đang nâng lư hương điểm một cái. Phốc một tiếng, một đoàn hỏa diễm màu bạc từ đầu ngón tay phun ra, đánh lên chính xác tàn hương đang ở trong lư hương kia. Hương này vừa đốt lên một cái, một cỗ hương khí thí thần bí liền ngay lập tức tràn ngập trong mật thất. Nói cũng kỳ quái, Nguyên Anh chẳng qua chỉ là hít sâu vài lần mùi hương này xong, một nửa khuôn mặt khác vốn là khó có thể khống chế, lập tức ý điên cuồng giảm đi, huyết sắc trong mắt bắt đầu biến đổi. Mà đoàn hắc khí đang ẩn nấp trong góc kia, vừa mới tiếp xúc với mùi hương này ngay lập tức phát ra tiếng hét thảm, âm thanh kỳ quái kia đột nhiên ngừng lại hắc khi quay cuồng điên cuồng, ở trong mùi hương dần dần tản đi, lộ ra một khuôn mặt quỷ không có mặt mũi, đang vô cùng thống khổ. Nguyên Anh thấy vậy, không chút nào trần chờ, một đạo kim sắc hồ quang liền bắn ra. Sau một tiếng nổ vang, kim hồ đánh chính xác lên mặt quỷ, cả người nó run lên. Nó oán hận cắn răng một cái, bỗng nhiên kêu lên một tiếng bén nhọn, rồi đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ, cuối cùng hóa thành một cõ hắc khí tiêu tán không thấy. Nguyên Anh lúc này mới chậm rãi nhắm hai mắt lại, khuôn mặt vốn vặn vẹo khi trước dần dần biến mất, khi hai mắt mở ra lần nữa thì ánh mắt lại trong suốt như lúc ban đầu. Chẳng qua chỉ là một phân thần của thiên ngoại ma đầu, cũng muốn thừa dịp ta ma xâm lấn nhiễu loạn tâm thần của ta, cái này cũng xem nhẹ ta quá đi. Nguyên Anh cười lạnh nói với âm thanh thấp không thể nghe thấy. Sau đó nó cầm lưỡi tàn nhận trong tay hướng đỉnh đầu ném đi, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lại một lần nữa nhắm lại hai mắt. Những phù văn năm màu đang xuyên thủng góc mà thất rơi xuống bỗng nhiên tăng nhiều lên gấp đôi, khiến trong mật thất in quang diễm lệ lấp lánh không ngừng đồng thời một cỗ hương khí kỳ diệu khác từ phía dưới thân thể phát tán ra nhưng nguyên anh phảng phất như không để ý chỉ tập trung liều mạng thu nạp những phù văn năm màu do thiên địa nguyên khí biến thành trong hư không kia thân thể lấy tốc độ của mắt thường có thể thấy được từng chút từng chút một lớn dần sau nửa khắc đồng hồ nguyên anh của hàn lập đã cao lên chừng ba bốn thước giống như một đứa bé lúc này hư ảnh cự viên ở trên ngọn núi bỗng hóa thành một cột sáng rút về trong lòng núi một thiên địa nguyên khí khổng lồ ngay lập tức phủ đến mật thất, điên cuồng hướng thân thể cùng Nguyên Anh rót vào. Thân thể da thịt bắt đầu trở nên trong suốt, đồng thời mùi thơm phát ra càng thêm nồng nặc. Nguyên Anh ở phía trên, lại qua mấy lần hô hấp, linh quang lấp lánh liền lớn đến khi bằng với thân thể, nhưng hai mắt lại nhắm nghiền, nhẹ như bất lơ lửng trong không trung, lông mày nhíu lại vô cùng thống khổ. Chương 1757, tiến giai hợp thể hạ. Lúc này, Nguyên Anh của Hàn Lập chỉ cảm thấy toàn thân nóng như lửa đốt. Khắp cơ thể Nguyên Anh phảng phất như đang chứa đầy một cỗ dung nham nóng bỏng, khiến hắn miệng đắng lưỡi khô, tứ chi đỏ ngầu. Nhưng đúng vào lúc này, một lực hút khổng lồ từ thân thể phía bên dưới bộc phát ra. Nguyên Anh không có chút sức phản kháng nào liền thu nhỏ lại hơn 10 lần, lóe một cái liền chui tọt vào thiên linh cái ở đỉnh đầu của thân thể, một lần nữa trở về bên trong pháp thân. Luồng năng lượng nóng bỏng vốn tràn ngập trong cơ thể Nguyên Anh như tìm được nơi phát tiết, liền điên cuồng hướng vào trong cơ thể tuôn ra thân thể Hàn Lập vốn là đang trong suốt dị thường, ngay khi luồng năng lượng nóng bỏng này tràn vào thì cùng lúc đó, bên ngoài da thịt hắn có một luồng tinh quang lưu chuyển, khiến cho thân thể hắn trong nháy mắt trở nên hơi mờ đục. Ngay cả xương cốt màu vàng nhạt bên trong máu thịt cũng có thể nhìn thấy hơi lờ mờ. Giờ phút này, hắn đang được bao bọc trong vô số tia sáng tinh tế, ánh sáng năm màu nhàn nhạt đang không ngừng lấp lánh. Cùng lúc đó, vô số luồng năng lượng vô cùng nhỏ tại vùng đan điền dọc theo kinh mạch mà nhanh chóng chảy qua các khắp các nơi trong cơ thể hàn lập chỉ cảm thấy mỗi nơi mà những năng lượng này đi qua sức nóng nhanh chóng biến mất mà trở thành một luồng khí mát dịu khiến cho hắn thư thái vô cùng chỉ trong chốc lát tất cả các luồng năng lượng hội tụ lại với nhau cũng tự động hướng về phía đầu sông tới hàn lập chỉ cảm thấy trong biển thần thức mơ hồ có thứ gì đó như một cái khóa lớn bị luồng năng lượng như nước chảy thành sông này cứ thế mở ra nhưng ngay sau đó một cảm giác tê dại như thấm sâu vào tận hồn phách trào lên từ tận đáy lòng khiến cho hắn không kìm được phải há miệng ra huyết dài lên một tiếng. Đám tu sĩ nhân tộc ở gần đó sau khi thấy hư ảnh của cự viên biến mất không thấy đâu, đồng thời khí thức kinh người chấn áp họ cũng biến mất tự nhiên trong lòng vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ. Sau khi ồ ạt đứng lên khỏi mặt đất, mỗi đám người lại có những động thái vô cùng khác nhau. Có người hơi do dự một chút, nhưng vẫn đứng ở xa hướng biển sương mù nhìn lại, có vẻ như vẫn muốn xem đến cùng. Có người cảm thấy nơi đây quá sức nguy hiểm liền vội vàng chào hỏi hảo hiếu, chuẩn bị rời khỏi nơi này lão giả tóc trắng thì ngay khi vừa có thể cử động lại liền hóa thành một luồng sáng trắng bay thẳng về trong động phủ muốn triệu tập đám tộc nhân rời đi ngay lập tức nhưng những đám người này vừa mới khôi phục cử động được trong chốc lát tiếng huyết dài của hàn lập lại như sóng cuồn cuộn đánh đến tiếng huyết giống như sấm động từng cơn biển sương mù rộng mấy trăm dặm kia sau khi tiếng huyết đó đi qua thì ào ào cuồn cuộn lên những cơn sóng cao như núi hướng bốn phía bay ra những tu sĩ vẫn còn ở gần biển sương mù thấy vậy tự nhiên thất kinh, dối rít bỏ trốn mất dạng. Nhưng là tiếng huyết này vừa tới tai, những tu sĩ này chỉ cảm thấy thần thức ông một cái, giống như bị có vô số tiếng sấm đang trực tiếp nổ bên trong đầu, liền kêu gào ẩm ý nháo nhào rơi từ trên không xuống. Một vài tu sĩ mặc dù pháp lực mất linh, nhưng thân thể so với người bình thường vẫn là vô cùng mạnh mẽ, nên ngay cả khi rơi từ mấy trăm trượng xuống đất cũng chỉ bị đau nhức một trận mà không bị tổn hại gì quá lớn tiếng huyết từ đằng xa truyền đến liên miên không dứt phảng phất giống như âm thanh truy hồn khiến cho một đám tu sĩ vô cùng thống khổ lăn lộn đầy trên mặt đất rối rít lấy tay bịt lỗ tai muốn giảm đi một chút đau đớn nhưng tiếng huyết này dường như có thể ảnh hưởng trực tiếp tới thần thức hải của người khác cho dù có người kéo cả vạt áo đến che hết lỗ tai nhưng vẫn không có chút hiệu quả nào tiếng huyết truyền vào trong đầu rõ ràng vô cùng cũng có tiếng vang ùm ùm phát ra không ngừng bất quá chỉ trong phút chốc nhưng những tu sĩ này cảm giác như đã trải qua mấy tháng liền bọn họ chỉ hận không thể nổ tan xác được mà chết để cho cái thứ hành hạ đau đớn muốn chết này dừng lại cảm giác sống không bằng chết chính là đây lúc này những cơn sóng khổng lồ đã tràn đến biên giới của biển sương mù nhưng vẫn còn khí thế hùng hổ như muốn lao ra khỏi đó hướng bốn phía sông ra có một vài tu sĩ miễn cưỡng quay đầu thấy tình cảnh này sắc mặt lại càng tái nhợt vô huyết mặc dù những cơn sóng này cũng chỉ là từ một ít sương mù tạo nên nhưng khí thế kinh người như thế vẫn không khỏi khiến cho bọn họ cảm thấy kinh hãi mất hết dũng khí dù sao đến giờ phút này bọn họ cũng không có cách thúc giục bất cứ bảo vật hay công pháp nào để ngăn cản những cơn sóng này mà ai biết những cơn sóng này có uy năng nào khác hàm chứa trong đó hay không ngay khi mắt họ nhìn thấy những cơn sóng sương mù khổng lồ kia đang chuẩn bị đánh tới tấp vào ngọn núi đem đám tu sĩ nhân tộc bao phủ lấy thì tiếng huyết từ trong biển sương mù lại đột nhiên dừng lại tiếp đó một tiếng hử lạnh vô cùng băng hàn truyền ra có tiếng phanh phanh nổi lên, tất cả các cơn sóng sương mù trong phút chốc vỡ ra tán loạn, biến thành hư ảo. Phảng phất như một màn kinh hồn vừa rồi vốn như chưa từng xuất hiện. Sau chưa đầy thời gian một chung trà, đám tu sĩ nhân tộc mới rối rít bò dậy từ trên mặt đất dáng vẻ chật vật không chịu nổi. Có người liếc người bên cạnh đều thấy trên mặt đối phương vẻ vô cùng sợ hãi. Tất cả đều không mở miệng nói thêm cái gì, cuồng cuồng khống chế độn quang trở về động phủ. Không lâu sau sau, từng đạo độn quang từ trong ngọn núi của mỗi người bắn ra, hướng ra bộn phương tám hướng bay đi mất. Suốt dọc đường đi bọn họ không dám ngưng nghỉ, cho đến khi bay ra xa tới trăm vạn dặm mới có người do dự dừng lại độn quang. Lúc đó lại càng có nhiều người hơn phi độn một hơi tới khi biến mất không thấy, hoàn toàn rời xa khỏi khu vực này. Dù sao làm hàng xóm của một vị cao nhân có thể chỉ dùng một tiết huyết gió cũng khiến bọn họ lâm vào sinh tử lưỡng nan như vậy thật sự khiến cho bọn họ phải lo lắng đề phòng quá nhiều bất quá thiên tượng vừa rồi cùng với đại thần thông mà hàn lập thể hiện ra cũng làm cho không ít người mơ hồ đoán được một chút cho nên cũng có người trong lòng tràn đầy hoảng sợ nhưng cũng có một vài suy nghĩ khác lão giả tóc trắng ở một sơn cốc nhỏ cách xa chừng trăm vạn dặm sau khi an trí xong tộc nhân của mình liền phái ra một đại hán tu vi cũng gần bằng hắn mang theo một khối ngọc giản do hắn đích thân giao phó hướng bản gia của quốc gia ngày đêm bay đến cơ hồ như cùng thời gian đó có tin đồn ở húc nhật phong có một tên tu sĩ vừa tiến giai hợp thể kỳ có thần thông to lớn, chuyển đến các khu vực khác với một tốc độ không thể tưởng tượng. Mà lúc này, biển sương mù ở phủ cận hút Nhật Phong đã khôi phục hình dáng ban đầu, màn sương dày đặc đen ngọn núi che giấu nghiêm mật, tất cả toát lên vẻ an tĩnh vô cùng. Ba ngày sau, ở mật thất trong lòng núi, Hàn Lập đang ngồi xếp bằng, liền chậm rãi mở hai mắt ra. Ban đầu con người phát ra lam mang chói mắt, nhưng trong nháy mắt liền trở nên đen nhánh như thường. Mấy ngày trước hắn mặc dù tiến giai hợp thể thành công, nhưng vì cùng cố cảnh giới cùng tu vi, liền yên lặng ngồi trong mật thất mấy ngày nay. Đánh giá lại một chút, hắn cuối cùng cũng chế trụ được những ảnh hưởng bất lợi do cảnh giới tăng nhiều, giờ có thể làm được một chút sự tình khác. Ánh mắt Hàn Lập vừa động, liền nhìn về phía bốn phương tám hướng, vốn khuôn mặt vẫn bình đạm như nước của hắn đột nhiên hiện lên một tia cổ quái. Ngay cả khi hắn chưa cần thả ra thần niệm, thì trong mật thất cũng có thể cảm ứng được thiên địa nguyên lực rõ ràng trong hư không hàn lập thở nhẹ một cái một tay liền bấm niệm pháp quyết đồng thời đọc lên một chú ngữ đơn giản một màn kinh người xuất hiện trong hư không có âm thanh vù vù vang lên từng điểm từng điểm sáng trắng hiện ra dần dần hóa thành từng đạo phong nhận cỡ bàn tay những phong nhận này mỏng vô cùng hiện lên hình dạng hơi mờ hơi run rẩy lơ lửng trong không trung tràn ngập khắp cả mật thất những gì ghi lại trong biển tịch quả nhiên không sai một khi bước vào cảnh giới hợp thể cảm ứng và điều khiển đối với thiên địa nguyên khí hơn xa so với luyện hư kỳ gần như không cần hao phí pháp lực liền có thể trực tiếp điều khiển nguyên khí hóa hình công kích hàn lập lẩm bẩm vài câu trên mặt vô cùng vui vẻ tay áo bảo run lên phong nhận liền biến thành từng đoàn bạch quang biến mất hàn lập khép hai mắt lại bắt đầu dùng thần niệm cẩn thận kiểm tra chính xác tình huống của pháp lực cùng thân thể mình xem có chỗ nào không ổn hay không sau chưa đầy một bữa cơm hàn lập mừng rỡ mở mắt sau khi hắn tiến giai hợp thể Trình độ mạnh mẽ của thân thể cùng với pháp lực gia tăng cũng vượt xa sự tưởng tượng trước đây của hắn, hắn đoán rằng lấy tu vi hiện tại, cho dù liều mạng với một gã hợp thể đại thành hắn cũng có hơn phân nửa là sẽ thủ thắng. Sau khi đem sự vui mừng đè xuống, Hàn Lập bắt đầu chớp mắt tính toán những chuyện kế tiếp. Không còn chút nghi ngờ gì nữa, hắn giờ đã là hợp thể kỳ, ngoài tu sĩ đại thừa ở hai tộc nhân yêu mà không biết là có tồn tại hay không, hắn coi như là không cần phải sợ bất cứ kẻ nào nữa. Điều này khiến cho những chuyện hắn muốn làm sau này tự nhiên không cần phải câu nệ cái gì nữa. Dĩ nhiên là trong vài năm đầu, hắn sẽ không rời khỏi nơi này, vẫn còn cần tập trung toàn lực đem cảnh giới tu vi hoàn toàn củng cố đã. Sau đó có nhiều chuyện phải xử lý nữa. Quan trọng nhất trước hết là cần xác định ái thê Nam Cung Uyển có tới linh giới hay không. Bất quá bởi vì Nam Cung Uyển cũng có thể sử dụng không gian tiết điểm mà nhập cư trái phép tới linh giới. Nếu vậy thì cho dù ở Thiên Nguyên Thành cũng có thể không tìm được, cũng có thể lưu đến những địa phương khác, thậm chí là có rất nhiều khả năng trong khu vực yêu tộc. Dù sao khu vực hai tộc nhân yêu cũng là ở gần sát nhau. Cho nên nếu thật ở Thiên nguyên Thành không chiếm được tin tức có liên quan thì cũng cần phải đi các nơi ở hai tộc nhân yêu tìm kiếm một phen. Nếu Nam Cung Uyển quả thật bởi vì tu vi cùng thần thông không đủ, vẫn còn lưu lại ở nhân giới, hắn cũng phải tìm ra phương pháp phá giới tới giúp Nam Cung Uyển một tay. Cái khác không cần phải nói, chỉ cần đem một vài loại linh đan ở trong tay của hắn cùng với một chút bảo vật, cách giới đưa cho Nam Cung Uyển, khiến cho nàng tu vi tăng lên nhiều, thuận lợi phi thăng linh giới tuyệt đối không phải là việc khó. Nghĩ tới ái thê, Hàn Lập tự nhiên có muôn vàn tư vị sông lên đầu, không kìm được lại ngây người trong mật thất rất lâu. Cuối cùng hắn cũng bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, một lần nữa đem tâm thần thu lại, tiếp tục cân nhắc những chuyện khác. Ngoại trừ chuyện của Nam Cung Uyển, sau khi xuất quan hắn còn cần phải đi tìm hậu nhân của vị băng phách tiên tử kia, cũng chính là hứa tiên tử. Chỉ cần từ nàng hỏi rõ tung tích của băng phách tiên tử, đem đồ mà thanh niên họ ông giao cho đối phương cũng coi như là giải quyết xong việc này. Ngoại trừ cái này ra, còn có chuyện thu thập tài liệu cho thanh nguyên tử nữa. Mặc dù các tài liệu hắn đã siêu tập không sai biệt lắm, nhưng bởi vì chỗ lúc trước hắn truyền tống từ lôi minh đại lục đến cách phi linh tộc cũng tương đương với nhân tộc, nên ban đầu hắn cũng không đi phi linh tộc, mà trước hết trở về nhân tộc, để có sức bảo vệ mình trước rồi tính. Dù sao theo lời đối phương nói là trong thời gian ngàn năm, cách kỳ hạn này còn những hơn 6, 700 năm nữa. Trong khoảng thời gian này, hắn hoàn toàn có thể khiến cho tu vi của mình tiến lên đến hợp thể hậu kỳ đại thành rồi mới đi gặp thanh nguyên tử, trao đổi lấy minh hà thần nhũ. Có vậy mới ổn thỏa hơn một chút, chương 1758, lai khách, dĩ nhiên vào lúc này, hắn còn cần siêu tập một chút tài liệu phụ trợ, dùng thực độc thảo làm chủ tài liệu để chế xuất ra đan dược cấp hợp thể. Mặc dù so với thực độc thảo mà nói thì những tài liệu khác căn bản không thể đánh đồng, nhưng dù sao cũng là vật linh giới hiếm thấy. Cho nên nếu muốn gom đủ hết thảy tài liệu luyện đan cần thiết thì cũng cần phải tốn một chút thời gian. Mặt khác vì phải ứng phó đại thiên kiếp cứ mỗi 3.000 năm một lần kia, hắn còn phải đem thái ất thanh sơn lấy được trong nhiễm hàn giới kia luyện chế thành một tòa cực sơn. Mặc dù uy lực của nó không thể so với nguyên hợp ngũ cực sơn chân chính, nhưng phối hợp với nguyên từ cực sơn thì cũng có hiệu quả nhất định khi ngăn cản thiên kiếp hư linh đan đã lấy được cũng vậy hắn cũng phải tìm ra cách dùng của nó khi nào hắn biết cách phục dụng thích hợp của nó thì mới có thể yên tâm sử dụng ngoại trừ những thứ đó ra do thần niệm tăng rất nhiều sau khi tu luyện luyện thần thuật cùng với tiến giai hợp thể dù hắn không thể một lúc điều khiển hơn vạn con phệ kim trùng nhưng thả chừng hơn ngàn con phệ kim trùng ra một lúc ra thì hắn cũng có thể chịu được trong thời gian ngắn số lượng phệ kim trùng trưởng thành nhiều như vậy cũng đã là một loại đại sát khí cực kỳ đáng sợ ngay đối với hợp thể kỳ cũng chắc chắn vô cùng sợ hãi còn nữa hắn cũng có thể sử dụng nội đan của phi hồng ngư để bắt đầu phối trí thất thải đan trong truyền thuyết kia phối hợp lá kim lôi trúc với thật nhiều thượng cổ linh đan này hẳn là có thể làm cho phệ kim trùng trưởng thành lại có thể lên cấp một lần nữa hoặc là sinh ra biến dị năm xưa hắn đã từng sử dụng tài liệu là thạch đôn cổ quái kia làm cho một phần nhỏ phệ kim trùng biến dị một lần rồi Chẳng qua là loại biến dị này ngoại trừ thể trọng những con phệ kim trùng này trở nên nặng dị thường thì cũng không phát hiện hiệu quả đặc thù kinh người nào khác, điều này khiến hắn có hơi tiếc nuối. Về phần phệ kim trùng vương khiến chân tiên cũng phải tránh lui ba bước mà thanh nguyên tử đề cập đến thì đối với hắn là quá sức hư vô mờ mịt, cho dù có muốn bồi dưỡng ra cũng không thể nào làm được, nên cũng như chỉ để nghĩ cho vui mà thôi. Bất quá bất kể vì cần phải khô xử càng lúc càng nhiều phệ kim trùng, hay là tính toán trước cho đột phá bình cảnh sau này thì tầng thứ hai của luyện thần thuật hắn cũng phải tu luyện lại nói tình huống của hắn bây giờ cường độ của thần niệm cũng đủ đạt yêu cầu nhưng cường độ của thân thể vẫn hơi kém một chút phải đợi đến hợp thể hậu kỳ khi phạm thánh chân ma công đại thành mới có thể miễn cưỡng đạt đủ điều kiện trước đó cần phải nghĩ thêm một số biện pháp sử dụng ngoại vật tăng cường thân thể thêm một chút rồi hãng nói chẳng hạn như hồng la thiên tử kia cũng có tác dụng kỳ diệu là từ từ cải thiện thể chất cũng cần điều chế ra để uống Dĩ nhiên, mấy tấm phù của tiên giới kia cùng với tinh không đồ thần bí cũng cần phải thời gian tìm hiểu một chút. Hàn Lập yên lặng suy nghĩ trong lòng, cả người lâm vào trầm ngâm. Trong một năm còn lại, Hàn Lập không rời động phủ trong hốc Nhật Phong nửa bước, toàn tâm củng cố pháp lực cùng tâm cảnh. Nhưng ở phía bên ngoài do chuyện hắn tiến giai hợp thể nên đã trở thành một mảng hỗn loạn. Không ít thế lực gần đó cũng vì thế mà bắt đầu dục dịch hành động. Cũng may những thế lực này cũng hiểu rằng một gã tu sĩ vừa mới đột phá bình cảnh thì nội trong một năm tự nhiên phải bế quan, cho nên cũng rất thức thời, trong khoảng thời gian này không phái người đến quấy giày hàn lập tu luyện. Nhưng vừa hết một năm, ngay lập tức đã có người không kiềm chế được. Vào một ngày, có một lão giả thân hình khẳng khiu, hai hàng lông mày vàng nhạt xuất hiện ở biên giới của biển Sương Mù. Trên người hắn là một bộ trường bào màu xanh, ở bên hông dắt một thanh ngọc như ý màu xanh biếc, đứng ở trên một ngọn núi gần đó, nhìn về phía trong biển sương mù, trên mặt không chút biểu tình. Đột nhiên lão giả quay đầu, nhìn về hướng bầu trời phía sau. Chỉ thấy ở đằng xa cuối chân trời, linh quang lóe lên, có một đạo ngân hồng kinh người dài hơn 10 trượng phập phù hiện ra. Một tiếng xé gió vang lên, tốc độ của đạo ngân hồng này nhanh chóng cực kỳ, chỉ lóe lên vài lần đã bay tới gần đó, lóe một cái liền chui thẳng vào trong biển sương mù. Nhưng vào lúc này, trong không trung truyền đến một tiếng di nhẹ, thanh âm không lớn nhưng truyền thẳng vào trong tai lão giả. Lão giả nghe thấy vậy, thần sắc không khỏi vừa động. Lúc này chỉ thấy đạo ngân hồng quanh quẩn một lúc, rồi bỗng nhiên hướng đỉnh núi nơi lão đang ở hạ xuống. Ngân quang lóe lên, ở cách 10 trượng trước người lão giả, có một bóng người thon thả hiện ra. Hóa ra là một thiếu phụ mặt mũi trắng trẻo xinh đẹp, trên mình mặc trang phục màu xanh lam. Trên người nàng này không có một chút khí tức bất thường nào, mặt vẫn nở nụ cười thản nhiên, giống như có thể bắt gặp được ở bất cứ đâu trong thế giới của phàm nhân vậy. Hiểu Phong tiên tử Thật không ngờ, tiên tử vốn bảo hộ quốc gia lại có thể đích thân đến nơi này. Lão giả mặc áo bào xanh vừa thấy mặt thiếu phụ, còn người co rụt lại, nói: "Hóa ra là thích trưởng lão của Thiên Uyên Thành, tiền bối đến nơi này là vì người ở Húc Nhật Phong sao?" Thiếu phụ quay sang, mỉm cười thi lễ rồi nói: "Hắc hắc, Thiên Uyên Thành cũng chỉ cách nơi này mất mấy tháng lộ trình, chuyện ở đây xuất hiện một đạo hữu hợp thể kỳ tự nhiên đã truyền đến từ lâu." Những người khác của hội trưởng lão đang bế quan, hoặc đang đi ra ngoài, nên chỉ có lão già như ta mới chạy đến đây một chuyến. Cốc gia chủ đến đây cũng có mục đích giống ta hay sao? Lão già mặc áo bào xanh nở một nụ cười trả lời, đối với thiếu phụ có chút khách khí. Tiền bối minh giám, thật ra một năm trước, một vị trưởng lão của cốc gia đã tiếp xúc với tiền bối trong húc nhật phong, nhưng cũng không ngờ được là chỉ qua vài năm thời gian, vị tiền bối này lại tiến giai hợp thể kỳ rồi. Vãn bối tự nhiên cần phải đích thân đến gặp một lần. Thiếu phụ mỉm cười nói. Nếu ta nhớ không lầm thì mấy năm nữa chính là chân linh đại điển cứ 3.000 năm một lần của chân linh thế gia các người đúng không? Không trách được các ngươi lại phải gấp rút nghĩ cách tăng cường thực lực quốc gia. Bất quá vị đạo hiếu ở húc Nhật Phong này, nếu quả thực là có cảnh giới hợp thể thì lão phu không thể nào nhường được. Lần trước dị tộc công thành, thiên uyên thành đã mất đi hai trưởng lão. Thêm hai trưởng lão nữa chắc rằng khó mà qua được đại thiên kiếp tiếp theo, cần phải gấp rút bổ sung đạo hiếu hợp thể kỳ vào lão giả mặc áo bào xanh lắc đầu không hề có ý nhượng bộ. Thì ra là như vậy, nhưng vì vinh nhục của quốc gia chúng ta ở chân linh đại điển, vãn bối cũng không thể xem nhẹ mà nhường được. Thiếu phụ nhíu đôi lông mày kẻ đen, cười khổ một tiếng. Ha ha, một tu sĩ hợp thể sao lại có thể dễ dàng thuyết phục gia nhập gia tộc nào được? Có khi ta và người chuyến này chỉ có thể cùng tay không mà quay về thôi. Hay là trước mắt cứ ra mắt vị đạo hữu này đã rồi mới nói những thứ khác sau. Lão giả thấp giọng cười một tiếng, lơ đễnh nói, đúng là như thế, nói vậy, thiếp thân với thiết trưởng lão cùng tới cửa bái phỏng vị tiền bối này xem sao. Thiếu phụ gật đầu, đồng ý nói, lão giả mặc áo bào xanh lại càng không mong gì hơn. Cho nên hai người cùng khởi độn quang, trong chốc lát đã đi tới phía trên không ở biên giới của biển sương mù. Lão giả mặc áo bào xanh khẽ hít một hơi, trong giây lát có tiếng nói chuyện lanh lảnh truyền ra từ miệng. Thích hút băng của thiên uyên thành, hiểu phong tiên tử của quốc gia, đặc biệt tới bái phỏng. Tiếng nói chuyện của lão giả hóa thành một cỗ linh lực huyền diệu, truyền tới bầu trời dày đặc sương mù, quanh quẩn không dứt trên bầu trời ở biển sương mù. Hàn Lập đang nhắm mắt ở trong động phủ, tức thì mở mắt ra, trên mặt hiện ra một tia ngưng trọng. Bất quá, hắn lập tức cua tay một cái, một cái pháp bàn mở ảo hiện ra trong lòng bàn tay. Một tay hắn bấm tay niệm thần chú hướng pháp bàn điểm nhanh vài cái, đôi môi Hàn Lập khẽ nhúc nhích lẩm bẩm một chút. Cùng thời gian đó, Hai người lão giả áo xanh ở dọc bờ biên của biển Sương Mù cũng vang lên tiếng nói chuyện nhàn nhạt của Hàn Lập. Hóa ra là hai vị đạo hữu đại giá Quang Lâm, Hàn Mỗ còn đang bế quan ở bên trong, không thể lập tức ra nghênh đón được. Xin mời hai vị đạo hữu tới động phủ nhỏ của tại hạ ngồi chơi trong chốc lát, Hàn Mỗ sẽ lập tức xuất quan đích thân gặp mặt. Vừa dứt lời, biển Sương Mù phía dưới cũng quay cuồng một trận, trong chốc lát liền hiện ra một cái lối đi rộng vài trường lão giả mặc áo bào xanh cùng vị hiểu phong tiên tử kia nhìn nhau một cái rồi cũng một trước một sau bay vào trong đó. Chỉ trong chốc lát sau, hai người liền đi tới phía trên ngọn núi, cũng dừng độn quang, hạ xuống ở sườn núi trước động phủ. Cửa lớn của động phủ Hàn Lập đã rộng mở sẵn tự bao giờ. Lão giả cùng thiếu phụ liền đi vào trong đó. Trong giây lát, hai người liền chia nhau ngồi xuống ở một chỗ đơn giản trong đại sảnh. Tiếp đó một nữ tử thân mặc áo trắng mặt mũi cứng nhắc tay nâng một khai trà, sau khi chia cho mỗi người hai chén linh trà mùi thơm sực mũi, liền lẳng lặng khoanh tay đứng ở một bên. Lão giả mặc áo bào xanh và thiếu phụ ban đầu còn không để ý, nhưng sau khi tùy ý đảo thần niệm qua người nữ tử mặc áo trắng, hai người đều không khỏi kinh hãi. Thích tiền bối, không phải vãn bối nhìn nhầm chứ, nữ tử này hình như là một khôi lỗi. Âm thanh của thiếu phụ có chút kinh nghi, âm thầm truyền âm hỏi. Không sai, rõ ràng là một khôi lỗi, hơn nữa từ khí thức thì hình như là một khôi lỗi cấp luyện hư. Nhưng kỳ quái là, nó giống như không có người điều khiển, hoàn toàn tự do hoạt động. Ánh mắt lão giả mặc áo bào xanh lại càng sắc bén, nhìn thấy được vài thứ mà thiếu phụ không nhìn ra được. Thiếu phụ nghe vậy, trong lòng khiếp sợ vô cùng, nhưng là không đợi nàng này quan sát kỹ nữ tử mặc áo trắng hơn, ở ngoài đại sảnh chợt truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, có một thanh niên chừng hơn 20 tuổi đang thong dong đi đến. Thiếu phụ lập tức quay sang, nhìn kỹ người đang tới. Kết quả sau một khắc, nàng này lập tức đứng lên hướng thanh niên khẽ thi lễ, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Tiền bối quả nhiên đã tiến giai hợp thể, vãn bối thay mặt cốc gia chúc mừng tiền bối thần thông đại thành. Lão giả mặc áo bào xanh ở bên cạnh cũng lộ ra nét cười trong mắt, liền đứng dậy ôm quyền nói. Tại hạ thích húc băng, là trưởng lão ở thiên nguyên thành, xin ra mắt đạo hiếu. Hai vị đạo hiếu quá khách khí rồi, hai vị từ xa đến đây, hàn mỗ lại không thể nghênh đón từ xa, mong rằng hai vị đạo hiếu không lấy làm phiền lòng. Hàn Lập khẽ mỉm cười, đáp lễ lại như trước. Ha ha, Hàn Đạo Hiếu vừa mới tiến lên cảnh giới hợp thể, chính là lúc cần củng cố tu vi, thích mỗ sao lại không biết. Lão giả vân về tròm dâu trả lời, cứ thế ba người khách khí với nhau vài câu nữa rồi cả chủ lẫn khách cũng lần lượt ngồi xuống. Không dối gạt Hàn tiền bối, khi thiếp thân nhận được tin tức, nói tiền bối lên cấp hợp thể, cơ hồ còn có chút không dám tin tưởng. Dù sao thời gian trước đó, cốc phân trưởng lão của bồn tộc mới trở về không lâu, nói rõ đạo hữu là tu vi luyện hư kỳ. Không nghĩ tới chỉ qua có một năm, tiền bối đã là cảnh giới này. Vị thiếu phụ quốc gia này tỏ ra có hơi chút cảm khái. Ha ha, thật ra thì lúc ấy hàn mỗ đã chuẩn bị đánh sâu vào bình cảnh rồi. Nhưng hai vị đạo hữu cũng biết, tỷ lệ người có thể tiến vào cấp hợp thể tỷ lệ cũng thật sự không cao, tại hạ cũng không cho là mình có thể tiến cấp thành công. Ban đầu cũng không phải cố ý giấu giếm cốc vân đạo hữu. Nét mặt hàn lập hơi tỏ ra có lỗi chương 1759, yêu cầu cùng Linh Hoàng Đại Bỉ. Làm sao vãn bối lại dám có ý nghĩ này? Việc tiền bối đánh sâu vào bình cảnh hợp thể kỳ là chuyện quan trọng tới nhường nào, tất nhiên là phải cẩn thận một chút. Thiếu phụ thản nhiên cười nói, lúc trước khi lão phu đột phá bình cảnh hợp thể kỳ, cũng có tâm lý như hàn đạo hữu là đi tìm một chỗ cực kỳ vắng vẻ. Lão giả mặc áo bào xanh cũng nở nụ cười, hàn lập nghe thấy vậy, tự nhiên cười đáp lễ một tiếng. Tiếp đó, ba người cũng không nói tới chuyện này nữa mà tùy ý tán gẫu một ít chuyện khác. Hàn lập từ những kinh nghiệm phong phú năm xưa sông pha hai đại lục nên lịch duyệt phong phú có thể nghĩ. Mà lão giả cùng thiếu phụ, một là người đứng đầu chân linh thế gia, một là người đã tiến giai hợp thể nhiều năm, kiến thức tự nhiên không phải chuyện đùa. Ba người cứ thế nói chuyện với nhau, trò chuyện thật vui vẻ. Lão giả cùng với thiếu phụ cũng có cảm giác được mở rộng tầm mắt. Hàn đạo Hữu nghe người nói như vừa rồi có vẻ hiểu rõ rất nhiều chuyện của dị tộc, có nhiều thứ ngay cả trên điển tịch của nhân tộc cũng không ghi lại, thậm chí còn có chuyện ở đại lục khác nữa. Chẳng lẽ Đạo Hữu đã từng du lịch qua đại lục khác? Lão giả rốt cuộc cũng không nén nổi nghi ngờ trong lòng, liền mở miệng hỏi. Thích Đạo Hữu tệ nhãn như đuốc, tại hạ đúng là mới đi du lịch Man Hoang trở về, về phần đại lục khác thì cũng đã may mắn được đi qua một chuyến. Hàn Lập cũng không có ý giấu giếm, thản nhiên trả lời. Nhưng lão giả mặc áo bào xanh cùng với thiếu phụ cũng không khỏi hít vào một hơi hiểu phong tiên tử trầm mặc chốc lát mới hơi trần trừ nói không trách được lấy tu vi cùng thần thông của tiền bối trước kia vãn bối cũng không có nghe nói qua hóa ra là một mực ở bên ngoài tu luyện tới gần đây mới trở về bổn tộc bất quá nghe vân trưởng lão nói đạo hữu từng nhắc tới hai chân linh thế gia là diệp gia và lũng gia nói tới cái này thì thực ra thiếp thân đang nhớ tới một chuyện không biết có nên nói hay không ồ là chuyện gì vậy đạo hữu không cần phải ngại thần sắc hàn lập không đổi nói nếu tiền bối đã có lời thì thiếp thân xin nói thẳng. Không dối gạt tiền bối, sau khi trưởng lão Cốc Vân nói cho ta những chuyện có liên quan tới tiền bối thì thiếp thân có hơi cảm thấy hứng thú, cũng sử dụng một ít nhân thủ điều tra được một người trùng tên trùng họ với tiền bối. Mặc dù thời gian hơi ngắn nên cũng không tìm được nhiều thứ, nhưng cũng tìm được một số tư liệu đơn giản. Trong đó cho biết có một người mấy trăm năm về trước đã từng đảm nhiệm chức Thanh Minh vệ ở Thiên Uyên thành cũng tên là Hàn Lập, đó có phải là tiền bối không? Hiểu phong tiên tử nhẹ nhàng chậm rãi nói, lão giả mặc áo bào xanh nghe thấy vậy cũng có chút giật mình. Bất kể là chuyện hàn lập năm đó chính là một thành viên của thiên uyên thành hay là chuyện chỉ trong thời gian vài trăm năm mà một gã thanh minh vệ có thể trở thành tu sĩ hợp thể kỳ cũng làm cho vị trưởng lão thiên uyên thành này cảm thấy kinh ngạc. Ha ha, chân linh thế ra quả nhiên không phải tầm thường. Đã trải qua nhiều năm như thế nhưng cũng có thể tìm ra xuất thân của hàn mỗ. Tại hạ đúng là đã từng là thiên uyên vệ của thiên uyên thành, bất quá năm đó sau khi hoàn thành một nhiệm vụ cũng đã khôi phục tự do thoát khỏi thiên uyên thành sắc mặt hàn lập hơi đổi nhưng lập tức lại khôi phục như thường trả lời nói như vậy người bị lúng ra với diệp ra cùng tìm kiếm kia cũng là hàn tiền bối rồi vẻ mặt thiếu phụ có chút kỳ quái diệp ra lúng ra hai nhà bọn họ đi tìm ta sao hai mắt hàn lập nhíu lại thần sắc có vài phần âm trầm diệp ra mất hơn trăm năm tìm kiếm tiền bối rồi cũng bỏ cuộc nhưng lũng gia được xưng là đệ nhất chân linh thế ra giường như vẫn không đem lệnh chính thức hủy bỏ những năm gần đây diệp gia cùng lũng gia trở mặt không ít mặc dù còn chưa đến mức đánh nhau to nhưng cũng có lúc có chút xung đột bắt đầu là từ sau khi hai nhà bắt đầu tìm kiếm tiền bối thiếu phụ nói với vẻ thâm ý sâu sắc hàn lập nhíu mày một cái cũng không có tiếp lời ngược lại có chút trầm ngâm năm đó đạo hữu đã từng làm qua thanh minh vệ tại thiên nguyên thành cái này quả thật có chút bất ngờ nhưng cũng may là vừa đúng lúc, đã vậy thích mỗ sẽ đi thẳng vào vấn đề. Lần này ý định thực sự mà lão phu đến đây chắc hắn là hàn đạo hữu cũng đoán được mấy phần đi. Lão giả mặc áo bào xanh ho nhẹ một tiếng, lúc này mới mở miệng. Ô, thích huynh nói vậy, chẳng lẽ là lại muốn mời tại hạ trở về thiên nguyên thành. Đuôi lông mày hàn lập hơi nhướn lên, nhàn nhạt trả lời. Không sai, đích xác là lão phu thay mặt cho trưởng lão hội muốn mời đạo hữu gia nhập bổn thành. Dĩ nhiên với tu vi hợp thể kỳ của đạo hữu sau khi gia nhập bổn thành liền lập tức trở thành thành viên của hội trưởng lão. Về phần đãi ngộ sau đó, nếu hàn đạo hữu đã từng ở thiên huyên thành hẳn là có thể rất rõ ràng. Cũng không cần lão phu phải nhiều lời làm gì, thích húc băng nghiêm nghị nói. Cái này, trên mặt hàn lập lộ ra vẻ cân nhắc, cũng không nói ngay là đáp ứng hay là cự tuyệt. Thiếu phụ thấy vậy, con người khẽ đảo một cái, rồi cũng nhẹ giọng nói. Nếu thích tiền bối đã mở miệng, thiếp thân thân là người đứng đầu cốc gia, tự nhiên ý định đến đây cũng không khác nhiều lắm, muốn mời tiền bối gia nhập quốc gia, trở thành thái thượng trưởng lão của quốc gia chúng ta. Trước vị này, ngoại trừ đãi ngộ sẽ tuyệt đối làm cho đạo hữu hài lòng ra thì bình thường ngoài đại sự liên quan tới sinh tử tồn vong của quốc gia, chúng ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự gò bó nào đối với đạo hữu. Hiểu. hiểu phong tiên tử vừa mở miệng đã đưa ra điều kiện lại càng thêm cực kỳ mê người. Lão giả mặc áo bào xanh nghe vậy sắc mặt cũng trầm xuống, cũng không tiện nói với nữ tử này thêm cái gì. Dù sao thiếu phụ này mặc dù chỉ có tu vi luyện hư, nhưng lại có thân phận là người đứng đầu chân linh thế gia, điều này khiến cho bất kỳ một tu sĩ hợp thể kỳ nào cũng không dám xem nhẹ. Nhưng sau khi lão giả trầm ngâm một lát, vẫn hướng hàn lập chậm rãi nói. Hợp thể kỳ ở hai tộc nhân yêu chúng ta vốn cực kỳ thưa thớt. Ngoại trừ bổn thành ra, tin chắc rằng ở bất kỳ địa phương nào, ngay cả tam cảnh thất địa cũng không thể có chỗ nào lại có thể có đồng thời nhiều hợp thể kỳ như vậy. Trở thành thành viên của hội trưởng lão của Bổn Thành có thể thường xuyên trao đổi những lĩnh ngộ trong tu luyện mà mình đạt được. Nếu đạo hữu chịu gia nhập Bổn Thành, sau này về phương diện tu luyện sẽ có lợi ích không nhỏ. Hơn nữa hội trưởng lão của chúng ta cũng thường xuyên liên thủ đi man hoang thế giới, săn giết một số cổ thú cường đại. Đây đều là những thứ mà ở nơi khác không thể so sánh. Hàn đạo hữu xin cẩn thận cân nhắc một chút, lão phu quả thực là thành tâm muốn mời đạo hữu gia nhập Bổn Thành. Thân sắc Hàn Lập khẽ động, tựa hồ như quả thật có vài phần rung động. Cốc gia chúng ta mặc dù chỉ có một thái thượng trưởng lão hợp thể kỳ chấn giữ, nhưng cốc gia vốn là một trong những chân linh thế gia, đối với việc vận dụng cùng với khu sử chân linh huyết tự nhiên có bí thuật đặc biệt. Nghe nói khi hàn tiền bối đánh sâu vào bình cảnh hợp thể, hiển lộ ra sơn nhà cự viên pháp tướng. Mà theo ta được biết, trong đám chân linh thế gia ở nhân tộc cũng không có nhà nào thừa kế huyết mạch của sơn nhà cự viên. Xem ra đó là tiền bối chiếm được chân linh huyết mạch này ở ngoài nhân tộc nếu tiền bối chịu gia nhập cốc gia chúng ta, thiếp thân sẽ đem thuật luyện hóa cùng khu sử chân linh huyết mạch giao cho tiền bối. Hơn nữa cũng bảo đảm vạn năm sau, cho dù tiền bối có ý dựng lên chân linh thế gia khác thì cốc gia chúng ta cũng tuyệt đối không ngăn trở, mà sẽ toàn lực ủng hộ. Thiếu phụ cũng nói ra chỗ dựa lớn nhất của chuyến đi này. Khi lão giả mặc áo bào xanh nghe thấy hàn lập lại còn có chân linh huyết mạch thì lại càng kinh hãi, lại thấy điều kiện thiếu phụ kia đưa ra thì sắc mặt lại hoàn toàn biến đổi. Chân linh thế gia mới ánh mắt hàn lập lóe lên, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Không sai, với thần thông của tiền bối cùng với việc thừa kế chân linh huyết mạch, cốc gia sao dám chỉ cho tiền bối đảm nhiệm cái hư danh thái thượng trưởng lão như vậy. Chỉ cần tiền bối trong vạn năm gánh vác việc trở thành thái thượng trưởng lão của cốc gia chúng ta, thì vạn năm sau, cốc gia chúng ta nhất định sẽ giúp tiền bối dựng lên một chân linh thế gia khác. Nếu không, với tu vi cùng thần thông của tiền bối cũng có thể một mình thành lập gia tộc, nhưng khẳng định sẽ gặp khó khăn không nhỏ dù sao các đại thế gia đã chia xong hết các lợi ích. Nếu lại thêm một nhà, khẳng định phần được chia sẽ nhỏ đi không ít. Những nhà khác hơn phân nửa là sẽ không đồng ý. Thiếu phụ mỉm cười nói, hàn lập sờ sờ cầm, trầm mặc không nói. Thích trưởng lão thấy vậy, trên mặt không khỏi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Hàn lập còn chưa hồi đáp gì, nhưng hiển nhiên là cho dù có muốn gia nhập thế lực nào đi nữa, cũng chắc chắn không thể nào là thiên uyên thành bọn họ được. Mà thiếu phụ cốc gia mặc dù trên mặt tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vẫn rất thấp thỏm bất an không biết những điều kiện hậu đãi mà mình đưa ra không biết có thể vừa ý đối phương hay không dù sao cũng có không ít cao giai tu tiên giả hoàn toàn không có chút hứng thú nào đối với việc thành lập gia tộc cùng thế lực của riêng mình có không ít khổ tu sĩ chỉ một lòng đặt vào việc tu luyện hơn nữa trên danh nghĩa cũng không muốn có bất kỳ gò bó cùng vướng bận gì nếu không thiên uyên thành sau khi tổn thất một vài tu sĩ hợp thể kỳ kia cũng khó có được bổ sung từ tam hoàng thất cảnh Tại hạ nghe nói thiên diệu linh hoàng trong tam hoàng cách đây không lâu đã tỏa hóa mất. Trong hơn trăm năm nữa cần phải chọn ra một linh hoàng mới một lần nữa. Không biết chuyện này có thật hay không? Hàn lập sau khi cân nhắc một lúc lâu, vừa mở miệng ra, lời nói ra đã khiến cho thích hút băng cùng hiểu phong tiên tử ngẩn cả người. Quả thật có chuyện này, linh hoàng mới sẽ là do sau trăm năm nữa cử hành thánh tu đại bỉ mà chọn ra một đạo hữu hợp thể kỳ tới đảm nhiệm. Hàn đạo hữu hỏi chuyện này, chẳng lẽ là cũng có hứng thú đối với vị trí linh hoàng. Sau khi sửng sốt một lúc lâu, lão giả mặc áo bào xanh mới trả lời với vẻ mặt quái dị. Sao vậy, tại hạ không có tư cách tham gia tuyển chọn vị trí linh hoàng sao? Hàn lập khẽ cười một tiếng, hơi hợt trả lời. Chỉ cần đạo hữu nhân tộc hợp thể kỳ là đủ tư cách tham gia tranh đoạt vị trí linh hoàng. Bất quá ba vị trí linh hoàng từ trước tới nay hầu như cũng là rơi vào tay tu sĩ hợp thể hậu kỳ đại thành. Thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ, là một trung kỳ có thần thông nghịch thiên, Tu sĩ sơ kỳ đảm nhiệm vị trí Thánh Hoàng theo thích mỗ biết, từ khi nhân tộc đặt chân tới linh giới đến nay, quả thật đúng là chưa bao giờ có. Vẻ kinh dị trên mặt lão giả liền thu lại, cười khổ một tiếng trả lời. Hàn Tiền Bối có chân linh huyết, thần thông đương nhiên không phải chuyện đùa. Nhưng nếu muốn ngưu đồ vị trí linh hoàng, sợ rằng vẫn còn có chút nóng vội. Hơn trăm năm thời gian may ra chỉ vừa đủ để cho Tiền Bối quen thuộc với cảnh giới cùng thần thông sau khi tiến giai, sợ là không thể nào tranh giành với những kẻ trung kỳ, hậu kỳ kia thiếu phụ sau khi hít nhẹ một hơi cũng dùng lời lẽ cực kỳ uyển chuyển khuyên hắn. Ha ha, hàn mỗ dĩ nhiên không tự cao tự đại như thế, cho mình vừa mới tiến giai lên hợp thể đã có thể đoạt được vị trí linh hoàng. Trong linh hoàng đại bỉ nhất định sẽ tụ tập đông đảo các vị cùng giai, tại hạ tham gia đại bỉ lần này cũng chỉ muốn làm quen thêm với nhiều vị đạo hữu và trao đổi với họ một chút. Về ý tốt của hai vị đạo hữu muốn mời tại hạ, quả thực hàn mỗ luôn luôn không thích dừng ở một địa phương quá lâu, cũng không muốn dính dáng tới quá nhiều chuyện quan hệ nhân quả với người khác, nên cũng chỉ đành bất kính mà cự tuyệt. Bất quá, tại hạ đối với thuật khu sử cùng luyện hóa chân linh huyết của chân linh thế gia quả thực cảm thấy rất hứng thú. Nếu hiểu phong tiên tử nguyện ý thì tại hạ xin dùng những bảo vật hoặc công pháp khác để trao đổi lấy bí thuật này. Không biết tiên tử thấy như thế nào, tinh quang trong mắt hàn lập lóe lên, cứ điểm nhiên mà nói ra một chàng như vậy. chương 1760, chân huyết ẩn yêu. Nghe xong lời này, Ánh mắt thiếu phụ nhảy dựng lên, bộ dáng giật mình. Mặc dù đối phương không có đáp ứng gia nhập quốc gia nhưng ngược lại còn muốn dùng bảo vật cùng công pháp trao đổi lấy bí thuật luyện hóa chân linh huyết gia tộc nàng, điều này thật sự làm cho nàng có chút suy nghĩ. Sau khi sắc mặt mỹ phụ này biến hóa mấy lần, rốt cục miễn cưỡng cười một tiếng, trả lời: "Đề nghị này của Hàn Tiền Bối chỉ sợ vãn bối không thể đáp ứng được. Bí thuật của quốc gia ta vốn không thể dễ truyền ra ngoài." Mặc dù tiền bối dùng bảo vật cùng công pháp để đổi lấy nhưng thiếp thân cũng không có thể đáp ứng được. Trừ phi tiền bối chịu đáp ứng chuyện lúc trước, nói như vậy, chuyện gia nhập cốc gia không cần nói nữa. Không riêng gì cốc gia, những thế lực khác hàn mỗ cũng sẽ không gia nhập. Xem ra lần này, để cho hai vị đạo hữu đi một chuyến tay không rồi. Hàn lập đối với sự cự tuyệt của thiếu phụ cũng không thèm để ý, ngược lại bình tĩnh nói. Thiếu phụ chỉ có thể khẽ thở dài, tinh quang mắt chợt lóe rồi không nói thêm cái gì nữa. Đồng dạng, thích húc băng ở một bên cũng trong mày, giống như trước không đề cập tới yêu cầu với Hàn Lập nữa. Thời gian còn lại, ba người chỉ thuần túy trao đổi một chút tâm đắc tu luyện. Nguyên bản ban đầu không khí còn có chút lúng túng nhưng dần dần cũng hòa hoãn xuống. Hơn nửa canh giờ sau, hai người mới đứng dậy cáo từ nói rời đi. Hàn Lập tự nhiên khách khí mấy câu giữ lại nhưng bộ dạng của lão giả cùng thiếu phụ như ý đã định, hắn chỉ có thể tự mình đưa hai người xuất phủ. Không bao lâu sau, từ trong biển sương mù liền xuất hiện hai đạo độn quang, linh quang chợt lóe lên liền để lộ ra thân ảnh của lão giả cùng thiếu phụ. Thích tiền bối, xem ra lần này chúng ta phải tay không mà về rồi. Vãn bối sẽ trực tiếp trở về cốc gia, còn tiền bối sẽ trở về thiên uyên thành sao? Thiếu phụ hướng lão giả mỉm cười nói, hiểu phong đạo hữu cứ tự nhiên, lão phu cũng không thể về thiên uyên thành ngay được. Nghe nói trong huyền vũ cảnh cũng có một vị tiến cấp hợp thể kỳ không bao lâu, mặc dù nghe nói người này đã đáp ứng yêu cầu của phách hoàng nhưng ta vẫn phải chạy tới đó một chuyến. Thanh bào lão giả trầm ngâm một chút, đáp, nếu như vậy, vãn bối xin đi trước một bước, thiếu phụ gật đầu hướng lão giả thi lễ, sau đó ngoài thân linh quang chợt lóe liền hóa thành một đạo ngân quang hướng chân trời phá không bay đi. Trong nháy mắt, ngân quang cuối chân trời chấp động một cái liền biến mất vô ảnh vô tung. Thanh bào lão giả vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn về phương hướng thiếu phụ biến mất một lát, sau đó trong miệng than nhẹ một tiếng rồi thả ra một chiếc phi chu màu xanh, thân hình lão vừa động liền nhẹ nhàng đáp lên trên phi chu. Sau đó, thanh bào lão giả dơ bắt đầu bấm quyết niệm chú thúc dục phi chu hóa thành một đoàn lục quang hướng một phương khác phá không bay đi, trông chốc lát đã bay ra xa cả ngàn dặm. Sau đó không lâu, nơi đây trở nên vắng vẻ, không tiếng động. Nhưng sau nửa canh giờ sau, nơi chân trời đột nhiên linh quang chợt lóe, đạo kia ngân quang kia lần nữa xuất hiện, sau khi bay quanh một vòng liền tiến tới biên giới biển sương mù độn quang thu lại, thân ảnh thiếu phụ nhanh chóng hiện ra. Nàng này thần sắc bình tĩnh, hơi thở tràn ngập mùi đàn hương từ miệng khẽ thở ra, mơ hồ hướng về phía biển sương mù thấp giọng nói cái gì đó. Một khắc sau, biển sương mù quay cuồng một trận rồi lần nữa tách ra tạo thành một cái thông đạo. Vị hiểu phong tiên tử này không chút do dự độn quang tái khởi tiến vào bên trong thông đạo. Sau đó, biển sương mù một lần nữa khẽ động liền khôi phục lại bộ dáng như lúc ban đầu. Một khoảng thời gian sau, một thông đạo từ bên trong biển sương mù lần nữa thoáng hiện ra, một đạo ngân quang từ bên trong đó bay ra, sau mấy chấp động liền biến mất không thấy bóng dáng ở cuối chân trời. Cùng thời gian đó, Hàn Lập đang ngồi ở đại sảnh bên trong động phủ, một tay hắn đang cầm một khối ngân bạch ngọc bài, ngón tay ở mặt ngoài ngọc bài vuốt ve không ngừng, vẻ mặt vẻ do dự. Ngọc bài này ngân quang trói mắt, một mặt ẩn hiện một chữ cốc, mặt còn lại ẩn hiện một đồ án quái thú ba đầu màu đỏ quái thú này hình thể giống như tuấn mã nhưng toàn thân dày đặc lân phiến đỏ ngầu một trong ba cái đầu đích xác là có một cái sừng hai cái đầu còn lại một là đầu hổ màu đen một cái khác là lam sắc sư thủ đây chính là một trong những chân linh trong truyền thuyết lê hống nghe nói chân linh này mặc dù chỉ xếp hạng chung trong số chân linh linh giới nhưng ba cái đầu có khả năng cùng lúc điều khiển ba loại lực lượng thuộc tính bất đồng hơn nữa mỗi một loại đều là đại thần thông uy năng bất khả tư nghị những thần thông này chẳng những trong lúc tranh đấu đối địch có tác dụng bất phàm đồng thời lại có khả năng phụ trợ cực kỳ hữu dụng trên những phương diện khác khối ngọc này bài chính là hiểu phong tiên tử giao cho hắn sau khi quay lại còn huyết mạch chân linh mà cốc gia thừa kế chính là lê hống huyết mạch hàn lập đối với sự quay lại của thiếu phụ cũng có chút ngoài ý muốn trong đầu có chút hồi tưởng lại những lời nói của đối phương nàng này vừa mới quay lại chẳng những lập tức giao cho hắn tấm ngọc bài mà còn đưa ra một cái đề nghị giao dịch khó có thể cực tuyệt theo lời nói của nàng này Nàng ta cũng không cần Hàn Lập phải gia nhập Cốc gia trong nhiều năm, chỉ cần hơn 10 năm sau xuất thủ giúp đỡ Cốc gia trong chân linh đại điển là đủ. Chỉ cần hắn có thể vì Cốc gia tranh đoạt được nhiều lợi ích, nàng ta có thể làm chủ đem một bộ phân chân linh huyết mạch bí thuật của Cốc gia truyền cho hắn. Dĩ nhiên đây chỉ là một phần bí thuật mà thôi, mặc dù cũng không phải là một trong những bí thuật trọng yếu của Cốc gia, nhưng ngoài Cốc gia ra thì những thế gia khác cũng khó có thể xuất ra được bí thuật cùng loại. Cho nên mới có thể đổi lấy xuất thủ Hàn Lập một lần không cần gia nhập cốc gia lâu, chỉ là tương trợ một lần, điều này khiến Hàn Lập cũng có chút động tâm. Mặc dù hắn nắm giữ kim chập quyết trong tay có khả năng luyện hóa 12 loại chân linh huyết nhưng dù sau đây là bí thuật dựa vào đặc điểm của phi linh tộc mà sáng tạo ra, đối với nhân tộc mà nói thì vẫn còn có chút không hoàn thiện. Trước khi tiến cấp hợp thể kỳ, hắn còn chưa phát giác ra nhưng trong một năm củng cố trong tu vi, rốt cục hắn trong lúc vô tình phát hiện những thứ chân linh huyết cho là hoàn toàn luyện hóa kia vẫn có chút ít bộ phận thần bí còn sót lại ẩn giấu cực kỳ bí ẩn bên trong thân thể hắn. Lần này, hắn tự nhiên khiến hắn kinh sợ không nhỏ, lập tức tập trung nghiên cứu tỉ mỉ một chuyến. Kết quả, hắn dựa theo tình hình trước mắt phát hiện được rằng, dựa vào pháp lực toàn thân hiện tại có thể áp chế số bộ phân còn sót lại của chân linh huyết thì không ngại nữa nhưng nếu sau này tiếp tục luyện hóa những chân linh huyết khác thì sợ rằng có khả năng xuất hiện vấn đề lớn không phải là những bộ phận chân linh huyết còn sót lại cắn trả mà là sẽ không cách nào biến thân thành chân linh của kinh chập quyết được nữa. Cho nên mấy ngày nay, hắn vừa củng cố hợp thể kỳ tu vi vừa suy nghĩ cách khắc phục. Vì vậy, lúc trước thiếu phụ nhắc tới cốc gia chân linh huyết mạch luyện hóa thuật thì hắn mới cảm thấy có chút hứng thú. Mặc dù bí thuật luyện hóa cũng không thể nào giúp hắn trực tiếp đem những bộ phận chân huyết còn sót lại hoàn toàn luyện hóa nhưng khẳng định rất có giá trị tham khảo. Nếu là hắn không có nắm giữ kinh chập quyết mà muốn luyện hóa thuật thô thiển, khẳng định không có ích lợi gì nhưng đem kinh chập quyết ra mà so sánh, hắn chỉ cần tìm ra chỗ bất đồng là có thể giải quyết tâm phúc đại họa rồi. Bất quá, như hắn nói lúc trước, hắn không bởi vì chuyện này mà bị trói chặt ở cốc gia nhiều năm. Hơn nữa, cho dù hắn không cách nào nhận được cốc gia luyện hóa thuật thì cũng sẽ dùng một chút bằng môn tà đạo tìm tới luyện hóa thuật tương tự của các chân linh thế gia khác. Dĩ nhiên, cho dù nói như thế nhất định sẽ có chút phiền phức, cũng có thể trở mặt với vài chân linh thế gia. Cho nên, Mặc dù hắn nghe thiếu phụ giải thích về chân linh đại điển nhiều như vậy chẳng qua là chỉ cần ở đại điển cùng những chân linh thế gia tu sĩ khác tranh tài một phen, vì cốc gia tranh thủ một chút ích lợi về sau mà thôi. Cho nên hắn đã gật đầu đồng ý làm cho vị hiểu phong tiên tử rời đi trong vui vẻ. Về phần khối ngọc bài trong tay, dĩ nhiên là ngọc bài chính là thứ tạm thời chứng minh thân phận cốc gia trưởng lão của hắn. Trong lòng hắn cân nhắc tự định giá vài lần, cảm thấy đúng là không có gì không ổn liền đem việc này vứt ra đầu sau đó hắn vẫn trở lại mật thất tiếp tục củng cố tu vi hợp thể kỳ của mình từ đó về sau có vài thế lực lớn cũng tìm tới tận cửa thậm chí trong đó có cả thiên nguyên thánh hoàng sứ giả hàn lập trong lòng đã sớm có quyết định tự nhiên nhất nhất khách khí cự tuyệt cứ như vậy thời gian thoáng cái đã qua mấy năm bỗng một ngày ở ba năm sau hàn lập từ trong mật thất đi ra rồi hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng rời động phủ phá không bay đi trong thời gian ngắn bế quan sau khi trải qua hết thảy bản thân hắn đã hoàn toàn củng cố được tu vi tự nhiên sẽ đi ra thực hiện những sự tình sớm định từ trước do khoảng cách giữa hắn và thiên uyên thành là ngắn nhất cho nên mục tiêu của hắn chính là ghé qua nơi này trước dọc theo đường đi vô sự hai tháng sau thân hình hàn lập xuất hiện phía trên không tường thành thiên uyên thành sau khi hơi suy nghĩ một chút sau liền hướng thẳng tới một nơi nào đó bay đi ở một chỗ sâu trong những tòa thạch tháp lầu các ở thiên uyên thành đây là khu vực dành cho những tu sĩ bên ngoài tạm thời đặt chân ở lại Đối với số tu sĩ tu vi thấp, tự nhiên số tinh thạch trên người cũng không có nhiều cho nên thông thường vài người ở chung một tòa lầu, thậm chí là hơn chục người. Về phần số tu sĩ luyện hư kỳ trở lên thì có thể độc chiếm lấy một tòa lầu các. Trong số tòa lầu các đó, có một tòa đã bị một nhóm bốn người bao trọn, bốn gã người này tu vi đã đều đạt tới hóa thần kỳ, nghe nói thần thông không kém. Hơn nữa, bốn người này đã thuê nơi này hơn 100 năm và đã mấy lần tiến vào hoang dã địa vực và có thể toàn thân trở lui tự nhiên ở thiên uyên thành cũng hơi có chút danh khí bất quá mấy năm gần đây bốn người này rất ít đi ra ngoài hơn phân nửa thời gian đều ở chỗ ở đóng kín cửa lại những tu sĩ ở phủ cận khác cũng có nắm được chút tin tức linh thông mơ hồ nghe nói bốn người này mấy năm trước xâm nhập sâu vào bên trong hoang dã địa vực gặp phải thiệt thòi không nhỏ nguyên khí hao tổn không ít cho nên mới có thể trở nên như thế nhưng loại chuyện này ở thiên uyên thành thật sự quá bình thường nhiều lắm là khiến người khác lần nữa cảm khái sự nguy hiểm của man hoang thế giới Bất quá sau chừng ấy năm cũng đã không thấy ai nhắc tới chuyện này nữa rồi. Một ngày kia, hai nam hai nữ đang trong lầu các bế quan tu luyện, đột nhiên bên tai đồng thời vang lên một thanh âm đàm thoại nhàn nhạt, nhạt. Bốn vị đạo hữu, hàn mỗ có thể bái phỏng một chút hay không? Dù cho bốn người này đã bố trí tầng tầng cấm chế xung quanh tòa lầu các vậy mà thanh âm này vẫn lọt vào tai bốn người rõ ràng dị thường. Bốn người nghe vậy tự nhiên cả kinh nhưng lập tức liền nhớ người vừa nói, lúc này sắc mặt đại biến rối rít đứng dậy hướng tầng một lầu các phi xuống. Cầm Đầu là một gã nho sinh, gã này vốn dĩ đã đứt rời một cánh tay nhưng đã khôi phục như lúc ban đầu, thân hình hắn vừa xuất hiện ở lầu một liền không chậm chế bước tới đại môn mở ra. Chỉ thấy phía có một gã thanh niên thần sắc nhàn nhạt, nhạt, một thân áo bào xanh, chính là Hàn Lập. Vãn bối bái kiến Hàn Tiền Bối, không biết Tiền Bối đại giá quang lâm, mong Tiền Bối thứ tội. Nho sinh trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, vội vàng sâu thi lễ, mời Hàn Lập tiến vào. Hàn Lập cũng không có khách khí, hướng nho sinh gật đầu một cái liền bước vào bên trong. Lúc này, tên kia hồng giáp đại hán cùng nhị nữ còn lại giống như trước, vừa bước xuống tầng một thấy được hàn lập liền giống như nho sinh lúc trước trước cung kính thi lễ. Dù sao ta cùng mấy vị đạo hữu cũng coi như là quen biết, không cần phải đa lễ như vậy. Hàn lập vi khoát tay chặn lại nói, thong dong ngồi ở chủ vị. Nghe vậy, bốn người nho sinh đồng loạt nói không dám rồi cũng tràn đầy kính sắc đứng ở một bên. Trường 1761, Người quen cũ, nhìn bộ dáng bốn vị đạo hữu xem ra vẫn chưa khôi phục hoàn toàn rồi. Hàn lập ánh mắt khẽ đảo qua bốn người một cái, dễ dàng nhìn thấu tình trạng của bọn họ hôm nay, bất động thanh sắc nói một câu. Tiền bối tuệ nhãn như đuốc, mấy người vãn bối đúng là tổn thương đến chân nguyên, cộng thêm tu vi không cao, hôm nay chỉ miễn cưỡng khôi phục gần nửa. Nho sinh không có gì giấu giếm, đàng hoàng trả lời. Nếu đã như vậy, chỗ này ta có vài bình đan dược, các người bốn người cầm lấy phục dụng đi. Sau khi luyện hóa dược lực, tầm một tháng sau là các người có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hàn Lập cân nhắc một chút, đột nhiên một tay vừa chuyển, trong lòng bàn tay hiện lên bốn thanh sắc ngọc bình, nhàn nhạt nói. Đa tạ tiền bối ban đan dược, bốn người nho sinh trong lòng vui mừng, bái tạ lần nữa. Bọn họ tiến lên mấy bước chia tay ra nhận lấy đan dược, sau đó đem nắp bình mở ra, một cổ kỳ hương lập tức tràn ngập cả gian đại sảnh, thoáng cái đã cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần đại chấn. Đám nho sinh trong lòng người mừng rỡ, biết linh dược trong bình không phải là phàm vật, dược lực mạnh mẽ đúng như lời Hàn Lập đã nói. Tiền bối quang lâm lần này, chắc hẳn là có chuyện gì cần mấy vãn bối ra sức sao. Nho sinh có thể tu luyện tới tu vi như ngày hôm nay, tự nhiên không thể nào là kẻ ngu dốt. sau khi đem linh dược thu hồi, thức thời hỏi. Ừ, thật sự ta có chuyện cần nhờ tới các ngươi. Chuyện này mặc dù đơn giản nhưng cần phải ở lại trong thiên uyên thành một khoảng thời gian rất dài. Không biết mấy vị đạo hữu lúc này có rảnh hay không? đương nhiên, Hàn Mỗ sẽ không để cho mấy vị đạo hữu thiệt thòi. Hàn Lập Thong rong hỏi, tiền bối yên tâm, bốn người vãn bối đã tính toán ở lại thiên uyên thành khoảng 100 năm. Tiền bối có chuyện gì, xin cứ việc phân phó, đám vãn bối có thể làm được tuyệt không từ chối. Nho sinh vừa nghe Hàn Lập nói, xem ra việc hắn nhờ và cũng không có nguy hiểm, trong lòng buông lỏng một chút, miệng đầy đáp ứng. Nếu đạo hữu đã nói như thế, ta đây cũng không khách khí lúc trước ta đã từng đề cập tới vị nữ tu sĩ nam cung uyển các ngươi tìm kiếm nàng tại thiên uyên thành dùm ta nàng là tu sĩ phi thăng cũng có thể đã đổi tên nhưng ta sẽ lưu lại cho các ngươi một khối ngọc giản có bức họa của nàng tạo điều kiện cho ngươi có thể dễ dàng phân biệt được nếu là thiên uyên thành không cách nào tìm được thì trong trăm năm sau đó các ngươi tiếp tục giúp ta lưu ý một chút về nàng nếu thật sự có thể tìm được nàng ta nhất định sẽ trọng tạ hàn lập cười nhạt nói không có vấn đề mấy người vãn bối có vài vị hảo hữu ở thiên uyên thành chỉ cần vị tiên tử này thật sự có mặt ở thiên uyên thành nhất định sẽ giúp tiền bối tìm được nho sinh cung kính đáp ứng nói ừ trừ chuyện này ra ta còn có một chuyện khác nữa ta chuẩn bị luyện chế một nhóm đan dược nhưng bởi vì còn thiếu một lượng chủng loại tài liệu khá nhiều đa số cũng không phải là vật thường gặp e là tại thiên uyên thành cũng không thể trong thời gian ngắn thu mua đầy đủ được mà sắp tới ta lại muốn đi xa một chuyến cũng chỉ có thể thể để cho mấy vị đạo hữu thay ta thu mua. Nơi này có một khoản linh thạch, hẳn là đủ để mua toàn bộ số tài liệu ta cần. Ngoài ra còn có vài món bảo vật là ta năm xưa vô tình có được, coi như tặng cho mấy vị đạo hữu. Hàn Lập vừa nói xong, một cái ống tay áo hướng cái bàn bên cạnh phất một cái. Linh quang các màu chấp động, bốn chiếc hộp ngọc lớn nhỏ không đều cùng một cái túi da màu đen thoáng hiện ra trên bàn. Bốn người nho sinh nghe vậy, không khỏi kinh ngạc liếc nhau truyền âm vài câu rồi kính cẩn đáp ứng. Sau đó, nho sinh cáo lỗi một tiếng liền tiến tới cầm lấy cái túi ra, sau đó đem thần niệm hướng trong đó quét qua, sắc mặt lập tức đại biến, thất thanh kêu lên, bộ dáng đầy vẻ khó có thể tin. Ba người hồng giáp đại hán nhất thời ngẩn ra, ánh mắt nhìn về Hàn Lập không khỏi có chút kinh nghi. Nhưng thần sắc Hàn Lập không đổi, giống như không thấy gì cả. Cũng may nho sinh thấy không ổn, vội vàng mở miệng trước giải thích. Nhiều cực phẩm linh thạch như vậy, thật là hảo đại thủ bút xem ra linh dược tiền bối muốn thu mua đúng là không hề tầm thường. Bất quá, nếu tiền bối có ý tín nhiệm đám người vãn bối như vậy, vãn bối nhất định tận tâm đi làm. Nói xong lời này, nho sinh cẩn thận đem túi ra thu lại, sau đó hơi chút do so dự cầm lấy một trong bốn trong hộp ngọc trên bàn ngưng trọng mở ra. Một cổ xương mù sáng mở bay cuộn ra, trong hộp rõ ràng là một tấm ngọc phiến màu trắng, mặt ngoài linh quang lành lạnh, phù văn chi chít. Nho sinh giơ tay lên đem ngọc phiến lấy ra, thoáng cái từng đám phiến ảnh hiện ra ở trước người di động một chút, đồng thời một cổ linh áp kinh người tản ra. Đây là sơn hà phiến, nó có hai loại thần thông phong và thổ, có thể tạo ra lực lượng nhìn cân vô hình đả thương địch thủ ngoài trăm trường. Coi như là một bảo vật không tệ, hàn lập mắt thấy cảnh này, cười khẽ nói, nho sinh lập tức mừng rỡ bái tạ không dứt. Ba người còn lại đồng thời tiến lên đem một ngọc hạp đoạt vào tay, đồng dạng hưng phấn phân mở ra. Kết quả, thứ tự trong ngọc hạp là một đôi vòng bạc, một cái khăn cùng một khỏa huyền băng phi đao. Ba bảo vật này đối với Hàn Lập mà nói căn bản là phế vật nhưng đối với đám người nho sinh tu vi chỉ đạt đến hóa thần V mà nói thì đó là những bảo vật chỉ có trong mơ, giống như trước vui mừng quá đỗi, luôn miệng cảm ơn. Đương nhiên bốn người này thua bảo vật của hắn cũng không tính là chính thức đáp ứng yêu cầu của hắn. Về phần bốn người sẽ đổi ý hay không hay là mang theo linh thạch cùng bảo vật chạy trốn nhưng Hàn Lập lại cảm thấy rất yên tâm. Lai lịch bốn người này hắn sớm hỏi thăm vài người trong thành mấy người này trong thành cũng coi như có chút danh khí, đều không phải là tán tu, vô luận là gia tộc hay môn hạ của tông môn nào đó cũng dễ dàng tìm được. chương 1762, vô đề. Dưới tình cảnh này, bốn người này chỉ cần hơi có chút đầu óc sẽ không đi làm loại chuyện ngu xuẩn này. Nếu không chính là tự dước lấy đại họa, huống chi, trước lúc rời đi, vì vạn nhất Hàn Lập vẫn là dùng khẩu khí hời hợt nhắc khéo về chuyện hắn đã tiến lên hợp thể kỳ cho bốn người nho sinh biết, rồi cũng bày ra một chút khả năng thao túng thiên địa nguyên khí của tu sĩ hợp thể kỳ. Bốn người nho sinh tự nhiên đều trợn mắt há mồm, nào dám nảy sinh tâm tư khác. Mà khi Hàn Lập rời đi lại trực chỉ bay thẳng tới phiến thạch tháp khổng lồ trước kia hắn từng ở khi còn là Thiên Uyên vệ. Không lâu sau, Hàn Lập đã hiện ra tại phủ cận một ngọn thạch tháp, thông đạo ra vào không ngừng các loại giáp sĩ, trên mặt tất cả đều thoáng lộ ra một tia hoàng hốt. Chỗ thạch tháp đúng là nơi năm đó hắn đảm nhiệm một chức vụ trong Thanh Minh vệ. Bất quá sau mấy trăm năm mọi thứ dường như không thay đổi chút nào. Hàn lập ánh mắt chấp động mấy cái, đem tia cảm khái trong lòng thu lại, độn quang tái khởi bay đi. Tại lối vào thạch tháp, có hơn 10 hắc vệ cùng hai gã thanh minh vệ thủ hộ ở nơi đây, vừa thấy hàn lập rõ ràng không phải là thiên uyên vệ bay tới, nhất thời đem ánh mắt hoài nghi quét lại. Hàn lập sắc mặt bình tĩnh nhưng trong khoảnh khắc đến gần những giáp sĩ này cũng không thèm che giấu đem khí tức hợp thể kỳ tu sĩ phóng ra, Mặc dù hắn chỉ để lộ ra một tia khí thức mơ hồ nhưng khoảng cách giữa cảnh giới giữa hai bên thật sự là rất lớn khiến cho hai gã thanh minh vệ không kịp đề phòng, sắc mặt đại biến rồi sáng ngời lên. Những tên hắc thiết vệ còn lại thì lại càng là không chịu nổi mà lùi lại mấy bước. Hợp thể tu sĩ, một gã thanh minh vệ đại hán hít vào một hơi, nói. Di, hàn đạo hiếu, một lão giả thanh minh vệ một bên ánh mắt vừa hướng hàn lập đảo qua một cái nhưng ngay lập tức đã trợn mắt cứng lưỡi. Người này vậy mà lại có thể nhận ra hàn lập. Hàn Lập nghe vậy cũng có chút ngoài ý muốn, không khỏi dùng ánh mắt quét về phía lão giả một cái, cảm thấy có mấy phần quen thuộc. Hóa ra là nhạc đạo hiếu. Hàn Lập hơi lưỡng lự một chút rồi cũng nhận ra lão, nói. Hàn đạo hiếu, không hàn tiền bối, ngươi. Lão giả làm ra bộ dáng giống như gặp quỷ, vẻ mặt không thể tin nổi, trong miệng lẩm bẩm một lúc. Tiền bối không phải là thiên uyên thành trưởng lão sao? Xin hỏi tôn tính đại danh tiền bối, vãn bối có thể giúp gì cho tiền bối? Nhạc huynh, chẳng lẽ người biết vị tiền bối này? Thanh minh đại hán khác mặc dù có chút hoảng sợ nhưng không dám chậm trễ vội vàng thi lễ, không nhịn được hướng lão giả họ nhà thấp giọng hỏi. Nhưng lão giả lúc này rõ ràng vẫn đang còn hoảng hốt, miệng vẫn há to ra nhưng lại không hề có bất cứ thanh âm nào phát ra. Thanh minh vệ hứa tiên tử hiện tại có trong tháp không? Hàn lập nhàn nhạt hỏi một câu, a, à, hứa tiên tử, hứa đạo hữu mấy ngày trước đây mới vừa dẫn đội ra khỏi thành tuần tra. Sợ rằng phải đợi mấy ngày nữa mới có thể trở về. Thanh minh vệ đại hán mặc dù cảm thấy lão giả kỳ có chút quái khác thường nhưng vẫn cung kính trả lời. Nếu không có ở đây, vậy ta cũng không tiến vào nữa. Chờ hứa tiên tử trở về, phiền đạo hữu nói cho hứa tiên tử là ta đang ở tụ tiên các, mời hứa đạo hữu tới một chuyến. Về phần thân phận của ta, nhạc đạo hữu chắc biết rất rõ ràng, ta cũng không cần phải nói nữa. Hàn lập khẽ cao mày nhưng ngay sau đó khôi phục như thường, phân phó nói sau đó hắn lại hướng lão giả hơi chắp tay lại rồi hóa thành một đạo kinh hồng phi độn mà đi. Đại hắn tự nhiên mang theo một đám hát giáp về bộ dáng cung kính tiễn hắn. Nhạc huynh, vị hàn tiền bối này rốt cuộc là người phương nào, người vì sao thất thố như vậy? Mắt thấy thanh sắc cầu vồng không còn bóng dáng, đại hán xoay người lại, thấy lão giả họ nhạc vẫn còn có chút run sợ run, có chút bất mãn hỏi. Nếu là tìm hứa tiên tử, xem ra người này thật là không giả. Đinh huynh chớ trách, vị hàn tiền này bối này 300 năm trước cũng giống ta là thanh minh vệ. Năm đó, lần cuối cùng ta thấy vị hàn tiền bối này, khi đó tu vi bất quá chỉ là hóa thần trung kỳ. Lão giả tựa hồ có chút phục hồi tinh thần, thanh âm quá dị dị thường, trả lời. 300 năm trước, thanh minh vệ, nhạc huynh nói giỡn rồi, đại hán nghe vậy sợ hết hồn, tròn xoe hai mắt, nói. Đinh huynh, đích thị huynh mới gia nhập thiên huyên thành mới gần 200 năm, cho nên không hiểu được. Ta cùng vị hàn tiền bối này năm đó đều là thanh minh vệ, mặc dù không giao tình không nhiều nhưng đã từng được đối phương xuất thủ viện trợ một lần. Trước kia, vị hàn tiền bối này tại thanh minh vệ chúng ta là đại danh đỉnh đỉnh, có thể lấy tu vi hóa thần trung kỳ đánh chết dị tộc tương đương với luyện hư kỳ. Sau đó, vị hàn tiền bối này hình như có nhận một nhiệm vụ bí ẩn nào đó mà tiến vào man hoang thế giới, từ đó không thấy bóng dáng. Bất quá cho dù như thế, từng ấy năm mà lại có thể từ hóa thần kỳ tiến thẳng tới hợp thể kỳ, thật là khó tưởng tượng nổi. Lão giả họ nhạc thở dài một hơi, thật sự khó nén sự khiếp sợ cùng đố kỵ trong giọng nói, nói. chương 1763, mà ảnh tái hiện. Thanh minh vệ đại hán sau khi nghe lão giả nói, đồng dạng làm ra bộ dáng si ngốc. Hàn lập khi rời khỏi thạch tháp, sau một phen cân nhắc liền hướng về phía phường thị bay đi mặc dù hắn đã đem việc thu mua số linh dược phụ trợ cho đám người nho sinh nhưng tự nhiên cũng không ngại ghé quá phường thị một chuyến có thể thu thập được chừng nào hay chừng đó phường thị ở thiên uyên thành chính hàn lập đã tới vô số lần nhưng hắn vẫn tìm tới cửa hàng tài liệu lần trước rồi giao ra bản danh sách số tài liệu mình cần để trưởng quỹ tự tận lực giúp hắn thu mua sau đó hắn rời khỏi cửa hàng rồi lại tiếp tục chạy thẳng tới phường thị trong cái tòa cự đại điện phủ kia bên phía nhân tộc đã sớm có người giúp hắn cho nên hắn cũng không phải bận tâm quá nhiều nhưng về phía yêu tộc bên lại có nhiều khả năng có được tài liệu hắn cần hơn sau khi tính toán một chút hắn cũng xem thử chuyến này có thu hoạch gì ngoài ý muốn hay không bất quá chẳng qua là thu mua một ít tài liệu phụ trợ hắn vẫn muốn tới đó một chuyến ở phương diện này mà so với việc gia nhập vào một thế lực lớn xem ra tốt hơn nhiều nếu hắn gia nhập vào thế lực nào đó chỉ cần giao cho người khác là hoàn toàn có thể làm được dĩ nhiên việc ước thúc người khác mà đem so với việc nắm trong tay một thế lực nhất định tự nhiên tốt hơn đối với hắn hiện tại mà nói muốn xây dựng cho mình một thế lực nhất định là hoàn toàn có thể nhưng cả quá trình xây dựng đó khẳng định là phải hao tâm tổn sức vô cùng lớn có thể làm trễ nãi con đường tu luyện của bản thân về lâu dài cái được không đủ bù đắp đủ cái mất mà có thể nắm được linh hoàng hoàng vị tựa hồ là lựa chọn tốt nhất dù sao thế lực của tam hoàng cùng những tông môn gia tộc khác hoàn toàn bất đồng quyền lực và thủ hạ phần lớn cũng đến từ bản thân chức vị Tam hoàng. Bất luận kẻ nào chỉ cần có thể nắm được một trong số Tam hoàng hoàng vị thì lập tức trở thành một trong những người đứng đầu nhân tộc. Hàn Lập vừa đi vừa tự định giá, thoáng cái đã đi tới khu vực điện phủ khổng lồ, trung tâm giao dịch của nhân yêu nhị tộc. Trong lúc hắn đang giao tinh thạch làm thủ tục tiến vào điện phủ, ở bên trong một động quật vô cùng bí ẩn cách nhân tộc tương đối xa một tòa pháp trận được đặt ở trung tâm mười mấy đầu giáp sĩ khôi lỗi khổng lồ đột nhiên phát ra thanh âm vù vù cùng linh quang đủ màu nhanh chóng sáng lên. Số khôi lỗi bốn phía nguyên bản không nhúc nhích, ngay lập tức cảm ứng lại mà hai mắt hồng quang chấp động, huy động thanh cự nhận trong tay chậm rãi hướng về phía pháp trận chỉ tới. Cơ hồ cùng thời gian đó, phía ngoài lối vào động quật đột nhiên linh quang chợt lóe, một gã toàn thân mơ hồ được bảo phủ trong một tầng ngân quang hiện ra ngay tại đó. Sau một khắc, từ trong truyền tống trận bạch quang chợt sáng choang lên, mơ hồ có thêm hai đạo nhân ảnh. Sau khi linh quang của truyền tống trận thu liếm lại, hai đạo nhân ảnh lập tức hiện ra rõ ràng dị thường. Hai nhân ảnh đó bao gồm một gã đại hán một thân hắc bào, thân hình cao lớn cùng một nữ tử thần thái yêu nhã. Đại hán bề ngoài tầm 30 tuổi, da ngăm đen, tướng mạo cực kỳ xấu xí, khuôn mặt còn có vài phần hung ác. Nữ tử thì có một làn da trắng như tuyết, hai tròng mắt đen nhánh tỏa sáng như hai vì sao đêm. Các người là ai? vì sao lại sử dụng truyền tống trận của ngân tộc chúng ta? Nhân ảnh bên trong ngân quang phía ngoài thông đạo, mắt thấy đôi nam nữ này tự nhiên giật mình thất thanh kêu to một tiếng. Gì, bên này cũng có người của ngân tộc thủ hộ. Thánh tổ đại nhân, để cho thuộc hạ làm thịt hắn. Hắc bào đại hán nhìn về phía người bên trong ngân quang một cái, vẻ mặt lộ rõ nét thèm thuồng. Tên ngân tộc này tu vi không kém người bao nhiêu, sẽ không lật thuyền dưới dẫn chứ. Bạch y nữ tử quét ánh mắt về phía nhân ảnh trong ngân quang, bình tĩnh nói. Ha ha, có thánh tổ đại nhân ở chỗ này, cho dù là ngân tộc thánh giai thì đã sao? Hắc bào đại hán nghe vậy liền cười cười, ra vẻ làm lành với bạch y nữ tử, nịnh nọt nói. Lớn mật, tên trong ngân quang kia vừa nghe được lời nói của hai người bên trong truyền tống trận như vậy, tự nhiên biết đối phương không phải là hạng người tốt, dứt khoát là địch nhân, nhất thời thét lên một tiếng kinh sợ. Cùng lúc đó, cự nhận trong tay đám khôi lỗi bốn phía đột nhiên đồng loạt hướng về phía trung tâm pháp trận chém tới khúc khích, một tiếng cười đầy vui vẻ chợt nổi lên, hơn 10 đạo ngân quang chợt lóe lên liền kích tới. Chút tài mọn, Hắc Bào đại hán gặp tình hình này nhưng chỉ cười lạnh một tiếng, tay áo bảo run lên phun ra một mảnh hắc quang hiện ra chắn trước người. Vài tiếng ùm ùm bạo liệt liên tiếp truyền ra, ngân quang vừa lúc đánh lên hắc quang phảng phất như va phải tường đồng vách sắt chợt lóe lên đồng thời bạo liệt ra. Tiếp theo đó, đại hán liền làm ra một chuyện khiến cho tên ngân tộc kia thất kinh. Sau một tiếng hét của đại hán, một mảnh hắc quang bay cuộn ra đem tất cả ngân quang bạo liệt ra xung quanh hút vào trong bụng. Tiếp theo thân hình đại hán vừa động, một đạo hắc ảnh cực lớn sau lưng đại hán chợt hiện ra đảo qua một cái. Âm thanh bạo liệt lần nữa vang lên, sau khi va chạm với hắc ảnh, mười mấy đầu cự khôi lỗi liền nhất nhất nát bấy, căn bản là không đỡ nổi một kích. Tên ngân tộc kia thấy vậy, vẻ mặt kinh hãi, hai mắt vội vàng hướng về phía hắc ảnh nhìn kỹ lại. Chỉ thấy bên trong hắc ảnh ẩn ẩn có thứ gì đó đen ngòm mặt ngoài bao phủ bởi một lớp lân phía thô dày, bộ dáng giống như một cái đuôi của một loại quái thú cực lớn nào đó. Cái đuôi này dài hơn 10 trượng, thoáng cái đã bao xung quanh đại hán mấy vòng. Hắc bào đại hán lúc này chợt phát ra một tiếng cười giữ tợn bén nhọn, trên người hắn hắc quang chợt lóe, một cỗ khí tức thánh giai tồn tại từ trên người hắn phả ra. Nhất thời khiến cho tên ngân tộc trong ngân quang hoảng hốt một trận. Chỉ tính riêng một mình Hắc bào đại hán cũng không có đủ tự tin thủ thắng được, mà bên cạnh đại hán lại còn có một bạch y nữ tử, bộ dáng tựa hồ còn lợi hại hơn đại hán mấy phần. Không ổn, tên ngân tộc kia thầm kêu một tiếng, ngoài thân ngân quang lưu chuyển một trận, thân ảnh thoáng chút trở nên mơ hồ. Muốn chạy, hắc bào đại hán hung quang trong mắt chợt lóe, cái đuôi đang bao quanh người tên ngân tộc nhất thời như cự mãng bắn nhanh tới, thoáng cái đã kéo dài ra vài chục trượng, trong nháy mắt xuyên thủng nhân ảnh bên trong ngân quang. Nhưng thân ảnh ở bên trong ngân quang chỉ mơ hồ một trận rồi tiêu thất không thấy bóng dáng. Tên ngân tộc này vừa thấy đại hán không dễ đối phó liền thi pháp đào tẩu nhưng vào lúc này, bạch y nữ tử vốn chỉ đứng một bên cười mỉm, chợt dương một ngón tay lên hướng về phía trước nhẹ nhẹ điểm một chỉ. Một đóa hoa màu phấn hồng do linh quang tụ lại đột nhiên phóng ra, sau một cái chấp động liền biến thành một đóa hoa hư ảnh khổng lồ đem toàn bộ động quật phủ kín lại. Trong phút chốc, trong phạm vi hơn 10 trượng bên trong đóa hoa hư ảnh đột nhiên tản ra một cỗ kỳ hương. Phanh một tiếng, một đạo ngân quang không có chút dấu hiệu nào từ hư không phụ cận bắn ra bên trong ngân quang rõ ràng là tên ngân tộc vừa mới bỏ chạy lúc trước. Không thể nào, tên ngân tộc dính phải công kích của nữ tử kinh sợ quát to một tiếng, ngoài thân linh quang chợt lóe bộ dáng sẽ tiếp tục thi triển bí thuật nào đó. Bạch y nữ tử thấy vậy, đôi mày liếu khẽ nhíu lại. Sau một khắc, phía dưới chân tên ngân tộc đột nhiên xuất hiện một luồng không gian ba động, một đóa cửa hoa màu phấn hồng không một tiếng động hiện ra. Tên ngân tộc chỉ cảm thấy toàn thân ngưng trệ không cách nào nhúc nhích được, mà hắc bào đại hán lại ha ha cười to một tiếng, đột nhiên trên người hắc khí quay cuồng hướng về phía tên ngân tộc bổ nhào tới. Ở bên trong hắc khí, ẩn ẩn có một cái miệng hơn một trượng như cái chậu máu mở rộng ra, một luồng huyết khí thanh tưởi phả thẳng vào mặt. Bạch Hy nữ tử tựa hồ cảm thấy mất đi hứng thú, ánh mắt vừa thu lại, trong tay chẳng biết tự khi nào đã có thêm một đóa linh hoa màu hồng, nhẹ nhàng đặt ở chóp mũi người người một chút, trên mặt thoáng một tia u buồn. Trong khi đó, Hắc bào đại hán biến thành một đám hắc khí đem tên ngân tộc hoàn toàn đè dưới chân hắn, một tiếng thê lương thảm thiết truyền ra. Trong một tòa cung điện nằm ở giữa phong nguyên đại lục và lôi minh đại lục, trong một gian mật thất bị một tầng hắc khí phong kín có một cái kén khổng lồ đang huyền phù ở giữa không trung. Mặt ngoài cái kén huyết quang chấp động không ngừng, mặt ngoài phập phồng liên tục, bộ dáng giống như đang dưỡng dục thứ gì đó. Ở phía dưới cái kén rõ ràng có 12 đầu dị thú khổng lồ. Có con có hai đầu, 6 mắt, 4 cánh, 3 chảo, thậm chí trong đó còn có một con đầu cá mình giao long, toàn thân kim quang trói mắt thế nhưng lại có tới chính cái đuôi mảnh khảnh, bộ dáng xinh đẹp cực kỳ. Nhưng 12 đầu quái thú này, giờ phút này đều nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích, hoàn toàn không có chút hơi thở nào. Mà phía trên đầu chúng huyết quang chấp động liên tục, cơ hồ có thể thấy rõ ràng 12 đầu dị thú toàn thân đã khô quắt lại, phảng phất như khí huyết toàn thân đã sớm bị thứ gì đó hút ra. Hình thể cũng đã bị rút nhỏ đi mấy lần, nếu không, chỉ dựa vào hình thể ban đầu của chúng mà nói, cho dù gian mật thất này nhìn như rộng lớn nhưng cũng không thể chứa được toàn bộ chúng. Bất quá, trong một góc mật thất còn có 12 ngọn cổ đăng lặng lặng đặt ở đấy, chẳng qua phía trên đám cổ đăng có đăng diễm nhưng giờ phút này lại không còn sót lại chút gì. Ở bên kia mật thất có một cái ngọc bàn thấp bé xanh biếc, trên đó có một viên thủy tinh cầu lớn bằng cái nắm tay, linh quang yếu ớt chấp động. Mặt ngoài có hiện lên một bức tranh vô cùng rõ ràng, bên bức tranh đó có một cái đài ngân sắc đài sen trông rất sống động huyền phù tại chỗ, bộ dáng giống như thật. Nhân tộc, bên trong phường thị đại điện tại Thiên Uyên Thành, Hàn Lập đang nhìn về phía một nữ tử yêu tộc toàn thân được hắc khí phủ kín với vẻ mặt ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ở chỗ này mà vẫn có thể gặp lại được đạo hiếu, điều này khiến cho Hàn mỗ giật mình không ít. Khanh khách, tiểu nữ tử cũng giống như đạo hiếu, không ngờ có ngày có thể gặp lại được Hàn đạo hiếu. Ta tưởng đạo hiếu vì nguyên nhân dị tộc công thành mà đã rời khỏi thành mà mai danh ẩn tích chứ. Xem ra tiểu nữ tử có phần đã xem nhẹ thủ đoạn của đạo hữu rồi. Ở trước mặt Hàn Lập mấy trượng, nữ tử yêu tộc năm đó từng cùng hắn làm một phen giao dịch đang nhẹ nhẹ cười, trả lời. Hiển nhiên nữ tử này rất cao hứng khi nhìn thấy Hàn Lập, bộ dáng mơ hồ còn có chút hưng phấn. Bất quá, bởi vì nơi đây bị hạn chế bởi một tầng cấm chế nên Hàn Lập cũng không có cách nào nhìn rõ sau hơn trăm năm, không biết Tu Vi đối phương đã tăng tiến ra sao. Nhưng dựa theo lẽ thường mà nói, lúc trước hắn đã trao đổi với nữ tử này nhiều vạn năm linh dược như vậy, khẳng định là Tu Vi đã tăng tiến không ít. Dĩ nhiên nữ tử này lại càng không thể phát hiện ra tu vi Hàn Lập nghịch thiên biến hóa ra sao. Hàn Lập lúc này khẽ mỉm cười đáp lại, nói, Hàn mỗ ban đầu cũng không có thoát thân kịp thời, nếu không phải gặp chút cơ duyên khác thì thật đúng là khó mà nói được có thể gặp lại đạo hữu hay không. Vốn ta nghĩ rằng đạo hữu sau khi thu được nhóm vạn năm linh dược kia hẳn phải bế quan tiềm tu một thời gian dài chứ. Đạo hữu cho là ta không nghĩ như thế à, ban đầu số linh được đã đến được tay ta nhưng bản thân ta sao có thể dùng hết được linh dược đã sớm tiêu hao không còn bất quá những năm gần đây bản thân ta cũng đã tìm được một nhóm linh dược chân quý khác hàn đạo hữu có bằng lòng hay không tiếp tục trao đổi nữ tử yêu tộc này thở dài một hơi nói bộ dáng có vẻ mong chờ nói chỉ cần trong tay tại hạ không có mầm mống tự nhiên sẽ không cự tuyệt nhưng nhiều năm trôi qua như vậy số linh dược ta cần đã gần đủ cho dù trao đổi chỉ sợ cũng không trao đổi được bao nhiêu ánh mắt hàn lập chợt lóe lên thản nhiên nói chương 1764, Kim Việt Thiền Sư. Nói như thế, mầm linh dược trong tay tiểu nữ tử còn có thể không cách nào được đạo hữu đặt trong mắt rồi. Bất quá, lần này ta cũng không có cách nào ở lại thiên uyên thành lâu. Có thể đổi lấy được nhiều vạn năm linh dược, đổi được bao nhiêu cứ đổi. Nữ tử yêu tộc vẻ hưng phấn trên mặt thoáng cái giảm đi không ít, than nhẹ một tiếng nói. Tiên tử không cần gì phải như vậy, ta cũng chưa nói chỉ cần mỗi linh dược quý hiếm, nếu có thể giúp ta thu thập một chút tài liệu, Hàn mỗ nguyện ý dùng vạn nam linh dược làm điều kiện trao đổi. Hàn lập cười nhẹ, nói, tài liệu, không sai, chỗ này của ta có một bản danh sách, tiên tử có thể xem xem bên phía yêu tộc các người có thể thu thập được bao nhiêu. Hàn lập vừa nói, tay áo bảo run lên, một khối bạch sắc ngọc giản bắn ra. Một bàn tay trắng noãn từ trong hắc khí chui ra đã ngọc giản bắt được vào trong tay. Di, những tài liệu này có không ít linh cốt, nội đan của yêu tộc chúng ta. Đạo hữu thật đúng là có đảm lược viết ra chẳng lẽ đạo hữu muốn luyện chế bảo vật gì sao nữ tử yêu tộc chỉ dùng thần niệm đảo qua phát ra một tiếng kêu nhẹ hàn mẫu đích xác tính luyện chế mấy kiện bảo vật về phần chút linh cốt nội đan như vậy không phải yêu tộc các ngươi vẫn thường xuyên làm như thế sao hàn lập nhàn nhạt trả lời hư không sai yêu tộc chúng ta cho dù phải dùng tới linh cốt nội đan để luyện chế bảo vật thì tài liệu là của tộc khác mà thôi đồ của bản tộc tuyệt không dùng tới còn nhân tộc các ngươi làm thế ít nhiều vẫn vi phạm cấm kỵ của yêu tộc chúng ta. Nữ tử này hừ lạnh một tiếng, nói, ta thấy bộ dáng tiên tử không giống như để ý tới điều này, nếu không cũng sẽ không nói ra những lời này rồi. Hàn lập cười khẽ một tiếng, tựa hồ nói ra một cách lơ đánh. Nữ tử trong tầng hắc khí nghe vậy, hơi do dự một chút liền chậm rãi nói. Chỉ cần không phải liên quan tới bổn tộc thì ta cũng không quan tâm nhưng nhóm tài liệu ghi lại trong ngọc giản trong yêu tộc chúng ta cũng vô cùng hiếm thấy, ta cũng chỉ có thể giúp người hơn nửa số mà thôi hơn nữa giá tiền cả vô cùng cao không sao chỉ cần đúng tài liệu yêu cầu dùng vạn nam linh dược trao đổi ta sẽ không để tiên tử chịu thiệt thòi đâu nét mặt hàn lập lộ ra vẻ vui mừng sảng khoái dị thường đáp tốt có câu này của đạo hiếu là được nhưng những tài liệu này ta cũng không tiện đem tới thiên uyên thành để trao đổi với đạo hiếu nếu đạo hiếu có thành ý giao dịch mấy năm sau tại vạn bảo giao dịch hội đại hội đó là do nhân yêu nhị tộc chúng ta cứ cách mỗi ngàn năm lại cử hành một lần Địa điểm tổ chức được xác định từ sớm, ngay giữa thiên hồ chi địa và cửu tiên sơn trong huyền vũ cảnh. Nữ tử yêu tộc nói, vạn bảo giao dịch hội, ừ, đúng là tại hạ đã có nghe qua một chút. Nếu đạo hữu đã nói như thế, hàn mẫu chuyến này không đi không được rồi. Hàn lập thoáng tự định giá một chút, gật đầu nói. Tốt, một lời đã định, tiểu nữ tử trước hết đem số mầm linh dược trong tay lấy ra, đạo hữu xem xem có thể nhìn chúng được thứ nào hay không. Sau đó chúng ta lại trao đổi tín vật để đến lúc vạn bảo đại hội mở ra còn có cách nhận ra nhau." Yêu tộc nữ Tử Thản nhiên cười, thanh âm ôn nhu dễ nghe mơ hồ còn kèm theo chút dụ dỗ. Hàn Lập cũng không có ý kiến khác, miệng đầy đáp ứng. Sau khoảng thời gian tầm bữa cơm, Hàn Lập từ trong đại điện đi ra, trên mặt mang theo vẻ cười nhàn nhạt, nhạt. Lần này tới phường thị bên trong đại điện quả thật đúng là có thu hoạch ngoài ý muốn ngọc giản lúc trước hắn giao cho nữ tử yêu tộc kia trong đó không những có tài liệu luyện chế đan dược mà còn có cả không ít tài liệu dùng để luyện chế thái ất thanh sơn ngọn cực sơn này để luyện thành còn nhiều phiền toái hơn ngọn cả nguyên từ cực sơn kia tài liệu phụ trợ không những vượt xa lúc trước mà còn không ít tài liệu trong đó đều là vật hiếm thấy ở linh giới khó tìm dị thường mặc dù hắn đã tìm cách thay thế không ít tài liệu quý hiếm khác trong đó phần lớn là linh cốt cùng nội đan của yêu thú số tài liệu này dĩ nhiên trong nhân tộc cũng không có bao nhiêu cho nên hắn không đem việc này giao cho mấy người nho sinh hôm nay ngay khi hắn gặp lại nữ tử yêu tộc kia tự nhiên không khách khí đem toàn bộ danh sách giao ra yêu tộc mặc dù không tính là cường đại nhưng trong đó bao hàm đủ loại linh cầm dị thú số lượng phải dùng tới đơn vị trăm vạn mà tính cộng thêm yêu tộc đã sinh hoạt ở linh giới nhiều vạn năm như vậy số linh cốt nội đan tích chữ được cũng coi như là không thể đếm nổi rồi dù sao hắn cũng không yêu cầu quá nhiều chỉ cần nữ tử này có thể đáp ứng hơn phân nửa số linh cốt nội đan thì cũng coi như đã giúp hắn không nhỏ nếu vận khí tốt tại vạn bảo đại hội sắp tới nói không chừng có thể có được thu hoạch khác nữa ngoài ra số tài liệu còn lại thì có thể từ từ tìm đủ hàn lập trong lòng tính toán như thế không chút hoang mang quay trở lại cửa hàng tài liệu lúc trước trưởng quỹ sớm đã chuẩn bị xong một cái chữ vật trạc cung kính chờ hắn ở đấy rồi hàn lập nhận lấy chữ vật trạc từ tay tên trưởng quỹ sau khi kiểm tra qua một chút chân mày không khỏi nhíu lại quả nhiên không ngoài dự liệu bên trong chữ vật trả cũng không có bao nhiêu tài liệu hắn cần. Xem ra đúng là cần phải tìm hỗ trợ thu mua trong thời gian dài. Hơi trầm ngâm một chút, sau khi trả cho trưởng quỹ một khoản linh thạch hắn liền rời khỏi cửa hàng. Hắn cũng không có tiếp tục đi tới địa phương khác nữa mà trực tiếp hóa thành một đạo thanh sắc cầu vòng hướng về khu vực chuyên môn phục vụ cho các tu sĩ cao cấp tại Thiên Uyên Thành, tụ tiên các. Mặc dù danh xưng là tụ tiên các nhưng thực tế tụ tiên các là do nhóm mười mấy tòa lầu các độc lập kiến tạo thành. Mỗi một tòa lầu các này đều có 13 tầng, thiết kế tinh mỹ, trang nhã dị thường, cách nhau hơn trăm trượng. Ngoài ra, xung quanh mỗi tòa lầu các còn được thiết lập một tầng cấm chế cách ly lẫn nhau. Như thế mà nói, lượng tinh thạch hao phí mỗi ngày ở nơi này chẳng những không ít mà còn ngay cả tu vi không phải luyện hư tu trở lên thì căn bản ngay cả tư cách ở lại cũng không có. Dĩ nhiên, tổ tiên các này thật ra cũng chính là nơi dành riêng cho tu sĩ luyện hư kỳ ở lại, mặc dù vẫn cho tu si hợp thể kỳ ở lại nhưng trong trăm năm cũng không thấy được mấy người ghé lại. Cho nên, Hàn Lập tới đây cũng không có che giấu chút nào, đứng trước mặt trưởng quỹ trực tiếp để lộ ra một chút khí thức khiến cho vị trưởng quỹ hóa thần kỳ này tự nhiên giật mình một trận. Ngày sau đó cung kính đầy miệng sắp xếp cho Hàn Lập một gian lầu các tốt nhất, ngoài ra còn phái mấy thị nữ dung mạo xinh nhất tới phục vụ. Hàn Lập căn bản là không có ý tứ ở lại đây lâu cho nên hắn chỉ miễn cưỡng để cho đám thị nữ quét dọn lầu các một phen, còn hắn thì tiến lên tầng cao nhất ngồi xuống đả tọa. Sáng hôm sau, trong khi hắn đang ngồi trên bồ đoàn nhắm mắt đả tọa, bỗng nhiêu hai mắt khẽ động mở ra, miệng lầm bầm mấy câu. Quả nhiên đã tới rồi, bất quá người này khí tức có chút xa la, tu vi cũng là hợp thể trung kỳ, xem ra cũng không phải là vị thích trưởng lão lúc trước, xem ra có chút ngoài dự liệu. Kết quả, một lát sau lầu dưới nhẹ nhàng truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo là thanh âm của một thị nữ có pha chút khẩn trương truyền ra. Khởi bầm tiền bối, có Kim Việt thiền sư của bổn thành bái phỏng. Kim Việt đạo hiếu, tốt, ta biết rồi, ta sẽ xuống ngay. Hàn Lập vừa nghe thấy cái tên này, trong lòng thoáng dùng mình một cái, không lưỡng lự trả lời. Đối với hắn mà nói, trong số trưởng lão của Thiên nguyên Thành căn bản là hắn không biết mấy người nhưng vị Kim Việt Thiền Sư này chính là một trong hai vị tu sĩ phi thăng trong trưởng lão hội. Vị Kim Việt Thiền Sư này năm đó cũng là đại danh đỉnh đỉnh của nhân tộc. Chẳng qua, vị Thiền Sư này nghe nói xuất thân từ Phật Tông, quanh năm ở bí địa trong thành bế quan không mấy khi ra ngoài cho nên ngoài những người trong trưởng lão hội ra thì cũng không có bao nhiêu người được gặp qua đại nhân vật như thế mà bỗng nhiên tới đây khó trách những thị nữ của tụ tiên các khẩn trương như thế bất quá hắn đã từng là đảm nhiệm một vị trí trong thanh minh vệ cho dù không phải vị kim việt thiền sư này thì hơn phân nửa thiên uyên thành trưởng lão hội cũng sẽ phái người khác tới đây một chuyến hàn lập nghĩ thầm một tay bấm quyết ngoài thân linh quang chợt lóe thân thể thoáng chút mơ hồ không rõ Tại đại sảnh ở lầu 1, một, một vị tăng nhân một thân đám kim sắc cà sa, bộ dáng đang thưởng thức bức cổ họa trên vách tường, phía sau còn có mấy thị nữ đang đứng chờ một bên, vẻ mặt có vẻ cực kỳ hưng phấn. Đột nhiên tăng nhân quay người nhìn về góc trống không trong đại sảnh. Kết quả, sau một khắc, đột nhiên thanh quang chợt lóe lên, một đạo nhân ảnh từ trong thanh quang không một tiếng động hiện ra. Nhân ảnh đó dĩ nhiên chính là Hàn Lập, lão nạp kim việt mạo muội tới chơi, mong Hàn đạo hữu không lấy làm phiền sau khi tụng niệm một tiếng Phật hiệu, tăng nhân bình tĩnh hướng Hàn lập thi lễ nói: không dám, Thiên sư đại danh đỉnh đỉnh, Hàn mộ sớm đã ngưỡng mộ từ lâu. Hàn lập không dám chậm chế, vội vàng ôm quyền đáp lễ, ánh mắt ngưng trọng đánh giá cẩn thận vì tăng nhân trước mặt một chút, chỉ thấy đôi lông mày của đối phương trắng bạch, dài tầm nửa thước, da mặt nhăn nheo, mắt híp, tựa hồ ngay cả hai mắt cũng khó có thể mở to ra được. Ha ha, Hàn Đạo Hiếu, lão nạp cách đây không lâu được thích trưởng lão truyền tin biết một hai. Nghe nói đạo hữu chẳng những ngắn ngủi mấy trăm năm từ hóa thần kỳ tiến cấp tới hợp thể kỳ, mà còn là phi thăng tu sĩ đã từng đảm nhiệm một chức vị trong thanh minh vệ. Không biết những chuyện này có thật hay không? Kim Việt thiền sư cười nhẹ một tiếng, thẳng thắn hỏi một câu. Kim Việt đạo hữu thật là người thẳng thắn. Không sai, điều này xác thực không giả. Hàn mỗ coi như thu được chút cơ duyên, nếu không sao có thể đạt được như ngày hôm nay. Hàn lập hơi ngẩn ra nhưng ngay sau đó cười lớn, nói. Ha ha, phàm là có thể tuy luyện tới cấp độ chúng ta mà nói, không ai là không có chút đại vận khí trong người. Bất quá, đạo hữu chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà tu vi tăng tiến đến mức này, đúng là từ cổ chí kim không có được mấy người. Tăng nhân mặt đầy nếp nhăn, hiền hòa nói, hàn lập tự nhiên tỏ vẻ khiêm tốn, khách khí mấy câu. Nghe thích trưởng lão truyền tin, đạo hữu cũng không có ý tứ muốn gia nhập thiên uyên thành trưởng lão hội. Chuyện này thật là đáng tiếc, nếu không số trưởng lão phi thăng trong trưởng lão hội cũng chỉ còn mỗi não lạp rồi tăng nhân lời nói vừa chuyển bộ dáng rất là tiếc nuối nói một người tại hạ nhớ không lầm trong trường lão hội không phải là còn có lôi la chân nhân sao chẳng lẽ hàn lập nghe vậy liền ngẩn ra nói lôi la đạo hữu trong lúc gì tộc công thành đã vẫn lạc mà chết rồi tăng nhân thở dài cười khổ trả lời cái gì có chuyện này sao hàn mỗ chỉ biết là trường lão hội có hai vị đạo hữu vẫn lạc thật không nghĩ tới lại có lôi la đạo hữu ở trong đó Hàn Lập Cả Kinh, bộ dáng có chút ngoài ý muốn. Tăng nhân nghe vậy, mặt sắc nghiêm nghị, sau khi niệm mấy tiếng Phật hiệu mới tục nói. Mặc dù Đạo Hữu đã cự tuyệt yêu cầu của Thích trưởng lão nhưng lão nạp cũng là một thành viên trong số tu sĩ phi thăng, lão nạp lần nữa hướng Đạo Hữu yêu cầu gia nhập trưởng lão hội của bổn thành. Hàn Đạo Hữu hẳn là rất rõ ràng, số phi thăng tu sĩ chúng ta cùng tu sĩ bản địa có chút bất đồng, hơn nữa nhân số tu sĩ phi thăng trong Thiên Uyên thành cơ hồ chiếm tới 9 phần. Nếu có thêm đạo hữu gia nhập chắc hẳn tình cảnh của tu sĩ phi thăng tại bổn thành sẽ được cải thiện ít nhiều. Kim Việt Thiền Sư Bộ Giáng khuyên bảo, thần sắc ngưng trọng. chương 1765, hứa ra thượng. Nếu có thể được đạo hiếu cùng chấn thủ bảo vệ tộc quần lão nạp nghĩ là nhất định sẽ cải thiện được tình cảnh của không ít phi thăng tu sĩ Kim Việt Thiền Sư khuyên bảo nhiều như vậy, bất giác thần sắc ngưng trọng lại. Sau khi nghe qua, trên mặt Hàn Lập cũng trở nên nghiêm nghị vài phần, nhưng ánh mắt chấp động vài cái liền chậm rãi lắc đầu. Tuy hàn mỗ xuất thân từ phi thăng tu sĩ, và cũng nắm rất rõ tình cảnh của tu sĩ phi thăng, nhưng chuyện này thật sự không phải chỉ bằng sức lực của hai người chúng ta mà có thể cải thiện được đâu. Cho dù tại hạ có gia nhập trưởng lão hội đi nữa chắc chắn cũng sẽ không có tác dụng gì lớn, trái lại khiến cho quá nửa thành viên trong hội lâm vào cảnh phân tranh lẫn nhau. Đồng thời hàn mỗ tâm niệm từ những ngày mới bắt đầu bước vào con đường tu tiên, phải kiên trì tu tiên đột phá trường sinh. Tuy hiện nay đã tiến dai lên hợp thể, nhưng con đường phi thăng chân tiên thật sự vẫn còn quá xa, khó có khả năng lo nghĩ tới những việc khác nữa. Đạo hữu đúng là một tu sĩ khắc khổ, bần tăng vô cùng kính nể. Nếu đạo hữu đã hạ quyết tâm như vậy để đi theo chí lớn, lão nạp cũng sẽ không đề cập tới nữa. Hiện nay đạo hữu tiến nhập thiên uyên thành này, nếu có sự tình quan trọng thì bần tăng nguyện giúp đỡ phần nào vậy. Kim Việt thiền sư đã rõ ràng được quyết định của Hàn Lập, bèn thở dài một hơi cũng không nhắc lại lời mời nhập hội nữa. Đa tạ nhã ý của thiền sư. Lần này Hàn Mỗ vào thành chỉ cần mua một số tài liệu với xử lý một ít việc được người khác nhờ vã thôi Hàn Lập chấp hai tay lại khách khí trả lời. Ha ha, thì ra là thế. Bất quá nếu thật sự đạo hiếu cần giúp gì cứ việc đến tìm lão nạp, trong thiên uyên thành này bần tăng tin tưởng có thể hỗ trợ được phần nào Kim Việt thiền sư gật gật đầu. Hàn Lập nghe qua tự nhiên mở miệng cảm ơn không ngớt. Đoạn kế tiếp, Hàn Lập cùng vị Kim Việt thiền sư này không hề đàm luận chuyện phiếm, mà cùng nhau bắt đầu trao đổi một vài kinh nghiệm tu luyện tâm đắc hầu như đây là đề tài thảo luận hiển nhiên khi các tu sĩ hợp thể kỳ gặp gỡ nhau dù sao thì tu vi đạt được tới cảnh giới này như bọn họ cơ hồ như tu sĩ đã phải hao công tốn lực cả đời mới có thể đạt đến giới hạn cao nhất về phần có nghe phong phanh về tu sĩ đại thừa cùng độ kiếp kỳ thì căn bản chỉ là một chuyện khó mơ tưởng đến nhân tộc chỉ là một tộc rất nhỏ vì vậy trong cả tộc cũng chưa chắc có được một hai vị như thế cho nên dưới tình huống không có người chỉ điểm như vậy những hợp thể kỳ tu sĩ cũng chỉ còn cách cùng nhau trao đổi nhằm tháo gỡ vài gút mắt trong quá trình tu luyện. Vị kim Việt thiền sư này đã là tu sĩ hợp thể trung kỳ, bất quá chỉ còn cách cảnh giới hậu kỳ một bước chân nữa thôi, dĩ nhiên về tu luyện tâm đắc phải hơn xa vị thích trưởng lão hợp thể sơ kỳ kia rồi. Còn hàn lập một thân thần thông quảng đại, chỉ tính tới công pháp song tu pháp thể là phạm thánh chân ma công đã khó tìm được người tu luyện giống như thế, vì vậy trong quá trình tu luyện hiển nhiên có nhiều chỗ độc đáo hơn người. Trải qua một phen trao đổi, cả hai người đều cảm thấy thu được rất nhiều ích lợi, vậy mà không ngờ đã luận đàm qua hết một ngày một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Kim Việt Thiền Sư mới vui vẻ cáo từ. Hàn Lập vẫn ở lại đỉnh lâu tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Kế tiếp mấy ngày tới cũng không có thêm tu sĩ hợp thể nào ghé ngang qua, xem ra bọn họ không hẳn đều bận rộn hết, có khả năng nguyên do nhờ Kim Việt Thiền Sư chuyển lời lại cho biết hắn từ chối gia nhập trưởng lão hội, nên cũng không có ai lại làm chuyện dư thừa nữa. Trải qua 6 ngày sau, đến ngày thứ bảy thì rốt cuộc người hắn chờ đã sắp tới. Hàn Lập không cần đợi thị nữ vào bẩm báo, đã lập tức đứng lên rời khỏi tấm bồ đoàn, trực tiếp bay xuống. Vài thị nữ đang nhỏ giọng tán gẫu gì đó, vừa thấy thân hình Hàn Lập xuất hiện liền hoảng sợ cùng tiến lên chào hỏi. Hàn Lập khoát tay áo thản nhiên bảo, các người hãy ra ngoài trước, vị khách ta chờ đợi đã đến rồi, hãy mời nàng vào đây mau. Đám nữ tu trúc cơ kỳ vừa nghe Hàn Lập nói lập tức cung kính tuân lệnh, đi ra khỏi cửa hàn lập liền ngồi xuống trên chiếc ghế gia chủ quả nhiên một lát sau đi theo một gã thị nữ tiến vào chính là một nữ tử có khuôn mặt trắng noãn như ngọc bước đến dáng người thon dài mình vận cung trang lam sắc nàng này chính là vị hứa tiên tử ngày trước rõ ràng tu vi nàng đã tiến giai lên tới hóa thần kỳ quả nhiên là hàn tiến bối thật sự tiền bối đã tiến giai lên hợp thể kỳ rồi hứa tiên tử mở miệng nói lộ ra một tia nghi hoặc cơ hồ khuôn mặt hàn lập không hề thay đổi trong suốt mấy trăm năm qua nữ tử chỉ cần liếc mắt qua một cái liền nhận ra chắc chắn là Hàn Lập, vội vàng chỉnh đốn trang phục rồi thi lễ. Năm đó Hàn Lập đối với nữ tử này vốn là hậu nhân của băng phách tiên tử từng có chiếu cố qua, đôi khi trong quá trình tu luyện cũng có chỉ điểm phần nào. Nàng này đối với Hàn Lập luôn luôn cung kính, trong thâm tâm cũng có chút cảm kích. Cho nên lúc mới vào thành không bao lâu, nghe đại hán thanh minh vệ cùng lão già dâu ngắn nói qua, hiện tại Hàn Lập đang ở thiên uyên thành và có việc cần gặp nàng, vì vậy lập tức đến ngay tụ tiên các. Đương nhiên liên quan đến sự tình Hàn Lập tiến giai lên hợp thể, sau khi nghe qua nàng cũng rất kinh sợ và giật mình không thua gì lão già họ Nhạc. Sự việc này nếu xảy ra đúng như vậy thì thật là hết chỗ nói, nhưng chính nàng vẫn chưa thấy tận mắt, nên trên đường đến đây cứ mãi nghi vấn không thôi. Hiện tại vừa gặp mặt liền cảm ứng ngay hơi thở cường đại của Hàn Lập, tự nhiên trong lòng nàng không còn chút nào hoài nghi, lúc này vừa mừng vừa sợ vội vàng chắp tay ra mắt Hàn Lập. Đạo hữu không cần đa lễ, ta cùng tiên tử cũng xem như là người quen cũ hãy ngồi xuống nói chuyện đi Hàn Lập mỉm cười với vị hậu nhân này của băng phách tiên tử. Vãn bối xin tuân lệnh hứa tiên tử thoáng có chút trần trừ, sau đó liền cung kính nghe theo. Nàng ngồi xuống chiếc ghế còn trống bên cạnh Hàn Lập, lúc này thị nữ dâng lên khai trà, bên trong có hai chén linh trà tỏa mùi thơm ngăn ngát. Tất cả lui ra đi, không có lệnh của ta, không được cho ai tiến vào Hàn Lập phân phó với tên thị nữ. Vâng, thị nữ ứng thanh tuân lệnh, kính cẩn lui ra ngoài. Lúc này Hàn Lập mới phất nhẹ tay áo vào cánh cửa nhất thời cổng lớn của tòa lầu chợt lóe quầng hào quang trắng sáng kế tiếp chậm rãi tự khép cửa lại đồng thời bốn phía trên vách tường không ngừng chấp động một tầng thanh quang tòa lầu lập tức được phát động cấm chế tạo nên một tầng ngăn cách với gian đại sảnh lam sam nữ tử thấy tình hình như vậy liền dùng mình trên mặt cũng hiện lên vài phần ngưng trọng nếu không có chuyện bí ẩn cần phải bàn bạc đương nhiên chẳng ai rãnh hơi làm những việc thừa thải này hứa đạo hiếu lúc này ta cần tìm ngươi chẳng qua là muốn hỏi rõ ràng một chuyện tổ tiên của đạo hữu có phải thật sự là băng phách tiên tử không? Hàn lập nghiêm sắc mặt hỏi, băng phách tiên tử quả đúng là tổ tiên của vãn bối, vãn bối tuyệt không dám hư ngôn hứa tiên tử thoáng ngẩn ra, nhưng không trần trừ mà đáp ngay. Tốt, nếu như vậy, đạo hữu có lẽ cũng biết được nơi ở của băng phách tiên tử tiền bối chứ. Ta có một chuyện, cần phải đích thân gặp mặt tiền bối một phen hàn lập thở nhẹ ra một hơi chậm rãi nói. A, à, gặp mặt tổ tiên à, vị nữ tử này nãy giờ còn đoán giả đoán non, hiện giờ không khỏi ngạc nhiên sao vậy không lẽ đạo hữu cũng không biết lệnh tổ ở đâu sao hàn lập nhướng mày tuy rằng vãn bối được truyền thừa huyết mạch từ tổ tiên nhưng từ lúc được sinh ra tổ tiên đã sớm mất tích suốt mấy vạn năm trước rồi bất quá đã từng nghe qua trưởng bối trong tộc đề cập lúc ấy tổ tiên cũng vừa mới tiến giai lên hợp thể cảnh giới thậm chí cũng được lời mời từ thiên uyên thành trưởng lão hội sau đó trong một lần ra ngoài từ đó về sau không còn nghe tung tích nữa hứa tiên tử cười khổ nói thì ra là thế, nếu là như vậy, thật sự cũng khó có biện pháp khác. Hậu nhân của băng phách tiên tử tiền bối ngoại trừ hứa đạo hữu ra, không biết còn có những người nào khác nữa không? Hàn lập thoáng trầm ngâm lại dò hỏi, không dám dối gạt tiền bối, đã nhiều năm trôi qua trước đây, tổ tiên băng phách tiên tử vốn chỉ truyền có mỗi một mạch hậu nhân, hiện giờ đã bị chia làm mười mấy chi lớn nhỏ bất đồng rồi. Thậm chí trong đó còn có người dựa vào công pháp của tổ tiên lưu lại mà kiến tạo ra hai tiểu tông môn, nhưng nếu nói về huyết mạch truyền thừa, chắc chắn hứa ra chúng ta đích thực là huyết mạch hậu nhân chính thống nhất, ngay cả toàn bộ gia tộc từ xưa đến nay cũng đều được truyền thừa trực tiếp từ tổ tiên sau một lúc trần trừ suy nghĩ, do cảm giác được hàn lập dường như có chút quan hệ sâu xa gì đó với băng phách tiên tử, nên nàng này cũng không ngần ngại nói thẳng ra. Vậy gia tộc hứa ra hiện tại do ai làm chủ, có phải chính là đạo hữu không? Hàn lập bỗng nhiên cười hỏi, tiền bối nói đùa rồi, đương nhiên là không phải, Tuy rằng hứa ra chúng ta không phải là một chân linh thế gia, nhưng ở trong thiên nguyên cảnh cũng có chút danh tiếng. Tộc trưởng hiện nay chính là gia phụ, ngoài ra trong tộc còn có vài vị thúc tổ nữa hứa tiên tử có chút do dự liền mở miệng nói. Ánh mắt hàn lập chấp động vài cái, tay vân vê cầm rồi nhẹ nhàng cười. Nếu như vậy có thể ta sẽ tới quý gia tộc để bái kiến lệnh tôn vậy, đạo hữu không có ý kiến gì chứ. Nếu tiền bối nguyện ý ghé thăm hứa ra, đương nhiên đây chính là vinh hạnh của gia tộc. Chỉ có điều, hàn tiền bối có thể tiết lộ một chút sự tình bên trong được không? Nữ tử sợ run một hồi lâu mới có chút do dự hỏi ra một câu. Ha ha, ngươi không cần lo lắng làm gì, chẳng qua là ta được người nhờ vã, phải chuyển giao một vật cho băng phách tiên tử đạo hiếu, hoặc hậu nhân trực hệ huyết mạch của nàng. Nếu hiện tại hứa ra các ngươi chính là một chi rất gần với băng phách tiên tử, ta sẽ lập tức đích thân giao vật ấy cho tộc trưởng hứa ra hàn lập cũng không có ý gì thản nhiên trả lời. Thật sự có chuyện này à? tiền bối có thể nói rõ cho vãn bối được biết đó là người nào nhờ chuyển tới hay không? Hắc hắc, chắc chắn hứa đạo hữu không thể biết người đó đâu. Có lẽ hầu hết những người trong hứa ra cũng không ai nhận ra đâu hàn lập lắc đầu nói. Nếu đã như vậy, vãn bối nguyện dẫn đường mời tiền bối tới hứa ra một chuyến. Vừa lúc ta mới hoàn thành xong nhiệm vụ tuần tra bên ngoài nên có thể nghỉ ngơi hơn nửa năm. Hứa ra chúng ta ở ngay tại thiên nguyên cảnh, bọn ta cũng có thể mượn truyền tống pháp trận sử dụng vài lần nữ tử nghe qua, Sắc mặt có chút âm trầm bất định, một hồi lâu sau mới có được quyết định. "Ha ha, Hứa đạo hữu đã khẳng khái đồng hành cùng với ta một chuyến đương nhiên là rất tốt, Hàn Lập cũng không cảm thấy có gì bất ngờ, khóe miệng mỉm cười nói. Vậy vãn bối quay về động phủ chuẩn bị một chút, hai ngày sau sẽ cùng tiền bối xuất phát nhé." Hứa tiên tử đã rõ ràng mọi chuyện liền đứng lên rồi cung kính hỏi Hàn Lập. "Hàn Mộ không cần chuẩn bị thêm gì nữa, lúc nào cũng có thể lên đường." nếu hứa đạo hữu đã bảo hai ngày thì hai hôm sau gặp lại đi Hàn Lập thoáng cân nhắc cũng gật đầu đồng ý. chương 1766, Lưỡng Tộc Đại Thừa Nếu tiền bối không có ý kiến gì, vãn bối nhất định sẽ tới đúng hẹn cùng tiến bối tập trung trong thành. À còn nữa, vãn bối tên thật là hứa thiên vũ, từ nay về sau có thể gọi thẳng tên đấy của vãn bối là được. Ở trước mặt tiền bối, vãn bối ngàn vạn lần không dám tự xưng hai chữ tiên tử đâu hứa thiên vũ nhất thời cúi đầu kính cẩn nói. Ha ha, Thiên vũ đạo hữu không cần phải khách khí như thế hàn lập nghe được có chút ngẩn ra, nhưng lập tức lắc đầu cười cười. Sau đó nàng này cũng không ở lại thêm, chẳng bao lâu liền cáo từ hàn lập rời đi. Mặc dù có hai ngày để chuẩn bị, đồng thời động phủ cũng ở gần thiên uyên thành, nhưng chỗ gần nhất đi nữa cũng phải mất khá nhiều thời gian di chuyển, nên vị tiên tử thiên vũ này cũng không dám quá mức chậm trễ. Còn hàn lập lại chạy một chuyến tới chỗ ở của mấy người nho sinh, đem đi những tài liệu đã thu mua được, rồi tiếp tục đưa thêm một danh sách khác cho bốn người đó. Kế đó hắn quay về tụ tiên các rồi ở suốt trong đó không hề rời khỏi lầu một bước. Cơ hồ cùng lúc này, trong một điện phủ thần bí ở Thiên Uyên Thành, có năm sáu tên tu sĩ đang tập trung bàn bạc đại sự cực kỳ bí ẩn. Nói như vậy người này không hề có ý muốn gia nhập Thiên Uyên Thành rồi một lão giả vận áo bảo trắng, có khuôn mặt mịn màng, đầu tóc bạc phơ, nhăn tít cặp chân mày nói. Cốc trưởng lão, lão phu đã hết sức khuyên mời, nhưng vị hàn đạo hữu này là một tu sĩ khắc khổ, quyết một lòng theo đuổi thiên đạo, một chút ý tứ gia nhập bất kỳ thế lực nào cũng không có một vị lão tăng thân mặc áo cả sa kim sắc thở dài trả lời. Vị đó đúng là Kim Việt Thiền Sư, mà vô luận là lão giả áo bào trắng hay mấy người khác ở đây, ai cũng đều có khí thế bất phàm, rõ ràng đều cùng là những tu sĩ hợp thể kỳ có tu vi tương đương với Kim Việt Thiền Sư. Đương nhiên mấy vị kia cũng đều là trưởng lão của Thiên Uyên Thành này. Nếu như vậy, chẳng phải thực lực của bản thành bị giảm xuống đáng kể sao, không lẽ trưởng lão hội không thể bổ sung cho đủ 10 người à? Ở thời điểm trước khi đại chiến ngoại tộc lần đó, trưởng lão hội chúng ta chẳng những có đầy đủ 10 vị, thậm chí còn có ngân quang đạo hữu chính là vị trưởng lão dự khuyết mà chưa công khai cho người ngoài biết rõ. Hiện tại xem tình hình thế này của thiên uyên thành, một khi tai họa chân ma kéo đến, lúc đó ma tộc tất sẽ xem bản thành là nơi trọng điểm để tiến đánh, khi đó chẳng phải sẽ cực kỳ bất ổn hay sao. Cái loại sự tình như vậy rõ ràng trước giờ chưa từng gặp phải mà một gã đại hán hắc bào, sắc mặt vàng sập, lạnh lùng nói một câu. Vô dụng thôi, hiện tại cho dù là phách hoàng thánh hoàng hay là bảy vị yêu vương của yêu tộc cũng không thể phái ra thủ hạ hợp thể kỳ để gia nhập thiên uyên thành được ai cũng rõ sắp tới ma giới hàng lâm đã không còn cách nào tránh khỏi có lẽ sự tình này sẽ xảy ra trong vòng ngàn năm tới mọi người đang bắt đầu tập trung lực lượng trước mắt ai cũng muốn bảo vệ bản thân mình dù sao mỗi lần ma kiếp giáng xuống tuy rằng diễn ra rất nhanh chỉ cỡ trong vòng trăm năm thôi nhưng thông thường trong số tam hoàng cùng thất yêu vương sẽ gặp họa sát thân gần phân nữa tất nhiên bọn hắn không hề muốn tái diễn lại cảnh đó kim việt thiền sư trả lời có vẻ bất đắc dĩ kim việt đạo hiếu ngươi thực sự có thể khẳng định tình hình ma giới trong vòng ngàn năm sẽ trùng khớp ứng với linh giới không một nữ tử mang chiếc mặt nạ bạc tóc đen nhánh cũng bỗng nhiên mở miệng có điều thanh âm rất êm dịu tuyệt đối không sai không riêng gì mật tin từ trong thánh đảo truyền ra báo động trước mà ngay cả mạc giản ly đại nhân cũng đích thân dùng tinh bàn mạo hiểm tiến nhập chân ma giới một chuyến Kết quả phát hiện rõ cổ ma trong ma giới đang tiến hành chuẩn bị một cuộc chiến quy mô lớn, đồng thời tìm cách xâm nhập tấn công linh giới chúng ta. Đáng tiếc mặc tiền bối vẫn chưa kịp điều tra rõ ràng đã bị một gã thánh tổ ở ma giới phát hiện ra, bất đắc dĩ mới buộc phải quay trở về linh giới. Xem tình hình này thì có khả năng không tới ngàn năm, thậm chí chỉ khoảng vài trăm năm nữa ma giới có thể sẽ tiến hành xâm lấn. Địa phận hai tộc nhân yêu chúng ta cùng với vài tộc xung quanh đều nằm trong khu vực xâm nhập của ma giới, Đại kiếp nạn lần này khẳng định là khó tránh khỏi khóe mắt Kim Việt Thiền sư khẽ giật vài cái, liền âm trầm nói: "Nếu Thánh Đảo và Mạc đại nhân đã bảo thế, sự việc đó chắc chắn sẽ không sai." Nói như vậy, có lẽ Tam Hoàng, Thất Yêu Vương cùng những thế lực lớn khác có thể cũng đã nhận được tin tức tương tự, vì vậy bọn họ mới không chấp nhận bổ sung thêm người vào trưởng lão hội Thiên Nguyên Thành chúng ta lão giả áo bảo trắng Vân Vê tròn dâu, hai mắt nhíu lại hoài nghi. "Khẳng định là như vậy, nếu trong lúc ma kiếp xảy ra, cả hai mộc tộc cùng quỷ dạ xoa tộc cũng sẽ tương tự cũng gặp tai họa khu vực, nên bọn chúng chỉ biết co cụm lại thực lực tuyệt đối sẽ không thể hợp lại công phá hai tộc chúng ta, tất nhiên bọn chúng cũng phải tự biết, không nên vô duyên cớ lại làm cho thực lực chính mình bị suy yếu đi, tốt nhất là phải tự bảo vệ bản thân mình trước. Dù sao thì cấm chế vòng bảo hộ của hai tộc chúng ta thật sự chẳng có hiệu quả chút nào với lực lượng xâm lấn của ma giới. Lúc trước, khi kiến tạo tam cảnh thất địa, vốn cũng đã tính tới ứng phó ma kiếp kéo đến vài vạn năm xảy ra một lần kỳ thật sau đợt bị ngoại tộc công thành lần trước chẳng những không có hợp thể kỳ trưởng lão nào gia nhập thêm vào bản thành nữa mà đến vệ sĩ cấp luyện hư và hóa thần cũng chưa bổ sung thêm chính thức lần nào hiện tại những thủ vệ chỉ toàn là do trưởng lão hội chúng ta tự đảm nhiệm tuyển nhận cả nữ tử mang mặt nạ nói chuyện bình tĩnh trong lần thiên uyên thành chúng ta bị ngoại tộc công thành đã hao tổn không ít nguyên khí hiện tại còn chưa có người bổ sung vậy chỉ có thể tự tìm cách bảo vệ chính mình có thể sắp tới sẽ bắt đầu chủ động bồi dưỡng lực lượng để chuẩn bị đối phó ma kiếp mà nghĩ lại thật khó tưởng tượng nổi, không ngờ trong đợt ma kiếp lần trước, lại có thể xuất động toàn lực nhân thủ chủ động bao vây tiểu trừ ma tộc một thiếu phụ mái tóc tựa như tử sắc hỏa diễm, bỗng nhiên chân mày hơi nhíu liền nói. Hiện tại cũng không còn cách nào, trải qua nhiều lần ma kiếp đáng sợ, rõ ràng đối với người tu tiên bọn ta thật sự chính là một hồi đại kiếp nạn. Cũng may là ma tộc không có hứng thú với phạm nhân vốn chẳng có chút linh lực nào, bọn chúng chỉ liều mạng cướp đoạt tài nguyên linh giới và thảm sát những người tu đạo mà thôi, dù sao cũng còn đỡ hơn đám cổ thú ở xung quanh đây, đồ sát luôn cả phàm nhân. Nếu không cứ cách vài vạn năm lại xuất hiện một lần ma kiếp như vậy, chỉ sợ là hai tộc nhân yêu chúng ta đã sớm bị xóa tên trên linh giới rồi lão già vận áo bảo trắng âm trầm sắc mặt nói. Hừ, cũng chẳng phải là ma tộc có hảo tâm gì, chẳng qua là bọn chúng cố ý lưu lại những phàm nhân được ví như cừu non này, cái đó tạo cơ hội cho người tu tiên tiếp tục được sinh sôi nãy nở, rồi sau này lại lâm vào ma kiếp để cho bọn chúng tiếp tục tàn sát đối với những người tu luyện có chút thành tựu mà nói thì dù là yêu đan hay nguyên anh cũng đều là thuốc bổ tốt nhất cho ma tộc kim việt thiền sư chậm rãi nói nhưng trong ánh mắt thoáng hiện tia hàn quang hơn nữa chúng ta vốn có chút hít tài nguyên nên hai tộc không cam tâm buông bỏ linh giới được nếu không chỉ cần cho người tập trung sản ở một chỗ rồi chờ tới đúng ngày bị tấn công liền lập tức rời xa linh giới bằng cách trốn vào ma giới để bảo toàn nguyên khí tử phát thiếu phụ nói ra có chút bất đắc dĩ lúc này ma kiếp sắp kéo tới Tất nhiên các thế lực khác cũng sẽ có những tính toán riêng, Thiên Uyên Thành chúng ta cũng khó đòi hỏi được gì, chỉ còn cách làm theo dự tính ban đầu thôi. Theo đó, trong ngày đầu tiên xảy ra tranh đấu, hãy đem hết những tòa thành trì cũ kỹ mà hủy bỏ cấm chế đi, rồi chuyển những phàm nhân trong tộc gần đó lưu trú vào trong những tòa thành thị to lớn. Mặt khác điều động đám tu sĩ thông thạo công pháp thuộc tính thổ, tiến hành xây thêm vài tòa thành trống không để sản trước mắt chúng ta cũng chỉ có thể tương trợ đối với phàm nhân ở một vài khu vực xung quanh mà thôi ngón tay bạch bào lão giả khẽ nhịp xuống ghế, ánh mắt chợt lóe lên rồi nói. Thời gian chấm dứt ma kiếp càng sớm càng tốt, nhưng cũng nên sớm chuẩn bị cho ổn thỏa. Tuy rằng chúng ta dựa vào cấm chế pháp trận, nhưng tốt nhất vẫn nên tuyển mộ thêm nhiều thủ vệ cao giai tu sĩ. Dù sao trong trận đại kiếp nạn này, chỉ cần bọn ta có thể chống đỡ được mấy đợt công kích mãnh liệt thôi, quan trọng nhất là lúc mới bắt đầu mới bùng nổ tranh đấu lúc đó ma tộc cũng sẽ không liều mạng mà tiến sâu vào cố gắng tạo nên tình huống rằng co là được a à, bảo đạo hiếu trong tộc của ta mấy trăm năm sắp tới khó có người nào sẽ tiến dai lên hợp thể kỳ ta muốn nhờ đạo hiếu để ý giúp xem trong yêu tộc các ngươi có ai sắp đột phá bình cảnh tiến vào hợp thể không bạch bào lão giả vừa đổi tay bỗng nhiên hướng về phía đại hán mặt vàng sậm nói không thành vấn đề trong tộc của các vị đại vương yêu tộc của chúng ta đích xác dưới trướng có mấy tên có thiên phú kinh người rất có hy vọng sẽ sớm tiến giai lên hợp thể đại hán kim sắc gật đầu, trầm giọng đáp. Nói đến chư vị đồng đạo của yêu tộc, cốc mỗ có một câu không biết có nên hỏi ngân quang đạo hữu không? Bạch bào lão giả thoáng do dự một chút, rồi hướng về phía nữ tử mang mặt nạ hỏi một câu. Thiếp thân cùng cốc huynh đã có giao tình nhiều năm như vậy, có chuyện gì mà không hỏi được chứ nữ tử mang mặt nạ hơi lấy làm lạ trả lời. Nếu tiên tử đã bảo thế, lão phu liền nói thẳng ra vậy không biết hiện tại ngao khiếu tiền bối của quý tộc vẫn mạnh khỏe chứ? Bạch bào lão giả ngóng nhìn nữ tử, chậm rãi hỏi qua. Ô, ta cứ tưởng là chuyện gì, thì ra cốc huynh quan tâm tới sự tình của khao khiếu lão tổ tông. Ta không hiểu tại sao ở nơi đây, vốn đâu chỉ có mỗi mình ta là trưởng lão yêu tộc đâu, vì sao lão hữu lại tìm đúng thiếp thân để hỏi vậy? Nữ tử mang mặt nạ vốn đang sừng sốt, nhưng chuyển ánh mắt nhìn lướt qua hắc bào đại hán rồi khẽ cười nói ra. Ngân quang tiên tử đã biết rõ lại còn cố ý hỏi vậy. Tuy rằng xuất thân của tiên tử vốn không phải ở ngân nguyệt lang tộc, nhưng cũng có chút quan hệ với ngân nguyệt lang tộc mà, năm xưa cũng đã từng bái làm môn hạ của ngao khiếu tiền bối cả ngàn năm. Cho nên ta nghĩ muốn hỏi thăm tình hình gần đây nhất của ngao khiếu tiền bối, đương nhiên ở đây chỉ có đạo hữu rõ ràng nhất mà thôi hắc bảo đại hán nhíu chân mày lại, thản nhiên nói. Yên đạo hữu bảo thế không sai chút nào, không dám dối gạt ngân quang đạo hữu, từ hơn 3.000 năm trước, từng trông thấy qua một lần ngao khiếu tiền bối xuất hiện ở cự vân sơn, từ đó về sau ta không còn nghe bất kỳ tin tức nào nữa. Trước mắt ma kiếp sẽ giáng xuống, thân là một trong hai vị đại thừa kỳ của hai tộc nhân yêu, chắc chắn ngao khiếu tiền bối khó tránh khỏi lo lắng bạch bào lão giả thận trọng hỏi. Vừa nghe qua lời nói của lão già, mấy người khác cũng đều chấp động ánh mắt, nhìn về phía nữ tử mang mặt nạ, hiển nhiên cũng quan tâm giống như vậy. Còn nữ tử đó, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tia do dự, sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ trả lời. Ta biết chư vị lo lắng chuyện gì rồi, đích xác hai tộc nhân yêu chúng ta dù cho trải qua thời gian dài sinh sống yên ổn trên linh giới này, cũng không có mấy người có thể vượt qua trên 20 lần đại thiên kiếp. Thế mà mấy người năm trước lão tổ tông đã đổ qua lần đại thiên kiếp thứ 21, do đó không ít đạo hữu đều lấy làm lo lắng. Dù sao hai tộc chúng ta còn có lão tổ tông cùng với Mạc Tiền Bối chính là những tồn tại trụ cột, mới có thể giúp cho hai tộc có thể bảo trụ an ổn từ trước tới giờ các vị đạo hiếu hãy yên tâm, lão tổ tông ngao khiếu vẫn chưa lần nào gặp rủi ro trong các kỳ đại thiên kiếp cả, chỉ có điều do lần độ kiếp này bị hao tổn nguyên khí nên sau đó vẫn phải bí mật bế quan. Thật sao, hắc bào đại hán nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, đều là trưởng lão của yêu tộc, nên tự nhiên hắn so với đám người bạch bào lão giả càng thêm quan tâm đến vị lão tổ đại thừa kỳ này của yêu tộc. Bạch bào lão giả cùng với đám tăng nhân đồng thời thở dài nhẹ nhõm. Mấy năm trước đây, Dường như Linh Lung tiên tử đã luôn theo sát bên cạnh lão tổ từ vài trăm năm trước. Nghe nói tiến trình khôi phục của lão tổ hết sức thuận lợi, hẳn là không lâu sau đó đã có thể hồi phục pháp lực mà xuất quan rồi nữ tử đeo mặt nạ khẳng định nói ra. Chương 1767, hứa ra hạ. Linh Lung tiên tử chẳng lẽ chính là phi tử của Thiên Khuê thần lang mới trở về từ hạ giới à? Nghe nói vị Linh Lung đạo hữu này chẳng những là hậu nhân chính thống của Ngao Khiếu tiền bối, mà còn được lang vương hết mực sủng ái phải không? Tử phát thiếu phụ mặc dù là tu sĩ nhân tộc, nhưng có lẽ tựa hồ biết rõ chuyện này nên hỏi qua có chút kinh ngạc. Không sai, đúng là vị linh lung đạo hữu này. Năm đó lúc nàng mới từ hạ giới phản hồi về linh giới, tu vi còn chưa tới được hóa thần hậu kỳ, nhưng trong lần gặp mặt lúc trước cũng đã tiến dai lên luyện hư trung kỳ đỉnh phong rồi, trông có vẻ không bao lâu nữa sẽ đột phá vào hậu kỳ cảnh giới. Nói không chừng, trước khi ma kiếp hàng lâm sẽ lại có cơ hội tiếp tục đột phá. Dù sao thì cũng do thiên tư của nàng lúc trước ở Ngân Nguyệt lang tộc đã rất có danh tiếng, nếu không phải do bị giam cầm quá lâu ở hạ giới, có lẽ hiện tại cũng đã gia nhập vào nhóm bọn ta rồi nữ tử mang mặt nạ thở dài một chút rồi nói. Cho dù tư chất như thế nào đi nữa, chỉ cần được ở bên cạnh ngao khiếu tiền bối tu luyện vài trăm năm, hiển nhiên tu vi cảnh giới sẽ được đột phá tiến giai như vậy có thể thấy được thần thông của ngao khiếu tiền bối rất quảng đại. Nhưng lạ một việc, nàng đó chính là sủng phi của lang vương, vậy tại sao ngao khiếu tiền bối lại dẫn theo linh lung đạo hữu bên cạnh, không lẽ ngao khiếu tiền bối cố ý làm như vậy là còn có tính toán gì khác sao? Tử phát thiếu phụ đối với chuyện này rất lấy làm hứng thú, lại truy vấn thêm vài câu. Việc này thiếp thân cũng không rõ ràng lắm, nhưng mơ hồ có nghe được người trong tộc bàn tán, dường như lần đó linh lung tiên tử thoát khỏi hạ giới thì thiên khuê đạo hữu lúc đó lại bỗng nhiên khó chịu gì đó. Chính ngao khiếu tiền bối đã chủ động dẫn linh lung đạo hữu mang đi, có lẽ do linh lung tiên tử bị nhốt từ rất lâu dưới hạ giới vậy mà lang vương cứ mặc kệ không đoái hoài tới nên không chừng vì thế cảm thấy bất mãn mà dẫn đi nữ tử mang mặt nạ trần trừ một chút mới nghi ngờ phỏng đoán tốt rồi nếu ngao khiếu tiền bối vẫn bình thường thì chúng ta cũng không cần để ý tới sự tình của đạo hữu khác làm gì nữa kế tiếp nên thảo luận một chút về việc sứ giả của giả xoa tộc với một tộc rất có khả năng hai tộc này cũng vì ma kiếp nên mới phái người đến đây bạch bào lão giả bỗng nhiên mở miệng đề cập đến chuyện khác những người nọ nghe qua vẻ mặt giật mình, lập tức tập trung lắng nghe. Cứ như vậy thời gian từ từ trôi qua, các vị trưởng lão thiên uyên thành nghị luận ở đó ước chừng nửa ngày, cuối cùng mới giải tán. Hai ngày sau, tại thiên uyên thành, đột nhiên một tòa truyền tống pháp trận chất sáng lên, hai đạo nhân ảnh ở trung tâm pháp trận chợt lóe lên rồi biến mất dạng. Cùng lúc đó, tại điện phủ trong một tòa thành thị to lớn khác cách thiên uyên thành rất xa, bỗng nhiên nổi lên âm thanh vù vù. Trên tòa truyền tống pháp trận được canh gác kỹ càng, đột nhiên phóng lên luồng bạch quang. Vài tên giáp sĩ đứng ở gần đó vốn đang nói chuyện với nhau, nhất thời cả kinh đều quay đầu ngó qua. Tuy rằng truyền tống pháp trận trong thành rất được nhóm cao tầng coi trọng, thông thường cũng phái ra nhiều thủ vệ canh gác vô cùng chặt chẽ. Nhưng chi phí cho mỗi lần truyền tống rất đắt, đúng là cái giá trên trời, vì vậy rất ít người nguyện sử dụng truyền tống trận này, trong một năm cũng chỉ có thể thấy qua vài lần mà thôi. Tất nhiên mỗi lần vận dụng truyền tống pháp trận khó có khả năng là tu sĩ tu vi thấp. Cho nên vài tên tu sĩ kết đan kỳ vừa thấy ngay trung tâm pháp trận hiện ra hai đạo nhân ảnh, lập tức đứng thẳng người lên, biểu hiện tỏ vẻ hết sức cung kính. Đây có phải là phong lâm thành không? Từ trong truyền tống trận đi ra một thanh niên nam tử, sau khi đảo mắt qua một vòng liền hướng về phía một tên giáp sĩ thản nhiên hỏi. Khởi bẩm tiền bối nơi đây đúng là phong lâm thành, rất hoan nghênh tiền bối đã đến bản thành. Giáp sĩ được hỏi nghiêm cần trả lời mấy tên kia đã sớm dùng thần niệm đảo chia hai người trước mặt, căn bản không thể nhìn ra được tu vi nông sâu, nên tự nhiên không dám lơ là chút nào. Nếu đây đúng là phong lâm thành thì tốt rồi thanh niên hơi cười cười, liền không ngó tới mấy tên giáp sĩ này, dẫn theo một nữ tử da đẹp như ngọc đi ra từ pháp trận, rồi thẳng theo cửa lớn mà đi. Hai người bọn họ hẳn nhiên chính là Hàn Lập cùng với hứa tiên tử vốn vừa trực tiếp truyền tống từ thiên uyên thành đến đây. Tuy rằng hứa ra chẳng phải ở ngay trong phong lâm thành, nhưng thành thị được truyền tống này cách rất gần với hứa ra. Hai người hàn lập xuyên qua mấy tầng thủ vệ, rốt cuộc ra khỏi truyền tống đại điện. Kết quả, trước mắt hiện ra một quảng trường thật lớn được lát bằng đá tảng. Quảng trường này bài trí hết sức đơn giản, ngoài trừ những khối đá xanh cực lớn ra chẳng có gì đáng chú ý cả. Nhưng bốn phía xung quanh quảng trường có chỗ hơi giống với kiến trúc của các điện phủ khác, gần đó ngoại trừ vài đội giáp sĩ tuần tra qua lại, cũng không thấy tu sĩ nào khác. Hàn lập thả thần niệm ra xa, thần sắc thoáng động. Không ngờ quảng trường này lại được kiến tạo trên sườn núi cao cả trượng nằm bên trên một ngọn núi, ở bốn phía chân núi đầy dãy những phòng ốc giống nhau đồng loạt sắp xếp chỉnh tề. Hàn Lập quay đầu lại, nhìn lướt qua đỉnh núi, trên đó xây dựng một tòa cung điện loại nhỏ, chẳng những bề ngoài hoa lệ dị thường, mà bên trong mơ hồ còn có vài đạo hơi thở đều có tu vi luyện hư kỳ. Xem ra mấy người đó chính là cao giai tu sĩ phụ trách thành này. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, lập tức thu lại thần niệm. Tiếp theo sắc mặt không chút thay đổi, tay áo thoáng động kế đó từ trên người bay ra một quầng hào quang màu xanh, bao bọc lấy cả nữ tử đứng bên cạnh, lập tức hóa thành một đạo kinh hồng phá không rời đi. Ngay trong gian đại sảnh của cung điện trên đỉnh núi, có ba gã tu sĩ luyện hư kỳ đang ngồi trên một bàn dài bầy biện vô số linh tử và thức ăn, cả nhóm đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Nhưng một lát sau, cả bọn đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều chấp lên vẻ giật mình. Sao thế này, vừa rồi có một cỗ thần niệm thật cường đại quét qua, vị tiền bối hợp thể này đột nhiên tới bản thành để làm gì vậy? Một lão già thì thào tự nói, dựa theo cường độ thần niệm bậc này, chỉ sợ đúng là tu sĩ hợp thể kỳ đã truyền tống tới bản thành, không rõ là chư vị thánh hoàng đại nhân hay là trưởng lão thiên uyên thành nữa một trung niên nam tử trang bị một bộ bạch giáp kín mít, cũng có chút kinh nghi nói. Theo ta được biết, mấy vị đại nhân bên cạnh thánh hoàng vẫn còn bận rộn ở thiên nguyên thánh thành để chuẩn bị đại sự, vì vậy khó lòng phân thân đến bản thành được. Chắc hẳn là một vị trưởng lão thiên nguyên thành thì phải. Tên tu sĩ thứ ba là một gã thanh niên tóc vàng, thốt ra câu nói có vẻ chắc nịch. À, nếu vậy là trưởng lão Thiên Nguyên thành rồi, có thể không định dừng lại ở bản thành, xem ra bộ dạng rất vội vàng, bọn ta cũng không cần đến bái kiến làm gì." Lão già thở dài ra một hơi, trên mặt thần sắc từ từ biến đổi. Dù sao Phong Lâm thành này cũng bị coi là một nơi hẻo lánh trong thiên nguyên cảnh, không biết vị trưởng lão Thiên Nguyên thành đó tới đây để làm gì nữa. Bạch Giáp trung niên nam tử tựa hồ có chút bất an. "Hắc hắc." những tồn tại hợp thể kỳ như vậy vốn suốt quỷ nhập thần, chỉ cần không phải nhắm vào bọn ta, cũng không cần phải xen vào việc của người khác. Ta thật mong vị tiền bối này lập tức rời xa bản thành càng sớm càng tốt thanh niên thần sắc giữ tợn nói. Nói thế cũng không sai, bất quá phải dặn dò đám hạ nhân bên dưới, trong khoảng thời gian này mọi thứ đều phải làm cho cẩn thận, đừng gây ra bất kỳ phiền toái gì cho đám huynh đệ chúng ta là được lão già lại cực kỳ bình tĩnh, thoáng nghĩ qua một chút liền ngưng trọng nói. Đại ca nói vậy rất có lý, cho dù không phải mấy vị đại nhân của thánh thành kia đi nữa, tuy bọn ta không chịu sự quản chế của thiên uyên thành, nhưng đối với tồn tại hợp thể kỳ, cẩn thận một chút cũng chẳng sao bạch giáp trung niên nghe vậy, liên tục gật đầu. Ba người này lại một phen nói chuyện với nhau, thông qua lời nói có thể cảm nhận được bọn họ vốn có hành động không được minh bạch lắm, dường như là sợ người khác biết được chuyện mình đang làm vậy. Ở bên kia, bản thân Hàn Lập đương nhiên không biết chỉ vì mình truyền tống một phen, vậy mà khiến cho ba vị chính phó thành chủ cảm thấy có tật giật mình hắn dựa theo lời chỉ dẫn của hứa thiên vũ sau khi ra khỏi phong lâm thành liền chạy như bay một mạch về hướng nam cũng thông qua lời nàng này đã nói tuy rằng nơi đây chính là thành thị gần nhất với hứa gia thế nhưng khoảng cách đến nơi cư trú chính thức của hứa gia còn cách xa hơn một tháng lộ trình nữa cho nên một lát sau hàn lập thả ra một chiếc phi xa cả hai người đều leo lên đó chiếc xe tự vận hành hướng lên trời cao lao đi hiển nhiên nơi đây tương đối hẻo lánh sau khi ra khỏi phong lâm thành hơn vạn dặm trên mặt đất rất hiếm thấy phàm nhân lai vãng nữa. Ngẫu nhiên bay ngang vài thành trấn loại nhỏ, cũng thấy được cảnh tu sĩ cùng với phàm nhân sống chung với nhau. Bất quá trải qua 10 ngày sau, toàn bộ trên mặt đất đều mọc lên từng tầng đồi núi vực thẳm, ngoại trừ có thể ngẫu nhiên trông thấy vài đàn thú hoang trong hang động, còn lại chỉ thấy bóng dáng những vật vô cùng nhỏ bé. Càng làm cho Hàn Lập có chút bất ngờ đó là, tuy đồi núi vùng này không muốn nói là một chút linh khí cũng không có, nhưng rõ ràng linh khí loãng hơn nhiều so với những nơi khác. Về phần địa phận có linh mạch, mặc dù đã phi hành qua nhiều ngày như vậy, cố tìm một cái cũng không thấy. Hứa ra các người tại sao lại chọn địa phương này để kiến tạo gia tộc vậy? Rốt cuộc, Hàn Lập ở trên xe không nhịn được mới hỏi. Xin thứ cho vãn bối không vội giải thích rõ ràng, hẳn là không bao lâu nữa tiền bối sẽ hiểu được nguyên do bên trong hứa thiên vũ thản nhiên cười, rồi lộ ra nét thần bí nói. Phải không, đến lúc đó Hàn Mỗ thật sự kiến thức một phen trong lòng Hàn Lập tuy có vài phần tò mò, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra chút dị sắc nào. Thế rồi sau 10 ngày một mạch phi hành, phía dưới vốn đang là vùng đồi núi xanh bạt ngàn có điểm chút sắc vàng, lại bắt đầu đỏ ửng lên, cho dù là núi đá bùn đất hay vài loại cây cối mọc tại đây đều hơi bị nhiễm chút sắc đỏ. Lúc đầu Hàn Lập còn không để ý tới điểm này, nhưng đến khi phi hành thêm mấy ngày sau, mới trông thấy cả mặt đất đều toàn bộ bị nhuốm một màu đất đỏ, rốt cuộc thần sắc Hàn Lập có chút động dung. Dùng thân niệm cẩn thận quét xuống mặt đất vài lần, lát sau trong mắt hắn lộ ra vẽ đăm chiêu suy nghĩ xem ra rốt cuộc tiền bối đã minh bạch rồi hứa thiên vũ khẽ nỡ nụ cười thì ra là thế không ngờ nơi đây lại có một nguồn tài nguyên tinh đồng khoáng mạch xem ra lượng khoáng sản này không hề nhỏ chẳng trách đành nguyện hy sinh một phần tổn thất phương diện linh khí để xây dựng gia tộc ở chỗ này hàn lập sau khi mỉm cười liền trả lời tiền bối minh giám hứa ra chúng ta đã dọn tới đây cả vạn năm trước cũng chỉ vì quyết định có nên hay không đặt nền tảng của gia tộc ở lại nơi đây mà lúc đó trải qua một phen tranh luận. Cuối cùng vài vị thúc thúc trong tộc hạ quyết tâm, kết quả là tất nhiên gia tộc từ đó về sau trở nên nhất phương cử phú, chỉ có điều đối với các môn nhân đệ tử tu luyện cũng vì đó mà bị ảnh hưởng. Thật sự trong đó mặt lợi cũng như mặt hại khó nói vô cùng hứa thiên vũ thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói. Hàn lập nghe xong gật gật đầu, nhưng ánh mắt thoáng động mà không nói tiếp gì nữa. Nữ tử đương nhiên cũng biết điều, không quấy dày hàn lập nữa. Mấy hôm sau, phía xa xa ở cuối chân trời rốt cuộc cũng hiện ra một vùng xanh tươi. Cảm nhận được nguồn linh khí dao động sông tới, khiến cho tinh thần hàn lập không khỏi ngạc nhiên, cuối cùng biết rõ đã tới hứa ra rồi. Quả nhiên không bao lâu sau, một vùng sơn mạch cỡ nhỏ trải đầy màu xanh cây cỏ chợt xuất hiện trước mắt. Bên trong sơn mạch này tuy chỉ có mỗi một cái linh mạch rất đổi bình thường, nhưng linh khí nơi đây rõ ràng cách biệt một trời một vực so với khu vực bốn phía xung quanh. Ngay sơn mạch, phía đỉnh người ngọn núi cao cao, kiến tạo dày đặc kiến trúc các loại. Trong khi đó, trên ngọn núi còn mơ hồ dao động một chút huyền diệu nào đó, rõ ràng có tồn tại cấm chế pháp trận cũng có chút lợi hại. chương 1768, Mê Thận ảo cảnh. Tiền bối, đã tới hứa ra rồi, ta xin đi trước một bước để thông chi một tiếng cho mọi người trong tộc, sau đó gia phụ sẽ ra đây nghinh đón tiền bối phi xa đang bay trên trời cao, sau khi lượn một vòng quanh sân mạch, hứa thiên vũ ở bên trong xe liền xin ý kiến đây là hứa ra à, quả nhiên tìm được một nơi tốt thật, ta sẽ ở trên này chờ một lát thần niệm hàn lập quét qua sơn mạch. Một hồi sau, dị sắc trên mặt thoáng động rồi chậm rãi gật đầu. Bởi do chiếc phi sa thủy chung vẫn đứng yên trên không trung, nên đương nhiên sớm đã bị đám tu sĩ hứa ra trong sơn mạch phát hiện ra rồi. Lúc này cấm chế xung quanh thoáng dao động, tức thì hơn 10 đạo độn quang từ trong các ngọn núi bắn nhanh phi ra, trông bộ dáng có chút bất thiện. Hứa thiên vũ vừa được hàn lập đồng ý liền không dám chần chừ lập tức độn quang hóa thành một đạo bạch hồng bay tới đón đầu đám tu sĩ trong gia tộc. Kết quả sau vài lần chấp động, hai bên đã tụ họp với nhau. Hiển nhiên những tu sĩ hứa ra đều đã nhận ra vị đại tiểu thư của gia tộc, quần hào quang chợt tắt mọi người đều hiện ra thân hình. Trong đó có cả già trẻ nam nữ, ai nấy cũng đều hiện lên vẻ mặt sợ hãi pha lẫn vui mừng. Thiên vũ tiên tử mỉm cười rồi thấp giọng trao đổi vài câu gì đó với đám người này, bọn họ liền lập tức cùng nhau quay về bên trong sơn mạch hàn lập bình bĩnh đứng trên phi xa vẻ mặt nhàn tản chờ đợi một lát sau từ trong sơn mạch vang lên từng đợt âm thanh tiên nhạc hai đội thiếu nữ sinh tươi vận cung trang hai màu hồng trắng bay ra từ một ngọn núi tuy rằng đám nữ tử đó tu vi cũng không vượt qua kết đan và trúc cơ kỳ nhưng mỗi người xinh đẹp như hoa thần thái vô cùng cung kính mà ngay phía sau đám cung trang nữ tử đó còn có thêm ba người nữa cũng bay sát theo sau một người trong đó chính là hứa thiên vũ vừa mới đi vào không bao lâu ở giữa là một nam tử áo trắng trông rất nho nhã, cuối cùng là một đại hán cao to dâu quay nón, mắt tựa chuông đồng. Hai đội cung trang nữ tử bay đến gần liền dừng lại cách đó vài chục trường. Ba người bạch y nam tử không dám chậm trễ, bay một mạch tới chỗ hàn lập rồi đồng thời hạ xuống dưới. Vãn bối là hứa giao, tham kiến hàn tiền bối. Thứ lỗi cho hứa ra không kịp nginh đón. Nhìn sơ qua, bất quá bạch y nam tử này mới trên dưới 30, dung mạo cũng bình thường, nhưng đã có một thân tu vi hóa thần hậu kỳ, thực lực hiển nhiên không yếu. Khi hắn đứng trước mặt Hàn Lập, vội vàng kho người thi lễ biểu hiện vô cùng kính trọng. Vãn bối là hứa lỗ, xin ra mắt tiền bối tên đại hán kia cũng có tu vi hóa thần trung kỳ. Hứa giao đạo hữu đây có phải là tộc trưởng của hứa ra không? Ánh mắt Hàn Lập đảo qua bạch y nam tử, sắc mặt bất động hỏi. Đúng vậy tiền bối, vãn bối đã chấp trưởng tộc hứa ra hơn ngàn năm nay rồi bạch y nam tử thành thật trả lời. Ý định đến đây của ta hẳn nhiên thiên vũ đạo hiếu cũng đã đề cập qua phần nào với hứa tộc trưởng rồi chứ hàn lập gật gật đầu hỏi. Đích xác tiểu nữ đã nói qua một chút, tiền bối đã vì chuyện của tổ tiên mà đến, thật sự khiến cho hứa ra vô cùng cảm kích. Bất quá chỗ này không phải là nơi nói chuyện, xin mời tiền bối vào trong nói chuyện bạch y nam tử kính cần nói. Được rồi, hãy đi trước dẫn đường đi hàn lập cũng không có ý từ chối, lúc này tay chỉ về phía trước mà nói. Vì thế hai đội cung trang nữ tử cúi người đi trước. Hàn Lập vừa thu hồi lại phi xa liền từ không trung bay xuống. Bạch Hy Nam tử cùng tên cự hán kia chia ra tả hữu hai bên tiếp đãi. Còn hứa thiên vũ tụt lại phía sau chừng nửa bước, rồi cũng đi theo ba người. Vừa bay đến vùng không trung phía trên sơn mạch, một tay hứa giao liền lật ra, hiện lên một lệnh bài bích lục, rồi hướng vào hư không phía xa quơ một vòng. Lập tức vùng trời trên đỉnh đầu sơn mạch đột nhiên xảy ra một đợt giao động không gian kịch liệt. Nguyên bản trước đây vốn nhìn thấy hơn 10 tòa núi cao, bỗng nhiên hiện ra một tấm màn nước chấp lóe rồi vặn vẹo, cảnh sắc lập tức hoàn toàn biến đổi. Nhìn sơ qua vẫn thấy dãy núi đó, nhưng dãy núi hiện tại hoàn toàn khác biệt so với dãy núi trước đây, lúc này ngay tại vị trí của mơ hồ tựa như một vùng ảo ảnh. Hơn 10 ngọn núi cao thấp bất đồng, bỗng chốc bị kéo lệch ra xa tới vài dặm, vị trí của vốn cũng nằm trong vùng sơn mạch nhưng hiện giờ không còn nằm ở chỗ đó nữa. Trước đây nếu cái địch thật sự muốn vận dụng đại thần thông trực tiếp đánh vào ngọn núi của hứa ra, chắc chắn một kích đó tuyệt đối không thể đánh chúng, tất nhiên cũng chẳng thể gây thương tổn đến bất kỳ kiến trúc nào trên núi. Hai mắt hàn lập nhíu lại, bỗng nhiên thốt ra một câu. Mê thận ảo cảnh, không thể tưởng tượng nổi, hứa ra lại có khả năng bày ra cấm chế thượng cổ trong truyền thuyết à. Ha ha, thật đã làm cho tiền bối phải chê cười. Cách vạn năm về trước, trong dòng tộc hứa ra chúng ta sinh ra một đại sư trận pháp có thiên phú cực cao, vị đó hao tâm tổn lực cả đời mới có thể phục hồi được 78 phần ảo trận thượng cổ này đáng tiếc tu vi vị này không được cao lắm nếu thọ nguyên có thể kéo dài thêm một chút nói không chừng đã có thể phục hồi hoàn toàn pháp trận thượng cổ này rồi hứa giao khẽ cười một tiếng tựa hồ có chút hãnh diện đối với đại trận hộ tộc này của hứa ra vậy không sai nhờ có đại trận này nên căn bản hứa ra có khả năng tự bảo vệ được mình hàn lập cười nhẹ rồi không nói thêm gì nữa hứa giao thấy tình hình như vậy trong lòng có vài phần thất vọng khó có thể được một vị tu sĩ hợp thể kỳ chiêm ngưỡng qua đại trận hộ tộc vì thế muốn đối phương đưa ra thêm vài ý kiến nữa. Tiền Bối, người thấy pháp trận này thế nào, có thể ngăn cản được một kích của tu sĩ hợp thể kỳ hay không? Tên cự hán trông khá thô lỗ, nhưng ấp úng một đoạn mới phát ra câu hỏi. Hợp thể kỳ à? Hắc hắc, Hàn Lập liếc mắt ngó tên cự hán một cái, cũng không trực tiếp trả lời minh bạch, ngược lại trên mặt hiện ra biểu tình tựa như cười cười. Ý của Tiền Bối là pháp trận này dường như không có hiệu quả đối với tu sĩ hợp thể kỳ à Bạch Y Nam tử Trần trừ hỏi có hiệu quả hay không ta không dám chắc nhưng chính xác là pháp trận này có vài nhược điểm thật sự chưa phát huy hoàn toàn uy lực lúc xưa của pháp trận thượng cổ nếu vị đạo hữu nào có tạo nghệ trận pháp kém một chút có lẽ phải phí chút sức lực mới có thể bài trừ được trận này nhưng chỉ cần tu sĩ hợp thể kỳ tinh thông trận pháp chi đạo e rằng khó có thể gây khó khăn được nếu chỉ muốn dựa vào mê trận ảo cảnh chưa hoàn hảo này hàn lập im lặng một chút mới bình tĩnh nói ra đồng thời cũng tùy tiện chỉ vào vài chỗ thiết lập cấm chế bị khiếm khuyết đang bao phủ cả tòa sơn mạch này thật sự tiền bối có thể phát hiện ra được lỗ hổng của pháp trận này à? Bạch Hy Nam tử miệng lắp bắp kinh hãi, hứa thiên vô cùng cự hán liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt đều thất sắc. Không có gì, chẳng qua ta đã từng ngó qua điển tịch có liên quan với pháp trận này, do đó có thể nhìn ra được phần nào, nên tự nhiên không tính là gì cả khóe miệng hàn lập khẽ nhếch lên, trong miệng bâng quơ trả lời. Hắn nói ra câu này thật ra chẳng phải muốn ứng phó trước mắt với đối phương. Quả thật mê thận ảo cảnh chính là một bộ pháp trận thượng cổ, mặc dù đã thất truyền ở nhân tộc từ rất lâu, nhưng trong lúc hắn trên đường quay về nhân tộc ở thiên nguyên đại lục, trong một phường thị của dị tộc lại phát hiện ra bộ điển tịch ghi chép lại trận pháp thượng cổ của nhân tộc. Bởi vì bộ điển tịch này được viết bằng cổ văn của nhân tộc, hơn nữa do đa số người dị tộc không hề xem trọng trận pháp chi đạo, cho nên bị vứt ở một gian hàng tạp hóa mà căn bản chẳng có ai ngó ngàng tới. Cũng không rõ tại sao lúc trước quyền điển tịch thượng cổ này lại bị cái nào đó mang ra khỏi nhân tộc rồi lưu lạc ở đấy, Đương nhiên Hàn Lập sẽ không bỏ qua chuyện tốt như thế, liền thu mua toàn bộ các quyền điển tịch trận Pháp Thượng Cổ ở đó, rồi trên đường đi cũng có tìm hiểu sơ qua. Loại sự tình như vậy, Hàn Lập đã gặp qua rất nhiều trong suốt hành trình đi ngang qua những khu vực dị tộc khác, vì thế hắn cũng không để ý lắm. Nhưng lúc này, vừa gặp phải đại trận hộ tộc của hứa ra, đúng là cổ trận đã được ghi đầy đủ trong biển tịch, nên tự nhiên nhìn ra được chỗ khiếm khuyết của đại trận. Vị hứa giao này hẳn nhiên đã ở trong hứa tộc từ rất lâu rồi lúc này đâu có nghĩ tới ẩn tình của Hàn Lập, nên vừa nghe hắn nói có trong tay đầy đủ phương pháp bố trận mê thận ảo cảnh này, trên mặt liền đại biến. Tuy rằng hắn không biết vị Hàn tiền bối này, làm thế nào có được điển tịch thượng của pháp trận đã bị thất truyền nhiều năm qua. Nhưng thật sự mà nói, không lẽ bảo với mọi người rằng đại trận hộ tộc của hứa ra, căn bản không có chút ảnh hưởng nào trong mắt đối phương hay sao? Mà lúc trước có nghe qua đối phương đã tiết lộ ra vài chỗ sơ hở của pháp trận, nhìn kỹ thấy cũng chẳng giống như người ăn nói lung tung. Trên khuôn mặt bạch y nam tử vốn đang tươi cười, nhưng cái đó liền trở nên hết sức miễn cưỡng. Hàn lập dường như chẳng cần quan tâm đến, không chút do dự tiếp tục bay về phía trước. Hai đội cung trang nữ tử bay trước dẫn đường, nhóm người hàn lập cuối cùng cũng đáp xuống một tòa cung điện thật lớn nằm ngay trung tâm. Ở đây đang có mặt hai lão già dâu tóc lốm đốm, khuôn mặt hao hao giống nhau đang chờ sẵn. Hàn tiền bối, xin giới thiệu với người, đây là hai vị thúc tổ của vãn bối, vốn đang bế quan tu luyện, có nghe nói tiền bối giá lâm liền lập tức xuất quan tự mình nên đón hứa giao đi tới trước hai bước, rồi giới thiệu hai lão giả với hàn lập. Bọn vãn bối là hứa hỏa cùng hứa nham bái kiến hàn tiền bối. Hai lão già này không dám chậm trễ, vội vàng ôm quyền ân cần thăm hỏi, rõ ràng một người là luyện hư sơ kỳ, còn người kia lại là luyện hư trung kỳ cảnh giới. Với tu vi như thế, rõ ràng trong một gia tộc tu tiên bình thường hiện nay, cũng được tính là có chút kinh người rồi, dù sao ở một gia tộc nhỏ hơn chỉ cần có một gã hóa thần tu sĩ tỏa chấn, đã có thể xem như sống yên ổn thâm căn rồi. Xem ra những gì hứa thiên vũ đã từng nói qua có hơi khiêm tốn một chút, dù sao hứa ra ở tại thiên nguyên cảnh này quả nhiên danh khí không nhỏ. Nhị đạo hữu không cần quá đa lễ, lúc này hàn mỗ tới đây cũng do được người khác ủy thác mà tới thôi hàn lập khoát tay, đối với hai gã cao giai tu sĩ này của hứa ra, vẻ mặt hắn có chút hòa nhã. Mà trong miệng hai lão già này liên tục thốt ra không dám, rồi trực tiếp đưa Hàn Lập vào trong tòa cung điện thật lớn. Mọi người sau khi phân ngôi chủ khách ngồi xuống, lập tức có nữ tử luyện khí kỳ ăn mặc tựa nha hoàn dâng linh trà cho đám người Hàn Lập. Kế đó hứa giao mới trầm trọng mở miệng, lúc nãy, tiểu nữ có nói sơ qua về sự tình của tiền bối. Nghe nói Hàn tiền bối có một vật liên quan đến tổ tiên băng phách tiên tử, nên muốn chuyển giao cho hậu nhân trực hệ của lão nhân ra phải không? Không sai, lúc trước Hàn mỗ đã từng nhận một khoản ân tình không nhỏ, vì vậy mới nguyện đáp ứng làm việc này bất quá có nghe thiên vũ đạo hữu nói qua năm đó hậu nhân của băng phách tiên tử đích xác không chỉ lưu lại mỗi một huyết mạch hứa ra này cho nên ta cần đạo hữu chứng thực qua lúc đó hàn mẫu mới có thể trao ra được món đồ đó hàn lập trực tiếp nói thẳng vào vấn đề chứng thực tiền bối dự định nghiệm chứng bằng cách nào chuyện hứa ra chúng ta kế thừa huyết mạch tổ tiên thì những gia tộc phụ cận đều biết rõ sự tình lão già hứa hỏa khẽ ho một tiếng lời nói có chút khó xử ta thấy cũng không khó lắm chẳng hạn như thần thông công pháp tu luyện năm xưa của băng phách đạo hiếu, hoặc là bảo vật linh tinh nổi danh nào đó của tiên tử, đều có thể chứng minh thân phận của hứa ra là được rồi ánh mắt Hàn lập chấp nhanh liền bình tĩnh nói. chương 1769, Hàn Diễm cùng Kim Phù. Bảo vật à, quả thật năm xưa trước khi mất tích, tổ tiên đã đem toàn bộ bảo vật tùy thân mang hết trên người, cuối cùng vẫn chưa kịp lưu lại vật gì cho đám hậu nhân chúng ta cả. Còn về phần công pháp, tổ tiên hứa ra chúng ta có để lại vài loại bí thuật uy chấn năm xưa, nhưng do điều kiện tu luyện quá hà khắc, nên rất ít người có tư cách tu luyện được, cũng may còn có nham thuốc tổ chính là một vị trong số đó. Thuốc tổ, cảm phiền người biểu diễn cho tiền bối xem qua một chút hứa giao sau khi trầm ngâm một lát, liền quay đầu qua lão giả cạnh bên nói. Nếu tiền bối đã muốn xem, vãn bối mạn phép xin được bêu xấu vậy lão giả thoáng có chút do dự, cũng liền gật đầu. Kế đó chỉ thấy cánh tay khô gầy của hắn từ trong tay áo dơ ra, năm ngón tay liền xòe ra rồi hướng về trước lật chuyển. Trong phút chốc, một đoàn quang diễm lam sắc hiện ra trong lòng bàn tay, linh quang lưu chuyển thoáng chốc hóa thành một đóa sen lam sắc trong suốt. Băng liên này vô cùng tinh xảo, tựa như trời sinh ra đã như thế. Kiền lam băng diễm, ánh mắt hàn lập chợt lóe, không khỏi thì thào thốt ra một câu. Tiền bối thật có con mắt tinh tường, hàn diễm này chính là thần thông danh chấn của tổ tiên, nếu có thể tu luyện đến đại thành, uy lực phát ra có khả năng đóng băng ngàn dặm, hư không hóa hàn băng, tiếc rằng vãn bối còn xa lắm mới tu luyện đến được cảnh giới đó gương mặt gầy yếu của hứa nham hiện lên nét tươi cười đoá băng liên trong tay vừa xoay tròn một phát liền hóa thành một luồng lam quang đập mạnh vào hư không phía trước chỉ thấy những nơi nào mà tầng lam quang này tràn qua lập tức trên hư không toát ra sắc lam lóng lánh trong nháy mắt không gian nơi đó cảm giác như có chút mơ hồ vặn vẹo chính lúc này một lão già khác của hứa ra vung chén trà đang cầm trong tay chỉ thấy lóe lên một cái rồi bay thẳng vào trong khoảng hư không đó một màn quỷ dị liền xuất hiện trong nháy mắt chén trà chẳng những bị tầng lam quang hóa thành một khối băng điêu mà còn bị dừng lại ở giữa hư không đồng tử hàn lập co lại biểu tình trên mặt không chút thay đổi nhưng trên khóe miệng vẫn còn hiện ra tia kinh ngạc kiền lam băng diễm này nếu có thể tu luyện được về sau có thể đạt được thần thông lợi hại đến thế hắn quả thật vô cùng bất ngờ tuy nhiên suy nghĩ sâu xa thêm một chút đây cũng là lẽ thường tình năm xưa hắn từ trong hư thiên đỉnh mà có được kiền lam băng diễm vì vậy đâu phải do tự tu luyện mà thành hơn nữa lúc trước hắn trực tiếp hấp thu luyện hóa cho nên uy lực sẽ khó có thể tự tăng lên được còn hàn diễm của tên hứa nham này thần thông hoàn toàn do dự thân khổ luyện mà ra thêm vào sau đó có khẩu quyết công pháp nữa đương nhiên uy lực về sau có thể từ từ thăng tiến hai trường hợp này tất nhiên có chỗ lợi hại khác nhau nếu trực tiếp hấp thu hàn diễm sẵn có sẽ không cần hao phí thời gian tu luyện đặc thù liền có thể sở hữu ngay được thần thông đó nhưng về sau muốn tiếp tục tăng cao uy lực hơn nữa chỉ còn cách mượn ngoại lực hoặc tìm cách dung hợp một loại hàn diễm cực lạnh nào khác. Thể theo những gì lão già cùng băng phách tiên tử tự tu luyện nên, tuy rằng hao phí thời gian rất lâu, nhưng chỉ cần dựa theo khẩu quyết công pháp, sau cùng có thể tu luyện hàn diễm này đến giai đoạn đại thành. Mà chuyện hắn hấp thu được kiền lam băng diễm vẫn chỉ là sự tình xa xưa lúc còn ở nhân giới. Khi đó băng phách tiên tử lưu lại kiền lam băng diễm thì thần thông của vị đó cao lắm cũng chỉ tới hóa thần kỳ mà thôi, do đó làm sao có thể so với lão già có tu vi luyện hư kỳ như bây giờ được tâm niệm hàn lập sau khi xoay chuyển nhanh một chút liền hiểu ra được ảo diệu bên trong nên khóe miệng vốn đang ngạc nhiên cũng chợt bình thường trở lại tuy nhiên lúc này vùng lam quang trong hư không phía trước người lão già cũng chỉ duy trì được vài nhịp thở sau đó liền giống như một chiếc bàn thủy tinh bị vỡ tung ra từng mảnh vậy nguyên bản chén trà vốn đang bị lơ lửng giữa hư không lập tức rơi nhanh xuống đất một lão già đứng gần đó chính là hứa hỏa đã sớm có chuẩn bị Lập tức ra tay hút lấy chén trà vừa mới bị hóa băng đó vào tay. Đồng thời trong tay hắn chợt lóe lên một quầng sáng đỏ sậm, ngay tức thì tầng lam băng bị chảy ra rồi tan biến. Chén trà đó lại hoàn hảo hiện ra tựa như lúc ban đầu. Tiền Bối cảm thấy thế nào, thần thông này của Nham Thúc Tổ có thể chứng thực được hứa ra chúng ta chính là hậu nhân trực hệ của tổ tiên hay không? Vẻ mặt của Bạch Y Nam Tử tươi cười hỏi Hàn Lập. Quả thật đúng là Tiền Lam băng diễm, hơn nữa thần thông của Hứa Nham Đạo Hữu cũng đã đạt tới lô hỏa thuần thành rồi có thể đem cực hàn chi lực khống chế được trong một phạm vi tùy ý thật sự rất khó hàn lập nở nụ cười cũng nhẹ nhàng gật đầu không biết ý tiền bối là tinh thần hứa giao thoáng rung lên hắc hắc đạo hiếu hãy cứ yên tâm nếu hứa ra đúng thật là hậu nhân trực hệ của băng phách tiên tử thế này đương nhiên ta sẽ giao ra đồ vật nhờ chuyển hộ hàn lập thấp giọng tươi cười bỗng nhiên tay áo bảo phất lên một cái một chùm ánh sáng chợt lóe lập tức hai món đồ vật liền hiện ra trên mặt bàn một thứ là ngọc giản màu lam nhạt Món kia lại là một hộp ngọc trắng noãn. cả hai vật đều bị dán bởi một đạo phù lục kim quang nhàn nhạt, nhạt quả thật vẫn còn phong ấn kín mít đủ minh chứng cho hàn lập chưa từng xem qua bao giờ bạch hy nam tử đảo ánh mắt ngó qua vẻ mặt có chút nghiêm nghị lập tức ánh mắt bao lấy cả hai thứ ngược lại cẩn thận hỏi thêm một câu hiện tại tiền bối có thể báo cho biết là người phương nào đã ký thác nhờ tiền bối chuyển giúp hay không không phải tại hạ không chịu nói ra lúc trước ta đã bảo nếu có nói ra có lẽ cũng không có vị đạo hiếu nào có khả năng biết người đó là ai đâu, ta chỉ có thể tiết lộ cho chư vị đạo hiếu biết chút ít, vị tiền bối đó không phải là người trong hai tộc chúng ta, với thần thông tu vi như ta cũng khó sánh nổi một phần so với vị đó hàn lập nhướng mày, chậm rãi nói ra. Cái gì, người dị tộc à, ngay cả tiền bối đây cũng tự nhận không bằng, vậy không lẽ là... Mấy người trong hứa ra thất thanh la lên, hiển nhiên vừa nghe qua câu trả lời này, đã vượt xa những gì họ đoán trước. Hứa thiên vũ cùng mấy lão già đều lộ ra vẻ kinh nghi. Nhưng thật ra Hàn Lập đối với phản ứng của bọn họ, lại chẳng hiện lên chút kỳ quái nào, có vẻ vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt hứa giao chợt lóe lên, thoáng suy nghĩ qua rồi nói. Năm đó lúc tổ tiên rời đi cũng vừa mới đột phá hợp thể kỳ cảnh giới không bao lâu, rồi sau đó tiến nhập hoang dã thế giới để đi du ngoạn khắp nơi phong nguyên đại lục. Nếu nói như vậy, có thể biết được một hai vị tiền bối dị tộc Âu cũng là việc bình thường, không lẽ chuyện này có liên quan tới việc mất tích năm xưa của tổ tiên à? Quả thật rất có khả năng hứa nham và lão già kia ngó nhau, sắc mặt chợt lóe lên tia vui mừng, cơ hồ như một câu này đã thay lời của biết bao người xung quanh vậy. Hứa thiên vũ cùng với cự hán cũng nhìn nhau, sau đó cả hai không dằn nỗi đều hiện lên vẻ hưng phấn. Đây chỉ là dự đoán thôi, có thật hay không vẫn là hai chuyện khác nhau. Xin tiền bối hãy chờ một chút, vãn bối đi làm chút chuyện sẽ quay về ngay. Nham thúc tổ, cảm phiền người cùng vũ nhi bồi tiếp tiền bối một chút bạch y nam tử hít sâu một hơi liền không trần chờ thu hai món đồ trên bàn vào trong tay sau đó áy náy nói với hàn lập hứa đạo hữu cứ tự nhiên hàn lập dường như không để ý lắm nghe thế hứa giao liền cầm hai món đồ rồi đứng dậy dẫn theo một lão già khác cùng với tên cự hán cáo tử đi ra chốc lát trong đại sảnh chỉ còn lại ba người hàn lập hứa thiên vũ và hứa nham hàn tiền bối trước đây tại hạ từng nghe vũ nhi có kể qua năm đó lúc ở trong thành tu vi còn thấp, con bé đã được tiền bối chỉ điểm qua, nếu không thì không nhất định đột phá lên hóa thần cảnh giới nhanh như vậy. Ta đây thân làm thúc tổ xin thay Vũ Nhi cảm tạ tiền bối rất nhiều lão giả bồi tiếp hàn lập nói chuyện phiếm vài câu, hai tay kính cần thoát ra. Không có gì đâu, cũng nhờ thiên vũ đạo hữu bản thân tư chất hơn người, năm đó ta cũng chỉ điểm qua sơ sơ thôi hàn lập thoáng động lòng trả lời. Thế nhưng đề cập đến việc này, ta có nghe Vũ Nhi nói, dường như tiền bối cùng với tổ tiên có chút liên quan sâu xa thì phải. Hứa Nham có chút tò mò mà hỏi, tuy rằng vẫn chưa có cơ hội diện kiến băng phách tiên tử, nhưng quả thật có một chút quan hệ. Nếu không thì vì tiền bối kia sẽ không phó thác cho ta chuyển giao đồ vật này đâu, nếu trong lòng đạo hiếu có chút hoài nghi nào, hãy tự mình xem qua tất sẽ hiểu được hàn lập liếc mắt nhìn lão già. Sau khi suy tính một lúc, bỗng nhiên ngón tay đưa ra trước mắt rồi dương lên, tiếp theo chỉ nghe truyền đến một tiếng cười khúc khích, một đóa quang diễm màu lam từ đầu ngón tay nở rộng ra, vừa xoay tròn một vòng liền hóa thành một đóa băng hoa màu lam kiền lam băng diếm lão già cất lên tiếng thét kinh hãi hết sức chăm chú nhìn vào băng hoa mà trên mặt đầy vẻ giật mình chẳng lẽ tiền bối cũng là hứa thiên vũ đang đứng bên cạnh vừa nhìn thấy cảnh này cũng khiếp sợ thì thào không ra tiếng không phải như các người nghĩ đâu năm xưa ta chỉ có cơ may thu được một ít hàn diếm của tổ tiên hai vị được di lưu lại ở hạ giới mà thôi hàn lập mỉm cười thì ra là thế hứa nham liền bừng tỉnh hiểu ra tuy nhiên trong mắt vẫn còn thấp thoáng chút nghi ngờ nhưng không tiện mở miệng mà truy vấn tiếp nữa dù sao hàn lập cũng là một vị tu sĩ hợp thể kỳ một tu sĩ luyện hư như hắn làm sao có tư cách dám đưa ra nghi vấn được chứ cũng đồng thời ngay lúc này trong một mật thất ở mặt sau tòa lâu đài bị tầng tầng cấm chế bảo vệ nghiêm ngặt hứa gia tộc trưởng cùng với cự hán và một lão già đang hồi hộp dòm thật kỹ hai món đồ đang nằm trên mặt bàn đạo phu này thật lợi hại dựa vào tu vi của hai người bọn ta lại không thể mạnh mẽ dụng lực gỡ ra được xem ra thật đúng như lời vị tiền bối kia đã bảo những thứ này chắc chắn là do người dị tộc đại thừa chuyển giao tới cho tổ tiên rồi tên lão giả hứa hòa tựa hồ đã nếm thử qua mùi vị thất bại khi muốn gỡ đạo phù xuống, mắt nhìn hai vật có chút bất đắc dĩ nói. Nếu thật sự nguyên nhân xuất phát từ tồn tại đại thừa kỳ, thì hai đạo phù này huyền diệu đến thế cũng chẳng có gì gọi là kỳ quái cả. Nếu dựa vào uy lực của bảo vật mà mạnh mẽ hủy diệt luôn hai đạo bồ đó chỉ sợ đồ vật bên trong tất sẽ bị ảnh hưởng hư hao, chắc chắn là phải có chút xảo thủ nào đó mới phải hứa giao sờ sờ chiếc cằm bóng loáng tựa hồ như đang nghĩ tới chuyện gì đó. Tộc trưởng nếu đã có biện pháp, nếu không ngại cứ thử nghiệm một phen xem sao, trường hợp không được nữa thì chúng ta lại tìm biện pháp khác vậy hứa hỏa hiển nhiên hơi nóng vội, nói ra không lưỡng lự. Thúc phụ nói hay lắm, tiểu chất trước hết thử qua một lần xem sao hứa giao sau một hồi lâu nghĩ ngợi, liền hồi hợp gật đầu. Tiếp theo bỗng nhiên thấy hắn khoát tay rồi há miệng ra, theo đó một đạo bạch quang tuôn ra. Chỉ thấy luồng bạch quang dày đặc vây quanh cổ tay bay lòng vòng một hồi, liền lập tức lóe lên rồi bị hứa dao hút trở về miệng. Nhưng ngay sau đó, ngay chỗ cổ tay hiện lên một vệt đỏ thẳm, vài giọt máu từ từ rớt xuống, vừa lúc rơi ngay phía trên tấm phủ đang phong ấn khối ngọc giản kia. Huyết quang rơi nhanh xuống, những giọt máu đó liền dễ dàng hòa nhập vào rồi biến mất. Nguyên bản tấm phủ vốn đang nằm yên bất động, nháy mắt quầng kim quang phóng lớn ra, tiếp tục ở phía trên hiện ra một đám kim văn lớn nhỏ bất đồng sau đó chợt lóe lên những kim văn đó đều tán loạn biến mất đồng thời linh khí trên tấm phủ chợt tắt toàn bộ linh quang cũng tiêu biến không thấy nữa hứa giao vừa nhìn thấy cảnh này nhất thời mừng rỡ biết rõ bản thân đã đoán đúng quá nữa rồi quả nhiên chỉ có huyết mạch kế thừa của băng phách tiên tử mới có thể yên ổn gỡ xuống tấm phủ này hắn hít sâu một hơi sau đó há miệng nhẹ nhàng thổi một phát về phía ngọc giản kim sắc phù lục thoáng run lên liền sau đó từ trên ngọc giản bay xuống không một tiếng động. chương 1770, huyết hồn, lão già cùng tên cự hán trông thấy tình hình như vậy, sắc mặt đều lộ vẻ vui mừng. Hứa giao rằn lại tia hưng phấn đang dâng trào, liền dùng thủ pháp tương tự gỡ lấy phủ triện từ trên hộp ngọc. Ánh mắt bạch y nam tử đảo qua đảo lại nhìn kỹ hai món đồ vật, sau một lúc hơi do dự bàn tay còn lại liền chụp lấy ngọc giản lam sắc kia. Nhẹ nhàng áp ngọc giản lên chán, hai mắt vị nam tử đó khẽ nhắm lại. Một lát sau, sắc mặt bạch y nam tử bắt đầu định thần trở lại, rồi dần dần hiện lên chút nghi hoặc, nhưng sau đó lại lộ ra chút vẻ khiếp sợ. Lão già hứa hỏa cùng với cự hán đứng bên cạnh trông thấy tình hình như vậy, liếc mắt nhìn nhau trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Sau một tuần trà, rốt cuộc bạch y nam tử thở dài một hơi, thần sắc có chút hoảng hốt rồi lấy ngọc giản đang áp lên chán đem xuống. Hiền chất, rốt cuộc bên trong nói gì vậy lão già không nhịn được hỏi ngay. Biểu tình tên cự hán cũng lộ ra vẻ cấp bách tương tự. Hỏa thúc, người hãy tự xem đi tựa hồ hứa giao đã bình tĩnh lại được vài phần, thần sắc biểu hiện phức tạp rồi trực tiếp đưa ra ngọc giản, dường như không muốn bàn luận thêm gì nữa. Lão già tiếp nhận lấy ngọc giản, tự nhiên trong lòng cũng có chút kinh nghi, sau một hồi do dự cũng tương tự thả thần niệm vào trong. Lúc này ánh mắt hứa giao dừng lại ở hộp ngọc, thoáng cân nhắc liền phất tay áo qua một cái. Nắp hộp lập tức mở bung ra, bên trong hộp ngọc đang ngưng tụ một quầng ô quang lưu chuyển không ngừng, bên trong rõ ràng đang đặt một chiếc bình đỏ tươi cao gần một tấc. Mặt ngoài chiếc bình này có khắc một loại hoa văn rất kỳ quái, thoáng mơ hồ tỏa ra một cỗ huyết tinh khí. Ồ, hình như cái này là, tên cử hán đứng bên cạnh thấy rất rõ, lập tức cả kinh nhận ra chút gì đó. Không sai, đây chính là huyết hồn bình của tổ truyền hứa ra. Nguyên trước đây bình này có một đôi, nhưng năm xưa đã bị băng phách tổ tiên mang đi một cái rồi, thật không ngờ lại có ngày gặp lại được tại đây thần sắc hứa giao âm trầm nói. Đúng là bảo vật này rồi tên cự hán nuốt nước miếng cái ực, liền thì thào một câu hứa giao cũng không đề cập thêm nữa, liền trực tiếp phân phó cho tên đại hán. Người lập tức cầm lệnh bài của ta, điều động tất cả mật vệ trong tộc đến xung quanh ngọn núi ngay chỗ tông miếu cho ta, đồng thời cũng phát động toàn bộ cấm chế gần đó, đem phong tỏa kín mít cho dù con ruồi cũng khó bay lọt. Kế tiếp, mời cho được đại thúc tổ dù đang trong giai đoạn bế quan cũng phải tỉnh lại rồi vào tông miếu chờ ở đó. Sao phải điều động mật vệ, lại còn thỉnh đại thúc tổ xuất quan nữa tên cự hắn cả kinh, trông bộ dạng rất khó tin. Không sai, đây là chuyện đại sự có liên quan đến băng phách tổ tiên, đại thúc tổ cho dù đang tu luyện đến giai đoạn quan trọng cũng phải mời xuất quan một chuyến bạch y nam tử cắn răng một cái, dứt khoát phân phó. Thật sự tộc trưởng đã tìm được tung tích của tổ tiên rồi à, được ta đi làm ngay tên cự hán nghe vậy mừng rỡ, liền không chút do so dự đáp ứng ngay, rồi đi thẳng ra ngoài. Còn hứa giao thấy tên cự hán sau khi đã rời khỏi mật thất, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào chiếc bình nhỏ đỏ như máu, sắc mặt thoáng âm trầm bất định. Một lát sau, Lão già hứa hỏa thở ra một hơi, cuối cùng cũng xem xong Ngọc Giản liền mở mắt ra nói. Thì ra là thế, tổ tiên đại nhân thật sự đã đi vào khu vực hoang dã thế giới, lại còn đến một đại lục nào khác nữa. Chuyện gì đã xảy ra, đến nỗi chỉ có thể chuyển về được một tiêu huyết hồn vốn được tế luyện từ năm xưa lão già thì thào một câu, cặp chân mày nhăn tít. Trong Ngọc Giản này ngoại trừ truyền lại bộ bí thuật huyết hồn ra, cũng chỉ có lưu lại vài câu nhắn nhủ thôi. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, Hiện tại chỉ cần vận dụng huyết tinh khiến cho tiêu huyết hồn này được tỉnh lại, lúc đó mới biết rõ sự tình. Nghĩ lại cũng nhờ năm xưa băng phách tổ tiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trước đó đã luyện chế ra huyết tinh quan cùng với một cặp huyết hồn bình này, nếu không bọn ta thật sự bó tay không còn cách nào giải quyết hứa giao âm trầm nói. Chính xác như thế, theo như những gì bên trong ngọc giản cho biết, một khi tấm phù triện này bị gỡ xuống, nhất định trong vài ngày phải gấp rút cử hành nghi thức, nếu không cho dù có huyết hồn bình này đi nữa, một tia huyết hồn đó sẽ bị tan đi mất, dù sao huyết hồn được phong ấn trong chiếc bình này đã rất lâu rồi lão già lại tiếp tục lộ ra vẻ lo lắng. Yên tâm đi, chúng ta sẽ lập tức cử hành nghi thức trong ngay đêm nay ánh mắt bạch y nam tử chợt lóe lên rồi nói. Cũng chỉ còn cách này mà thôi, à còn nữa, vị hàn tiền bối kia đang ở chính điện, chúng ta sẽ hồi báo thế nào đây? Ta có nghe Vũ Nhi nói qua, dường như vị này cùng với băng phách tổ tiên cũng có chút liên quan gì đó, hơn nữa lại chủ động đem trả về huyết hồn tổ tiên, hiển nhiên không có ác ý gì với hứa ra chúng ta đâu lão giả nói ra một câu. À, vị hàn tiền bối này tuy là mới vừa tiến dai không bao lâu, nhưng thần thông dường như không thấp chút nào, lại còn tinh thông pháp trận thượng cổ nữa chứ, nói không chừng về sau sẽ trở thành một bức tường lớn để hứa ra chúng ta dựa vào. Bất luận thế nào cũng quyết phải giữ chân vị tiền bối này ở lại hứa ra càng lâu càng tốt. Sau khi cử hành nghi thức hồi sinh huyết hồn, ta hãy nghĩ cách làm sao để tăng thêm giao tình với vị hàn tiền bối này hứa giao trầm ngâm một chút liền có quyết định chắc chắn phải thế, thôi ta ra ngoài trước để an bài đôi chút đây hứa hỏa nhẹ gật đầu, liền dự định rời đi. Để chứng tỏ thành ý, hay là ta và hỏa thúc cùng đi ra vậy bạch y nam tử hơi do dự một chút lại bảo thế. Cũng tốt, đối với một gã hợp thể kỳ như thế, bất luận thế nào chúng ta phải đối đãi thật long trọng vào lão già thoáng suy nghĩ liền tỏ vẻ đồng ý. Vì thế, vị tộc trưởng của hứa gia này đem hộp ngọc có chứa chiếc bình màu đỏ cẩn thận thu hồi lại, sau đó cùng lão già rời khỏi mật thất. Vài hôm sau, trong một tòa lầu vô cùng xinh đẹp được xây dựng bên trên ngọn núi, Hàn Lập đang ngồi khoanh chân trên tấm bổ đoàn ở tầng cao nhất, hắn khẽ nhíu mày trầm ngâm không thốt nên lời. Hiện tại trong lòng hắn thật sự có chút chuyện khó xử. Vốn là chỉ muốn sau khi đưa được đồ vật đến nơi, rồi đàm đạo vài câu với hứa ra, sau đó sẽ cáo từ rời đi ngay. Vốn không nghĩ sẽ phải ở lại hứa ra lâu hơn, thế nhưng do gia chủ hết sức nhiệt tình, chẳng những quyết liệt giữ ở lại thêm một thời gian, mà còn khi thấy hắn muốn rời khỏi nơi đây, lại ẩn ý tiết lộ chút ít tin tức về món đồ nhờ chuyển cho Hứa gia, đồng thời phong phanh nói ra manh mối có liên quan đến băng phách tiên tử. Chỉ cần hắn ở lại Hứa gia vài hôm thôi, nói không chừng có thể biết được hạ lạc của tổ tiên bọn họ. Hắn nghe qua trong lòng không khỏi suy tính, nếu nói Hàn Lập thật sự không để ý đến sự tình của băng phách tiên tử thì hoàn toàn không hẳn thế. Bất luật là hắn hấp thu kiền lam băng diễm, hay đã từng mạo hiểm tiến vào Hư Thiên Cung rồi đoạt được Hư Thiên bảo đỉnh lại còn diễn biến hung hiểm trong Bắc Minh tiểu cực cung ở Đại Tấn nữa, hầu hết đều có liên quan mật thiết với vị băng phách tiên tử này. Hơn nữa trong lòng hắn cũng có vài vấn đề mơ hồ nan giải, cũng nghĩ nên gặp vị băng phách tiên tử này để kiến thức một phen. Nếu chỉ cần ở khoảng 10 ngày nửa tháng, tự nhiên hắn không quan tâm lắm. Dù sao với thần thông tu vi hiện tại, hắn cũng không cần phải lo lắng mấy người hứa ra này có ý đồ gì đó với hắn. Trong hai tộc nhân yêu, ngoại trừ tu sĩ đại thừa được nhắc tới như một truyền thuyết, thật sự khó tìm được người có thể uy hiếp được tính mạng hắn. Do đám tu sĩ hứa ra quá sốt sắng lưu lại, nên hắn ở lại tộc hứa ra một thời gian, kế đó yên tĩnh ngồi trong tòa lầu này. Bất quá trong lòng Hàn Lập cũng đã có quyết định, nhiều lắm cũng sẽ ở lại hứa ra hơn tháng là cùng, nếu đến khi đó vẫn không có tin tức của băng phách tiên tử, chắc chắn sẽ không thể tiếp tục chờ đợi ở đây được nữa. Tất nhiên, dù cho thật sự có biết được hạ lạc của băng phách tiên tử đi nữa, hắn vẫn chưa tính tới chuyện có nên dành thời gian đi tìm hay không, Hắn muốn chờ tới lúc tình huống rõ ràng rồi mới quyết định sau. Hàn Lập đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng nhiên nhấc bàn tay lên, tiếp theo linh quang chớp nhoáng, nhất thời trong tay xuất hiện một ngân sắc phù triện. Tấm phù triện này chính là trước đây hắn có được từ cấm chế di lưu trong quảng hàn giới, đích thực là một phù triện tiên giới đã bị tiêu hao hết linh lực. Trong khoảng thời gian này, bởi vì đan dược cho hợp thể kỳ nhất thời không thể điều chế được, nên hắn cũng không vội mà tu luyện pháp lực, trái lại tập trung hơn phân nửa tinh thần để tìm hiểu tấm phù triện tiên giới này. Tuy rằng toàn bộ uy lực đã bị tiêu tán đi hết, nhưng phù văn được vẽ trên đó đều dùng ngân khoa văn cả, so với lĩnh ngộ về phương diện phù triện được ghi trong kim khuyết ngọc thư rất có chỗ giống nhau. Điều này khiến cho Hàn Lập cảm thấy rất có khả năng tìm hiểu sâu hơn. Nguyên bản bên trong tàn trang của kim khuyết ngọc thư, hắn Thủy Trung vẫn chưa có khả năng nhập môn được chút nào, thế nhưng cuối cùng cũng tìm được chút manh mối đó là thiên qua phù. Tấm phù này chính là một loại ngân khoa văn phù triện được ghi lại sau cùng bên trong tàn trang, đây cũng là loại phù triện duy nhất có đặc tính công kích không đề cập tới uy lực của tấm phù triện này mạnh mẽ tới cỡ nào mà chỉ nói tới chỗ thâm ảo phức tạp thôi nó thật sự đã hơn sa thái nhất hóa thành phù vốn cùng loại ngân khoa văn linh phù cho dù đối với thiên địa pháp tắc cũng có một ít lĩnh ngộ nhất là từ khi hàn lập tiến giai lên hợp thể nhưng cuối cùng vẫn không đủ khả năng thấu triệt nổi về sau mà nói thiên qua phù này giá trị chắc chắn là tuyệt đối cao rất đáng chờ mong hàn lập chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngân sắc phù lục ngón tay bên kia không ngừng tung lên vẽ xuống tựa như đang họa bức tranh nào đó. Một lát sau, chẳng thấy điểm dị thường nào xuất hiện, nhưng cũng có khi từ đầu ngón tay tuôn ra vài ngân sắc phù văn lớn nhỏ bất đồng, có khi tiêu biến đi mất, hoặc có lúc ngừng tụ lại một chút rồi lóe lên, trông hết sức thần bí. Thời gian thoáng trôi qua, không bao lâu sau phía trên bầu trời ngay vị trí sơn mạch của hứa ra, vầng trăng trên cao soi sáng, lúc này trời đã về khuya. Hàn Lập đang khoa tay vẽ không ngừng, gương mặt bỗng nhiên hiện lên tia khác thường. Ngay sau đó, hắn dừng lại rồi đứng lên, bóng người chợt lẽ, liền xuất hiện bên cạnh cửa sổ, kế đó nhìn về phía ngọn núi xa xa, trên mặt thoáng hiện ra vẻ nghi hoặc. Sao lại thế này, một cổ dao động cấm chế rất quái dị, dường như là. Tâm niệm hàn lập bỗng chốc quay ngược trở lại, tựa hồ nhớ tới chuyện gì đó, liền ngó lên trên trời cao. Kết quả khiến hắn hết sức kinh hãi, chỉ thấy vầng trăng treo trên bầu trời đêm vốn long lanh ánh sáng trắng ngà, không biết từ lúc nào đã biến thành màu đỏ khiến bất kỳ ai nhìn lên cũng cảm giác bất an. Hàn lập thở ra một hơi rồi thu ánh mắt lại, sau đó bỗng nhíu mắt tiếp tục nhìn về phía ngọn núi một lần nữa. Tia lam quang từ nơi sâu thẳm trong cặp đồng tử chấp động không ngừng, ngọn núi nhìn xa xa nhìn trông rất đổi bình thường, thế nhưng nhờ hiệu quả của linh mục, hắn thấy rất rõ ràng một tầng huyết quang đỏ thắm. Vầng huyết quang đó bao phủ xung quanh ngọn núi, không ngừng bành trướng lớn ra rồi thu hẹp trở lại, dường như hắn bị ảnh hưởng bởi một lực dao động tựa hồ như được phóng ra từ trong ngọn núi này. Thấy được rất tường tận, xung quanh bốn phía ngọn nút đã bày ra cấm chế huyền diệu nào đó. Nhưng cổ huyết quang kia thật sự chẳng tầm thường chút nào, một phần linh áp vẫn có thể trực tiếp xuyên thẳng qua. Một lượng lớn huyết tinh khí như thế, chẳng lẽ hứa ra muốn cử hành nghi thức huyết tế ở chỗ đó. Bất quá cho dù muốn tiến hành huyết tế đi nữa, cũng không nên chọn thời điểm có ngoại nhân như ta chứ, không lẽ đợt huyết tế lần này có quan hệ gì với ta sao một hồi lâu sau, làm mang trong mắt hắn chợt biến mất, thì thào nói nhỏ vài tiếng, trên mặt đầy vẻ trầm ngâm. Hắn là hạng người cơ trí, nên chỉ cần cân nhắc qua một chút, liền đoán chúng chân tướng sự việc hết bảy tám phần. chương 1771, hứa gia tông miếu. Trong lòng hàn lập sau khi đã có đáp án, liền nhìn lại ngọn núi ở xa, bình tĩnh trở lại. Nhìn kỹ một lúc lâu, cuối cùng tình hình xáo động từ nơi đó chậm chậm giảm đi rồi tắt hẳn, kế đó hắn suy nghĩ một chút liền trở về khoanh chân tiếp tục ngồi lên tấm bổ đoàn, hai mắt cũng từ từ nhắm lại. Kế tiếp vài hôm sau, ngoại trừ hứa thiên vũ có tới vấn an chu đáo ra, thì những người khác trong hứa ra chẳng ai đến làm phiền hắn tu luyện cả. Bất quá càng ngày hắn càng thấy rõ vẻ lo âu hiện lên gương mặt của nữ tử đó, xem ra hành động của gia tộc đêm đó dường như không được thuận lợi cho lắm. Quả nhiên mấy hôm sau đó, cứ mỗi tối linh khí dao động cứ như thế liên tiếp bạo phát. Liên tục những đêm sau, Thiên Vũ Thiên Tử cũng có tới Thịnh An, nhưng tựa hồ có chuyện muốn nói với Hàn Lập, nhưng mấy lần lời nói chưa kịp phát ra khỏi miệng liền do dự nuốt trở lại. Hàn Lập mục kích hết toàn bộ, trong lòng thoáng cân nhắc nhưng ngoài mặt thần sắc vẫn bình thường. Bất quá tới sáng ngày thứ năm, trong lúc Hàn Lập đang tiếp tục tìm hiểu phù lục, bỗng nhiên thần sắc thoáng động, khẽ lật bàn tay, lập tức phù lục đang tìm hiểu lóe lên rồi biến mất. Hắn rõ ràng cảm ứng được ngay cửa vào, ngoại trừ Hứa Thiên Vũ vốn hàng ngày thường xuyên vấn an ra còn có thêm hứa giao cùng với khí tức của một người xa lạ khác. Đạo khí tức này vô cùng cường đại, Tu Vi đã đạt tới luyện hư hậu kỳ. Điều này làm cho hắn có chút ngạc nhiên, không ngờ trong hứa ra lại có tu sĩ bậc này, xem ra lúc bình thường đã che giấu đi hết sức kỹ lưỡng. Lúc này trong lòng Hàn Lập thoáng cân nhắc một phen, bên dưới chuyển đến âm thanh kính cẩn của tộc trưởng hứa ra. Vãn bối hứa giao xin bái kiến tiền bối, không biết tiền bối có thể dành chút thời gian để vãn bối được diện kiến không? Nguyên lai like là hứa tộc trưởng đã tới, không cần phải khách khí như thế, phiền ở đại sảnh chờ một lát, hàn mỗ sẽ xuống ngay hàn lập thản nhiên trả lời, tiếp theo bước xuống tầng dưới. Một lát sau, thân ảnh hàn lập bóng hiện ra tại đại sảnh, ánh mắt hắn cũng nhìn rõ tên luyện hư hậu kỳ xa lạ kia. Cùng đứng sánh vai với hứa giao là một gã thanh niên nam tử mặc áo bào cho hơi cũ kỹ, trong bộ dạng bất quá mới chỉ chừng 27-28 tuổi, cũng hướng về hàn lập chắp tay cười. Nhìn kỹ qua thấy dung mạo của tên thanh niên này khá giống với hứa giao, hai người mà đứng cạnh nhau cứ ngỡ người thanh niên này là hậu bối con cháu trong nhà của hứa giao vậy. Tiền bối, xin giới thiệu đây là đại trưởng lão hứa nguyên. Do mấy hôm trước tu luyện tới giai đoạn quan trọng nên không kịp xuất quan để tiếp đón tiền bối được hứa giao vừa thấy Hàn Lập liền thi lễ, đồng thời giới thiệu luôn người bên cạnh. Đại trưởng Lão à, hứa nguyên đạo hữu đây sắp đạt tới đại viên mãn luyện hư hậu kỳ rồi, có lẽ tùy thời có thể đột phá bình cảnh lên hợp thể cảnh giới, nói không chừng sắp tới cũng sẽ trở thành đồng giai với ta đánh giá thanh niên này vài lần, Hàn Lập đột nhiên cười rộ một tiếng. Tiền bối tuệ nhãn như đuốc, đích xác phán bối đã dự tính sẽ chuẩn bị đột phá bình cảnh, bất quá có thành công hay không thật sự rất khó nói thành niên cung kính thi lễ với Hàn Lập, sau đó thở dài rồi trả lời. Hàn Lập nghe qua mỉm cười không đề cập tiếp chuyện này nữa, sau khi ngồi xuống ghế chủ vị liền ra hiệu ý bảo mọi người hãy cùng ngồi xuống. Mấy người hứa giao nói lời cảm tạ, sau đó an vị ở hai bên Hàn Lập. Lúc này hứa tộc trưởng đến đây có phải truy được chút tin tức gì đúng không Hàn Lập không quanh co lòng vòng mà đi thẳng ngay vào vấn đề. Nhưng vừa nghe hắn hỏi thế, thật sự làm cho hứa giao ngẩn người ra, kế tiếp khóe miệng hơi run rẩy liền nở nụ cười khổ. Nếu như hôm qua mà tiền bối hỏi như vậy, chỉ sợ vãn bối thật sự không thể chính xác đưa ra tin tức nào, thế nhưng lần này vãn bối đến đây chính là muốn nhờ tiền bối một chuyện. Nhờ ta, mí mắt Hàn Lập hơi nhíu lại, tựa hồ khá bất ngờ.